chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 461 chương đào vong lộ. Ninh Tịch Nguyệt đã xoa tay hầm hè chuẩn bị hảo muốn bắt đầu 200km lớn lên lộ trình điều khiển bắt chước trong lòng còn rất kích động nàng hiện tại là đã hiểu vì cái gì nói mới vừa bắt được bằng lái người lá gan đều rất lớn cũng rất tưởng sờ xe nhìn đến người khác lái xe đều tưởng thử một lần này bắt được này tờ giấy sau trong lòng xác thật là khống chế không được tưởng sử một sử nha tâm ngứa khó nhịn cảm giác còn có điểm nhiệt huyết sôi trào đinh thêm tái thành công chiếc xe đã tiến vào bắt trước đoạn đường ký chủ chuẩn bị tiến vào dây lát giang ninh tịch nguyệt đã đứng ở một cái thực hẹp nông thôn đường đất thượng trước mặt còn dừng lại nàng kia chiếc xe vận tải ninh tịch nguyệt không vội vã lên xe mà là hỏi thống tử ta lần này sử dụng mặt sau còn tưởng bắt chức luyện luyện tập có cái gì con đường có thể đến không tỷ như dùng hệ thống tích phân đổi dùng đánh dấu cơ hội đổi hoặc là hệ thống trạm thu về mua hoặc là mặt sau có thể hay không đánh dấu ra tới một lần cơ hội không đủ nàng sử dụng nàng tưởng thừa dịp có thời gian nhiều quen thuộc quen thuộc khai đến càng thuần thuộc mới càng an toàn Ký chủ, người nói này vài loại con đường đều có thể có, đến lúc đó điều khiển bắt trước cơ hội sẽ ở hệ thống trạm thu về online, ký chủ có thể thông qua tích phân mua sắm, cụ thể nhiều ít tích phân, thỉnh ký chủ kính thỉnh chờ mong, ký chủ còn có nghi vấn sao? Còn có thể như vậy hiện online, Ninh Tịch Nguyệt kinh ngạc thượng nhướng mày đuôi, đã không có, thượng tuyến lời cuối sách đến nhắc nhở ta, bắt đầu đi. Đinh, chú ý, ở bắt trước người trong cùng chiếc xe tổn thương đều sẽ là chân thật tồn tại, cùng hiện thực giống nhau như đúc, không thể nghịch chuyển, lần này bắt chước trung hệ thống chỉ bảo đảm ký chủ cơ bản sinh mệnh tồn tại, còn thỉnh ký chủ thận trọng điều khiển, trên đường hết thảy cẩn thận, chú ý an toàn. Đinh, xe mặt sau sẽ tái hạn mức cao nhất trọng 5 tấn tới hạn giá trị cục đá đảm đương hàng hóa, bên đường trên đường sẽ bắt chước trong hiện thực sẽ xuất hiện hết thảy tình huống, vọng ký chủ tùy cơ ứng biến, vững vàng bình tĩnh ứng đối ven đường tình hình giao thông, chúc ký chủ lữ đồ vui sướng. Nghe xong hệ thống liền phát hai điều nhắc nhở, Ninh Tịch Nguyệt không khỏi nuốt nuốt nước miếng, khi trận này bắt chước liền tương đương với là một lần chân thật điều khiển thể nghiệm. Này đến càng thêm tiểu tâm mới được nha, một không cẩn thận liền dễ dàng xe hủy người thương. Ninh Tịch Nguyệt hít sâu một hơi, bò lên trên xe vận tải điều khiển vị thượng, cục kỹ đai an toàn. Xe vận tải điều khiển vị đều rất cao, xem đến cũng xa. Đương nàng tay đặt ở tay lái thượng, đôi mắt nhìn phía phía trước khi, liền cảm giác quá khốc, Xe vận tải thượng này một khối nho nhỏ trong thiên địa sở hữu đồ vật đều ở nàng trong khống chế, cái gì đều không nói chơi, trong lòng một cổ tự hào cùng thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra. Ninh Tịch Nguyệt bình phục hảo tâm tình, bắt đầu ở trong đầu nhìn lại lúc ấy học tập bước đi, khai hỏa khởi động động cơ dự nhiệt, kiểm tra đồng hồ đo tình huống, dẫm ly hợp, quải trắng. Đi theo trong đầu hình ảnh từng bước một bắt đầu hành động. Chỉ chốc lát sau, xe vận tải đã bị Ninh Tịch Nguyệt thúc đẩy lên, xe động giờ khắc này Ninh tịch nguyệt căng chặt trên mặt lộ ra tươi cười, quan sát đến tình hình giao thông, bảo trì đều tốc đi trước. Này khai thượng chính mình xe vận tải cùng học tập khảo thí khi một chút đều không giống nhau, xúc cảm cùng thể cảm đều không giống nhau, bọc phong, còn rất làm người vui vẻ. Nhưng, dây tiếp theo, phía trước giao lộ đột nhiên vụt ra tới một cái bóng người ra tới, đem nàng dọa nhảy dựng. Ninh tịch nguyệt theo bản năng nắm chặt tay lái, cái gì tâm tư khác đều không có, ấn loa, một lòng nhào vào phía trước trong lòng tưởng đều là như thế nào sẽ không đụng tới ven đường thượng người. Còn hảo nàng tốc độ không mau, tái bút sớm phát hiện bóng người, tay mắt lanh lẹ hơi chút hướng tả chạy chút, phía trước bóng người cũng tự hồ nghe đến loa né tránh một chút, lúc này mới có thể hữu hiệu tránh cho nguy hiểm phát sinh. Đi ngang qua bóng người khi, Ninh Tịch Nguyệt nhìn liếc mắt một cái, thấy rõ ven đường bóng người là một cái người máy bộ dáng. Qua dựa, thống tử, này bắt trước tình hình giao thông là hạ vốn gốc nha, cái thứ nhất liền hạ nang đề may ta hỏa nhãn kim tinh, ta này lôi kéo một xe cục đá, nếu là đụng phải không chừng đến lật xe. Ninh tịch nguyệt trong lòng càng cẩn thận, trong đầu dần hiện ra đem khả năng xuất hiện tình hình giao thông biến hóa, cũng không dám thiếu cảnh giác, hết sức chuyên chú lái xe. Rồi sau đó, kế tiếp dọc theo đường đi, Ninh tịch nguyệt gặp được không ít tình huống, trừ bỏ tình hình giao thông thượng biến hóa, còn có quát phong trời mưa chờ thời tiết biến hóa đều thay phiên ra trận, còn từ nhược đến cường, đến đất lở, đất đá trôi, hồng thủy thậm chí còn xuất hiện hơn người vì tình huống, người xấu chặn đường cướp bóc đi lên vật lộn, hướng trên đường rải pha lê bột phấn cùng cái đinh tình huống cũng không phải không có. Xa lại giống loài đột nhiên tập kích cũng tồn tại. Chỉnh một cái 200 km đào vong lộ dường như. Tại đây 200 km, Ninh Tịch Nguyệt đem cái gì đều thể nghiệm một lần. Toàn dựa nàng nhanh nhạy phản ứng, thông minh cơ trí đầu óc, một tay quyền pháp, một tay gạch cùng kẻ bắt cóc vật lộn, lại một tay mới là sửa xe đổi thai kỹ năng, nên đón thiên tai nhân họa, tranh qua này, đào vong lộ. Nàng người đều tan thương không ít, ánh mắt từ ngay từ đầu hưng phấn đến bây giờ bình tĩnh không gợn sóng, giống như một uông sâu không thấy đáy hồ nước, nắm lấy không ra. Kỳ thật là sống không còn gì luyến tiếc, mỏi mệt bất kham. Vòng một vòng lớn, đến chung điểm, cũng chính là nguyên lai khởi điểm khi, Ninh Tịch Nguyệt thành công hộ tống này một xe đá xuống xe báo cáo kết quả công tác. Nhìn đến này quen thuộc lúc đầu điểm, Ninh Tịch Nguyệt chân mềm nhũng, ngồi dưới đất, lại nằm yên, thiếu chút nữa nước mắt sái đương trường. Hắn miêu thật không phải nhân thể nghiệm. Này nơi nào là bắt chước điều khiển, đây là đại đào vong, đây là tận thế điên cuồng, đánh quái thăng cấp. Này nếu là phóng tới mặt thế, nàng cao thấp là sống đến cuối cùng kia một nhóm người, thật hắn miêu kích thích. Tuy rằng nàng kỹ thuật lái xe tại đây trên đường đã từ tay mới luyện thành tài xế già, nhưng thể nghiệm này một lần, Ninh Tịch Nguyệt liền không nghĩ thể nghiệm lần thứ hai cái loại này. Ngắn ngủng 200 km, vốn dĩ mấy cái giờ lộ trình liền có thể đi xong, kết quả ngạnh sinh sinh đi rồi 20 ngày. Đối, không sai, nàng đã ở bắt chước thế giới đãi 20 ngày, thuộc về nơi này 20 ngày, mỗi ngày đều ở nước sôi lửa bỏng trung vượt qua. Nàng đáng thương xe xe, đã thân kinh bách chiến, tích lũy khởi từng điều vết thương, từ một chiếc xe mới biến thành lão phá xe. Liền như nàng tâm giống nhau, tan thương không thôi, tràn đầy sinh hoạt đòn hiểm dấu vết. Đối với ngay từ đầu còn tưởng bắt trước lần thứ hai, ba lần, bốn lần, thậm chí càng nhiều lần chính mình chỉ nghĩ nói một câu, a à quá ngây thơ. nàng thu hồi lúc trước tiến vào nơi này khi lời nói thống tử điều khiển bắt chước cơ hội online không cần nhắc nhở ta, ta đã không cần, ngươi cũng không dùng tới tuyến. Đinh Tịch Nguyệt đối không trung tiểu rùa đen xua xua tay, một lời khó nói hết biểu tình. Tiểu rùa đen biết ký chủ đây là tâm mệt tới rồi, yên lặng bay qua đi vỗ ký chủ bả vai an ủi, lại đem ấm nước đưa cho ninh Tịch Nguyệt. nàng uống lên đại đại một ngụm thủy ấn xuống bắt chước kết thúc cái nút. Đinh, chúc mừng ký chủ bắt chước hoàn thành, bắt chước thành tích, ưu, chúc mừng ký chủ đạt thành, tân tấn tài xế già, thành tựu. Khen thưởng ký chủ dầu đi 1 tấn, dự phòng lốp xe 20 cái, xe vận tải duy tu thùng dụng cụ một cái. Nghe thấy cái này khen thưởng, Ninh Tịch Nguyệt trong lòng dễ chịu chút, cuối cùng là không bạch bị tội. Cảm tạ thống tử, thống tử đại ký. Ninh Tịch Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu rùa đen đầu, tang thương tâm nháy mắt khôi phục sức sống, mãn huyết sống lại. A nha, nàng lại có thể. Ninh tịch nguyệt một cái cá chép lộn mình đứng lên, rời đi điều khiển bắt trước thế giới, thể xác và tinh thần mỏi mệt nàng đã không tin lực lại làm gì, nhu cầu cấp bách hồi trên giường hảo hảo ngủ một giấc. Lập tức ra không gian, Ninh tịch nguyệt nhìn một chút gối đầu biên đồng hồ thượng thời gian, khoảng cách nàng đi vào chỉ qua hơn 2 giờ. Ân, lúc này đây bắt trước tựa như chính mình đi dị thế giới độ một cái tiểu nghỉ dài hạn giống nhau rất có một loại giấc mộng nam kha cảm giác. Không được, đến nghỉ ngơi, quá mệt nhọc, nàng đôi mắt đã không mở ra được. Hơn 20 thiên không có một ngày ngủ một cái hảo giác. Này vừa đến an toàn trong hoàn cảnh, thể xác và tinh thần mỏi mệt ninh tịch nguyệt đầu dính vào giường đệm liền ngủ rồi. Biểu diễn một cái dây đi vào giấc ngủ. Xét đánh đều kêu không tỉnh cái loại này. Chương 462 Tiếu Hóa Buổi sáng, Ninh Tịch Nguyệt còn ở giấc ngủ sau khi, Vân Tú Lan ở ngoài cửa mặt nhỏ giọng hô, khuê nữ, giữa trưa ta từ thực đường ăn cơm trở về, ngươi cùng ngươi ca đừng nấu cơm. Không ngủ đủ Ninh Tịch Nguyệt tiếp tục ngủ không quá nghe được, bên cạnh tiểu rùa đen bắt chước Ninh Tịch Nguyệt thanh âm mơ mơ hồ hồ đáp, hảo. Sau đó, trong nhà đại tẩu cũng đi làm đi, chỉ còn lại có huynh muội hai người ở nhà. Ninh Thanh Viễn ở trong trường học mặt cũng thực mệt nhọc học tập, khảo thí mấy ngày nay ngủ đến càng thiếu, lúc này ra ngày đầu tiên cũng không có giống trước kia như vậy sớm rời giường, còn ở trên giường ngủ bù. Trong lúc nhất thời trong nhà dư lại duy hai lượng người đều ở ngủ, không ai quấy rầy. Ninh tịch nguyệt một giấc này càng là trực tiếp ngủ đến đại giữa trưa, Vân Tú Lan bưng thực đường đánh đồ ăn trở về. Nàng vẫn là nghe trong không khí thịt kho tàu hương vị ở trong mộng lặp lại đều ăn không đến kia bàn thịt kho tàu sau tức giận tỉnh lại, lúc này mới phát giác này hương vị là trong nhà truyền ra tới. Tỉnh lại liền nghe thấy bên ngoài Vân Tú Lan ở đối Ninh Thanh Viễn nói chuyện. Ngươi học kỳ sau nhìn điểm ngươi tiểu muội làm nàng đọc sách đừng quá dùng sức, ngủ quá muộn đối thân thể không tốt, hôm nay ngủ lâu như vậy cũng chưa tỉnh, ở trong trường học không biết có bao nhiêu lâu không ngủ quá một cái hảo giác. Lại nghe được Ninh Thanh Viễn nhỏ giọng giải thích. Mẹ, không cần lo lắng, tiểu muội ngày thường đều là đúng hạn ngủ, nàng mỗi ngày buổi sáng còn muốn rời giường rèn luyện thân thể đâu, ta mặt sau đều đi theo nàng cùng nhau luyện, hôm nay ngủ lâu như vậy, kia cũng là vì gần nhất khảo thí nguyên nhân. Hành, ngươi đi đem đồ ăn đặt tới trên bàn cơm, ta đi kêu ngươi muội rời giường ăn cơm ăn lại tiếp tục ngủ đều có thể này không ăn cơm sao được hảo ta đây liền đi ninh tịch nguyệt nghe đến đó hoàn toàn tỉnh táo lại xoay người rời giường đổi đi trên người áo ngủ ngoài cửa cũng vang lên vân tú lan gõ cửa thanh âm nguyệt nguyệt ninh tịch nguyệt ở nàng hô một tiếng tên khi liền lớn tiếng đối bên ngoài hô mẹ ta tỉnh ở mặt quần áo tỉnh liền hảo ăn cơm trưa thu thập hảo liền tới đây ha ngoài cửa vân tú lan yên tâm bằng không nàng đều phải lo lắng khuê nữ có phải hay không sinh bệnh hảo đã biết mẹ ninh tịch nguyệt một bên ăn mặc cùng một bên đáp ứng một giấc này ngủ nàng là ngủ thoải mái đem kia hai mươi ngày không ngủ tốt giác đều cấp bổ thượng ninh tịch nguyệt thần thanh khí sản thu hảo chính mình đi ăn cơm ăn cơm trưa trong nhà lại chỉ có hai huynh muội ở nhà ninh thanh viễn không có việc gì để làm nghĩ đến tối hôm qua thượng lưu đề tài đối ninh tịch nguyệt cười nói muội ngươi có cái gì phân phó, cứ việc nói cho ta, ta làm ngươi giúp đỡ. Ninh tịch nguyệt đem nước trà phóng tới bên người sau khai nói, ta trước cho ngươi đại khái nói nói nghỉ hè kiếm tiền kế hoạch, ngươi đến bảo mật ha, chúng ta tạm thời muộn thanh làm đại sự. Hảo, ta bảo đảm không tiết lộ, ngươi mau nói. Ninh thanh viễn nghe đến đó kích động, trà sát tay, đem băng ghế hướng ninh tịch nguyệt bên người đề đề, chờ mong ninh tịch nguyệt nói kế hoạch. Ninh tịch nguyệt đem hai cái kiếm tiền kế hoạch đơn giản cấp nhị ca nói nói sau đó đối nhị ca nói muốn hắn làm sự tình, trước nói Trần Diệp Sơ bên kia kiếm tiền yêu cầu dùng đến hắn địa phương, lại nói nàng bắt được tiền sau sửa chữa lại phòng ở yêu cầu hắn hỗ trợ giám thị, còn có tìm sát đường phòng ở mua phòng nhiệm vụ. Này đó phòng ở cũng sẽ là nàng tương lai cửa hàng, bất quá điểm này nàng tạm thời chưa nói. Cuối cùng Ninh Tịch Nguyệt dũng cảm vỗ nhị ca bả vai. Mà ngươi cái này nghĩ hè trung cực mục tiêu chính là kiếm hồi một bộ căn phòng lớn tiền, như vậy chúng ta tam huynh muội đều có được chính mình phòng ở những mặt khác nhiệm vụ ta đều có thể làm đến, nhưng này trung cực mục tiêu có thể hay không quá khó khăn, ta có thể chứ. Ninh Thanh Viễn đối chính mình thực không có tin tưởng, trương kiến quốc kia bộ lão phá tiểu liền phải tiếp cận một ngàn, căn phòng lớn hắn cũng biết giá cả, ít nhất muốn mấy ngàn đồng tiền. Hắn hiện tại trong túi toàn bộ thân gia thêm lên cũng mới 500 nhiều đồng tiền, kém xa, này một cái nghỉ hè có thể được không? Ninh Tịch Nguyệt kiên định gật đầu, có thể, ta nói có thể liền nhất định có thể, trên người của ngươi có bao nhiêu tiền, hiện tại đều đưa cho ta. Ta hẳn là có 560 nhiều đồng tiền, Thượng Hải báo xã bên kia cho ta trướng tiền lương, tăng tới 20 đồng tiền một tháng, tháng trước tiền lương hẳn là mau hối lại đây, thêm lên liền có 580 nguyên, ngươi chờ ta đi đưa cho ngươi. Ninh Thanh Viễn nói liền đứng dậy hướng hắn phòng chạy tới, một lát liền cầm một cái bánh quy hộp ra tới, đưa cho Ninh Tịch Nguyệt. Này đó đều vẫn là hắn thi đại học sau bắt được tiền thưởng, còn có chút mặt khác tiền tích góp lên chỉ có nhiều như vậy. Người nơi này 580 nguyên, hơn nữa chúng ta phía trước bán nhân sâm từ từ tích cốc tiền sự, ta nơi này đã cho ngươi tồn hạ 500 nguyên, thêm lên liền có 1.000 nhiều. Linh tịch nguyệt đem tiền cầm ở trong tay, cấp ninh thanh viễn tính toán tiền vốn. Nhị ca, chúng ta lại đi đem lúc trước ở trên núi đào đến nhân sâm bán hai chi ra đi, cho ngươi thấu cái 3.000, đến lúc đó ít nhất là có thể phiên bội kiếm trở về, ngươi liền có 6.000 đồng tiền, vậy ngươi ở rời thành xa một chút chỗ nào bán một đống căn phòng lớn đó chính là thỏa thỏa sự, tiền liền như vậy gom đủ. Lúc trước nàng cùng nhị ca chính là đào một người tham qua điểm, đây đều là quá sáng tỏ sự thật, này đó đều là tiền biểu hiện, hiện tại dùng cái này thấu tiền vẫn là cái không tồi khẩu tử. Đương nhiên nhân sâm không phải thật sự bán đi, mà là dùng nàng tiền đổi, nàng còn có tiền, không đáng bán nhân sâm. Ninh Thanh Viễn lúc này mới nhớ tới bọn họ còn có nhân sâm này một chuyện, đúng vậy, chúng ta còn có nhân sâm, ta đều quên mất, bất quá này đến bán bao nhiêu người tham mới có thể gom đủ như vậy nhiều tiền vốn nha. Ca, ở kinh thị người ở đây tham nhưng giá trị nhiều tiền, so với lúc trước đáng giá nhiều, phiên vài lần, may mà lúc trước chúng ta chỉ bán mấy chi. Ninh tịch nguyệt biểu tình khoa trương, nói chuyện nội dung nhưng thật ra thật sự. Ngươi không biết, ta phía trước không phải tặng một chi nhân sâm cấp quý mụ mụ sao, nàng nói cái loại này hảo phẩm chất hoang dại nhân sâm, trăm năm phân đến một nghìn năm trăm nhiều một chi, lại tiếu một chút thậm chí có thể kêu lên hai ngàn nhiều một chi, còn cướp muốn, ta trên tay kia một. Nhóm người tham chính là chúng ta đường lui, người kia tiền nói không chừng bán một chi là đủ rồi. Lời này là một chút đều không khoa trương, trăm năm lão tham khả ngộ bất khả cầu, bảo mệnh đồ vật, tại đây rơi xuống một khối mái ngói đều có thể tạp đến một cái đại lão hoàn thành căn đều tích mệnh, kia giá cả tự nhiên là càng cao, hóa càng tiếu. Ninh Thanh Viễn nghe xong này giá cả đó là hít hà một hơi, bọn họ lúc trước chính là lộng tới bốn căn một trăm năm phân, mặt khác niên đại cũng có không ít, toàn lưu trữ, đây là đến giá trị bao nhiêu tiền nha. Chương 463 nàng đã chui vào tiền trong mắt. Ninh Thanh Viễn vẻ mặt may mắn nói, còn hảo chúng ta lúc trước chỉ bán hai căn bảy mươi niên đại, một cây hai mươi niên đại, đem trăm năm phân trở lên đều lưu trữ, bằng không đến lỗ chết. Xác thật mệt, nhưng lúc trước là vì kết bạn Lý Ca, rốt cuộc Lý Ca là cung tiêu xã lãnh đạo, chúng ta ở nông thôn kia mấy năm đi cung tiêu xã mua đồ vật đều pha chịu chiếu cố, hưởng thụ rất nhiều tiện lợi, tổng thể tới nói không lỗ. Ninh tịch nguyệt nhưng thật ra không đau lòng lúc trước nhân sâm, muốn được đến là cái gì đương nhiên cũng muốn trả giá cái gì, kết bạn một cái đại lão chỗ tốt không ngừng kia một chút, đó là lâu dài ít lợi. Ân ân, xác thật là, tiểu muội nhân sâm ngươi nhưng đến thu hảo, đó chính là ngươi về sau áp đáy hồng đồ vật. Ninh Thanh Viễn lại trịnh trọng chuyện lại nhìn về phía Ninh Tịch Nguyệt nói nếu nơi này ngươi bắt người tham cho ta thấu tiền, kia ta liền tính là phân xong rồi ta kia bộ phận đi, dư lại những người đó tham đều là của ngươi, cùng ta không quan hệ. Hảo, nghe ngươi, dù sao đều là ta chiếm tiện nghi, ta chỉ có cao hứng phân. Ninh tịch nguyệt một ngụm đồng ý, miệng có lợi là đáp ứng xuống dưới, nhân sâm ta tới bán, ta có con đường, nhị ca ngươi không cần phải xen vào. Hành, ta liền mặc kệ, ta hai ngày này xem phòng đi, đi tìm xem đầu to ca. Ninh Thanh Viễn nói tới đây lại có điểm tưởng niệm mặt khác người nhà, cũng không biết đại ca cùng quý ca gì thời điểm nghỉ, chúng ta đều nghĩ bọn họ cũng quá vất vả. Mặt sau hẳn là sẽ phóng mấy ngày giả đi, quản bọn họ, chúng ta kiếm chúng ta tiền, làm bọn họ kiên cố hậu thuẫn, làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau. Ninh Tịch Nguyệt nghĩ rất thoáng, chỉ cần biết rằng bọn họ thực an toàn là được. Nàng đứng lên phất tay, đi ra ngoài, nhị ca, đi, chúng ta đi công cụ phòng đem ta phía trước vơi tốt cây trúc cùng cỏ lau lấy lại đây, biên đồ vật, bắt đầu kiếm tiền tiến hành khi. Hành, ta dọn công cụ. Ninh Thanh Viễn cũng không hề tưởng hai vị ca ca, hứng thú bừng bừng nghe lời nói hành động lên. Hai huynh muội ngồi ở hành lang hạ, cầm chuẩn bị cho tốt trúc điều bắt đầu biên cái rương, biên rương nhỏ, trang mỹ phẩm dưỡng da rương nhỏ. Ninh Thanh Viễn ở nông thôn khi đã bị Ninh Tịch Nguyệt giáo hội hàng tre trúc. Chỉ là biên ra tới đồ vật không Ninh Tịch Nguyệt làm tinh xảo, nhưng có thể sử dụng cho nên lúc này ninh thanh viễn trợ thủ đem cây trúc biến thành trúc điều hoặc tế trúc ti làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị công tác ninh tịch nguyệt phụ trách mặt sau bệnh công tác hai người thường xuyên phối hợp công tác tốc độ thực mau cực có ăn ý một buổi trưa xuống dưới ninh tịch nguyệt biên hảo một đống mang một chi hoa mai logo cái hộp nhỏ màu đỏ cùng hồng màu nâu trúc điều vẫn là nàng dùng thảo dược phao ra tới nhan sắc một chút đều không cứng nhắc bệnh ra tới một chi hoa mai thoạt nhìn sinh động như thật. Người khác có thích hay không không biết, nàng chính mình thực thích. Loại này tinh xảo cái hộp nhỏ, nên tịch nguyệt biên đại trung tiểu tam loại quy cách lớn nhỏ. Phương tiện trang không giống nhau trang phục. Kết thúc công việc khi, ninh thanh viễn nhìn lan can thượng treo một đống hàng tre trúc hộp hỏi, tiểu muội này đó cái hộp nhỏ cho ngươi phóng tới làm sao? Dọn đến ta trong thư phòng, phương tiện ta mặc sao dùng? Hành! Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn đem hiện trường trúc tiết thu thập sạch sẽ, công cụ phóng hảo, dẫn theo làm tốt tinh xảo tiểu trúc hộp hướng nàng bên cạnh thư phòng phóng đi. Tây sương phòng bên này thư phòng là nàng cá nhân chuyên trúc thư phòng, cũng tương đương với là nàng một cái đơn giản phòng thí nghiệm, mân mê dược, làm mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm địa phương, bên trong đồ vật đầy đủ hết. Phóng hảo hôm nay một buổi trưa thành quả sau, hai huynh muội lại đi đem cơm chiều làm tốt, ra ngoài công tác người nhà cũng lục tục về nhà, vừa vặn ăn cơm. Cơm chiều sau, Tống Gia Nhân hưng phấn lôi kéo Ninh Tịch Nguyệt đi đến một bên. Nguyệt Nguyệt, ta hôm nay cho ta mẹ đánh một chiếc điện thoại qua đi, nàng hỏi ngươi cái gì gửi qua đi, dự tính một tháng làm nhiều ít bộ. Ngay sau đó, Tống Gia Nhân nói chuyện càng kích động. Muốn tan tầm khi nàng lại cho ta trở về một chiếc điện thoại, nói là những cái đó tỉ muội đều biết ngươi khôi phục tin tức, nhưng điên cuồng, mấy bộ mấy bộ muốn. Ta mẹ đối những người đó nói sản phẩm thăng cấp, lại ra tân phẩm, Tân trang phục giá cả khả năng sẽ trướng gấp đôi đều không ngừng, lấy hóa thời gian cũng không xác định, nhưng ngươi biết kết quả thế nào sao?" Tống gia nhân ánh mắt nóng bỏng nhìn Ninh Tịch Nguyệt, trong ánh mắt để lộ ra thật lớn kinh hỉ. Ninh Tịch Nguyệt đã cảm nhận được đại tẩu nắm nàng cánh tay tay đều không tự giác dùng sức run rẩy lên. Nàng mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không biết, ý bảo nàng tiếp tục nói. "Như cũ rất nhiều người muốn mới nhất bản có tân phẩm trang phục, theo nàng không toàn diện thống kê liền như vậy một buổi trưa không sai biệt lắm dự định 30 bộ đi ra ngoài, không cần tân phẩm, chỉ cần nguyên lai like những cái đó tổ hợp trang phục cũng có 40 bộ, suốt 70 bộ a. T Ninh Tịch Nguyệt chấn động, hít hà một hơi. Nàng nghĩ tới sẽ rất nhiều người mua sắm, không nghĩ tới Thượng Hải bên kia người sẽ như vậy điên cuồng. Khó trách đời sau trên mạng sẽ chảy ra Thượng Hải bên kia các bằng hữu ra cửa đảo cái rác rưởi đều có thể là ăn diện lộng lẫy tinh xảo người. Bên người trưởng bối đều tinh xảo cả đời thân là tiểu bối ở kia hoàn cảnh trung nhĩ nhu mục nhiễm như thế nào cũng sẽ là cái tinh tế người này lòng yêu cái đẹp tinh xảo chủ nghĩa giả nàng không cần quá yêu ha ha phát đạt liền hy vọng người thích cái đẹp càng nhiều càng tốt sung sướng chính mình thể xác và tinh thần cùng sinh hoạt đồng thời cũng làm nàng ninh tịch nguyệt sinh hoạt sung sướng quá xinh đẹp ninh tịch nguyệt đầy mặt tươi cười tay cầm thành nắm tay chụp ở trên tay cao hứng cảm xúc biểu đạt xong sao cấp đại tẩu đáp lời liền mấy ngày nay, ngươi ngày mai cấp A Di hồi cái điện thoại, có thể lấy vỡ đem đơn đặt hàng nhớ kỹ, lập tự, mặt sau ấn đơn đặt hàng trước sau trình tự cấp hóa, cụ thể khi nào bắt được tay đừng cho xác thực thời gian. Bởi vì ta cũng không biết, còn phải xem ta làm tình huống. Bởi vì là mới khôi phục giao dịch, cấp cái phúc lợi số lượng, dự định mãn 100 đơn sau đình chỉ hẹn trước, nhất muộn ở cái này nghỉ hè kết thúc trước giao phó xong, nhóm đầu tiên 3 ngày sau, cụ thể công việc cùng giá cả ta sẽ lấy thư tính hình thức cùng nhau gửi qua đi hành ta ngày mai liền đi cho ta mẹ gọi điện thoại nói một tiếng tống gia nhân tâm tình trào dân vội gật đầu cứ như vậy đại tẩu ta đây liền về phòng làm đi đừng chậm trễ chúng ta kiếm tiền thời gian ninh tịch nguyệt nói xong liền hướng thư phòng chạy hiện tại trời đất bao la kiếm tiền lớn nhất nàng đã chui vào tiền trong mắt hệ thống ba lô tồn kho chỉ đủ hơn một nửa khoảng cách một trăm bộ còn kém xa bởi vậy mặc sau hai ngày thời gian ninh tịch nguyệt cấp người trong nhà nói không cần quấy rầy nàng trầm hạ tâm tới làm việc nàng không phải trong biên chế hộp trên đường chính là ở làm mỹ phẩm dưỡng da trên đường có giới tử trong không gian gấp trăm lần thời gian thư phòng cùng hệ thống phòng mô phỏng lật tẩy ninh tịch nguyệt không thiếu thời gian không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ may có đọc sách trong lúc khi làm tương quan chuẩn bị công tác hai ngày thời gian cũng đủ nàng đem đồ vật toàn bộ đều làm ra tới ở hồi trường học lấy thành tích trước một ngày buổi tối, Ninh Tịch Nguyệt chống nạnh đứng ở trong thư phòng, vừa lòng mà nhìn trước mắt sáu cái nửa người cao thùng gỗ trang thành phẩm. Chương 464 bị thỉnh đi uống trà. Sáu cái đại thùng đối ứng chính là lão tam dạng cùng tân tam dạng sản phẩm. Lão tam dạng. Nhất hào đại thùng Mỹ bạch bảo ước mặt nạ bùng. Phía trước trên bàn phóng một đống nhưng trang tịnh hàm lượng 500 khắc bùng màn bình gốm. Số hai đại thùng dễ chịu kem dưỡng da tay. Phía trước trên bàn phóng một đống nhân trang 100 khắc xương bình gốm. Số 3 đại thùng lô hội chữa trị cao. Phía trước trên bàn phóng một đống nhân trang 100 khắc cao bình gốm. Tân Tam Dạng. Số 4 đại thùng dược tra thanh khiết mặt nạ phấn. Phía trước trên bàn phóng một đống nhân trang 500 khắc phấn bình gốm. Số 5 đại thùng tinh hoa bảo ước mỹ bạch thủy. Phía trước trên bàn phóng một đống nhân trang 500 ml thủy bình gốm. Số 6 đại thùng dưỡng nhang cao. Phía trước trên bàn phóng một đống nhân trang 100 khắc cao bình gốm. Đại công cáo thành. Ninh tịch nguyệt đi mỗi một thùng trước mặt cầm bên trong đại muỗng quấy hai vòng, xong việc sau vỗ vỗ tay, nhìn về phía một bên chờ mệnh người máy quản gia. Không một, mặt sau liền giao cho ngươi, tinh chuẩn đem khống hảo lượng, đem thùng đồ vật toàn bộ đều trang lên, đóng gói hảo. Thu được, chủ nhân, không không một bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Người máy quản gia nói xong liền bắt đầu hành động lên, cầm bình đóng gói trang hảo. Ninh Tịch Nguyệt xem nó trang hảo một bộ, nàng qua đi kiểm tra sau, yên tâm lớn mật đem việc giao cho người máy quản gia. Thống tử, ngươi xem điểm, chờ không không một trang hảo sau ngươi liền thu vào hệ thống ba lô phóng hảo. Tốt ký chủ. Công đạo xong, Ninh Tịch Nguyệt ra không gian. Ngày kế. Ngày này là hồi trường học lấy thành tích thời điểm. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn ăn cơm sáng liền cưỡi xe đạp hướng trường học đi. Nàng vừa đến hóa chất chuyên nghiệp nơi khu dạy học hạ, đã bị cửa đứng không biết đợi bao lâu, nhìn nàng cười đến sáng lạng ba vị quen thuộc lão sư cấp ngăn cản xuống dưới, cũng bị mời đến trong văn phòng ngồi uống trà. Thật sự uống trà, nóng hôi hổi mới vừa phao ra tới trà, trước mặt còn phóng hai bàn không giống nhau điểm tâm. Ninh Tịch Nguyệt ngồi ở trên ghế nơm nớp lo sợ nhìn ba vị vây quanh nàng cười lão sư, mặt danh cảm giác khiếp đến hoảng. Tịch Nguyệt đồng học, đi rồi một đường khác nước đi, uống một ngụm trà giải giải khác. Triệu dân rất là thân hòa mà bưng một ly trà đưa cho Ninh Tịch Nguyệt, trên mặt nếp gấp đều cười khai. Một vị khác quản lý viện chủ nhiệm giáo dục bưng lên trên bàn một mâm điểm tâm, ấm thanh nói, này đậu đỏ bánh ăn ngon, mau nếm thử. Ngay sau đó dư lại vị kia hiền từ hòa ái ngoại ngữ học viện giáo thụ, đem trên bàn mặt khác một mâm điểm tâm đoan đến nàng trước mặt, này long cần tô là ta chính mình làm, rất thơm, ăn một khối. Ba vị lão sư ánh mắt sáng quắc, ánh mắt nóng bỏng nhìn nàng, chờ nàng động tác. Ninh Tịch Nguyệt trong lòng phát mau, này ba vị lão sư hôm nay là trừ cái gì điên rồi. Nàng nhìn nhìn ba vị lão sư liếc mắt một cái, ở các lão sư chờ mong dưới ánh mắt, bưng lên y học viện triệu dân lão sư trà uống một ngụm, một bàn tay cầm lấy quản lý viện ngô thật lão sư đậu đỏ bánh ăn một khối, ngay sau đó lại cầm lấy ngoại ngữ học viện tần su lão sư long cần tô cắn một cái. Động tác liền mạch lưu loát, một chút đều không mang theo ngừng lại. Ba vị lão sư, thế nào? Cái gì thế nào, nàng liền như kia ngưu uống nước, trư bát giới ăn nhân sâm quả, nuốt cả quả táo, gì cũng chưa nếm ra tới. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Ninh Tịch Nguyệt nhìn nhất bên trái triệu dân lão sư há mồm liền tới, nước trà, nhập khẩu hơi khổ, uống sau hồi ngọt, môi răng lưu hương. Nhìn về phía trung gian đứng ngô thật lão sư, đậu đỏ mềm mại, thơm ngọt ngon miệng, dư vị vô cùng. Lại nghiêng đầu nhìn nhất bên phải tần su lão sư ngọt ngào cười, lão sư làm long cần tô, nhẹ nhẹ quấn quanh, vào miệng là tan, Tô Tùng Miên Hương, Ngọc Nhập Tâm Khảm. Ba vị lão sư nước trà điểm tâm đều khá tốt, ta thực thích, cảm ơn các lão sư chiêu đãi. Ninh Tịch Nguyệt một hồi cầu vòng thí chân thành nói xong, đứng lên cảm tạ, cũng dọn tam đem ghế dựa lại đây, cười thanh khách nhìn bọn họ. Ba vị lão sư chúng ta có chuyện gì có thể ngồi nói tỉ mỉ, ta nghe. Tần Xu lão sư không đợi mặt khác lão sư mở miệng, cái thứ nhất ngồi ở Ninh Tịch Nguyệt bên người, bởi vì nàng là này ba người trung duy nhất một cái nữ lão sư, chiếm hữu bẩm sinh ưu thế, ngồi xuống sau nắm ninh tịch nguyệt tay lời nói thấm thía mà nói. Nguyệt nguyệt nha, nghe nói ngươi chọn học điền chúng ta tiếng Anh chuyên nghiệp, hoan nghênh hoan nghênh, ngươi nếu không chuyển tới chúng ta ngoại ngữ học viện đến đây đi, chúng ta quốc gia bộ ngoại giao cấp thiếu nhân tài nha. Giống chúng ta học viện tiền tam danh đồng học đều có ưu tiên đi học tập cơ hội nha, phúc lợi nhiều hơn, tiền đồ một mảnh quang minh. Mặt khác hai vị lão sư thổi râu trừng mắt nhìn tần su lão sư. Không nói võ đức chiếm trước tiên cơ liền không nói, còn dụ hoặc tiểu đồng học. Mặt khác hai vị lão sư cũng không cam lòng lạc hậu, đem ghế dựa chuyển qua ninh tịch nguyệt trước mặt ngồi, gấp không chờ nổi mở miệng. Ngô thật lão sư, tiểu đồng học nha, các nàng ngoại ngữ học viện nào có chúng ta quản lý học viện hảo, về sau ngươi tiến tài chính bộ đều không phải rất khó sự, chỉ cần ngươi về sau giống lần này khảo thí thành tích như vậy vẫn luôn lấy được đệ nhất danh ưu dị thành tích, khi tốt nghiệp tiến chỗ nào cái địa phương đều không phải sự, ưu tú học sinh sinh viên tốt nghiệp phi ngươi mặt chút, về sau nhiều đất dụng võ tiền đồ vô lượng ngô thật lão sư kéo dẫn ngoại ngữ học viện nói chính mình học viện chỗ tốt sau lại bắt đầu đánh cảm tình bài nghe nói ngươi thường xuyên tới chúng ta học viện bàn thính khóa còn cùng ta học viện trần đồng học là một chỗ xuống nông thôn nhiều năm bằng hữu hiện tại càng là bạn cùng phòng mặt khác còn có chúng ta học viện hứa đồng học cũng là bạn cùng phòng ngươi nếu không liền tới chúng ta học viện học đi hoặc là tu cái đệ nhị chuyên nghiệp cũng là có thể ta tin tưởng ngươi nhất định là ưu tú nhất đi 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 các ngươi chuyên nghiệp lại không phải Tịch Nguyệt tiểu đồng học thích nhất, Tịch Nguyệt thích nhất chính là chúng ta y học tri thức, trước kia vẫn là một người quan vinh thầy lang đâu, chịu người kính yêu, trong nhà còn có trưởng bối cũng là bác sĩ, gia học sâu xa. Triệu Dân vội vàng ngô lão sư, lại hòa ái nhìn về phía Ninh Tịch Nguyệt. Muốn tu cũng là tới chúng ta y học viện tu, kia chính là Tịch Nguyệt tiểu đồng học quen thuộc nhất lĩnh vực, ta tin tưởng tiểu đồng học tương lai nhất định có thể trở thành y học Trung Quốc thánh thủ, vạn người kính ngưỡng muốn tuyển đương nhiên tuyển ngoại ngữ học viện tần su lão sư lôi kéo ninh tịch nguyệt tay ánh mắt phòng bị nhìn mặt khác hai vị tuyển quản lý học viện khẳng định tuyển y học viện ba vị lão sư đều không ngồi đứng lên có khí thế ngươi không chịu làm ta ta không chịu phục ngươi tranh cái không ngừng qua tuổi nửa trăm ba vị lão sư tranh đến đỏ mặt cổ thô đều thành chọi gà mắt ba vị lão sư nói làm ninh tịch nguyệt bắt được trọng điểm đã biết chính mình lần này khảo thí thành tích không tồi, niên cấp đệ nhất. Tính minh bạch ba vị lão sư kêu nàng lại đây ý đồ, chuyển chuyên nghiệp hoặc tu đệ nhị chuyên nghiệp, tuyển các nàng học viện. Đã biết lần này bị kêu lên tới nguyên do, nên Tịch Nguyệt an tâm. Nhìn nhìn cửa, thực hảo, ba vị lão sư tuy rằng tranh luận, nhưng chặt chẽ. Chiếm cứ cửa vị trí, đổ đến một chút khe hở đều không có. Nàng ra không được văn phòng, chỉ có thể khẽ mị mà dịch mông đến bên cạnh, che lại lỗ tai, rời xa xoáy nước trung tâm. Ba vị lão sư như là phía sau lưng dài quá đôi mắt, động tác nhất trí nhìn chầm chầm lại đây, ba vị lão sư ánh mắt ở không trung đạt thành chung nhận thức. Triệu dân lão sư vẻ mặt tươi cười nói, tịch nguyệt, ngươi tới nói một câu, suy nghĩ của ngươi là cái gì? Chúng ta đều nghe ngươi. Về đức chấm nét. Đệ 465 chương ninh tịch nguyệt lựa chọn. Ninh tịch nguyệt mông dịch đến một nửa, phát hiện chiến hỏa chuyển dời đến trên người nàng tới, đành phải bình tĩnh ngồi lại chỗ cũ trí thượng không mất lễ phép cười khanh khách nhìn ba vị lão sư gật đầu ý bảo đều có thể đều là hảo chuyên nghiệp ta đều thích ninh tịch nguyệt ý đồ pha trò lừa gạt qua đi hiện tại đều nghĩ nàng trong đầu đều suy nghĩ kiếm tiền đại sự tình đối với này chuyên nghiệp sự tình là thật sự một chút đều không có nghĩ tới hiện tại làm nàng tuyển nàng cũng không thể lập tức xác định ra tới nhưng chuyển chuyên nghiệp là không có khả năng sự tình nàng này hóa trang sự nghiệp đều còn không có khởi bước về sau còn phải dựa vào này chuyên nghiệp học tri thức làm tân phẩm đâu ăn cơm tay nghề không thể ném tịch nguyệt tiểu đồng học ngươi không cần lo lắng ngươi tuyển cái gì chuyên nghiệp đều có thể cho dù không chọn chúng ta ba người nơi học viện cũng là có thể các lão sư tôn trọng suy nghĩ của ngươi tần su lão sư ôm nhu ánh mắt nhìn về phía ninh tịch nguyệt thanh âm nhu hòa lấy lui làm tiếng yêu cầu các lão sư cho ngươi nhất nhất nói một câu mỗi cái chuyên nghiệp đặc điểm cùng tốt nghiệp sau công tác tiền cảnh sao ngô thật lão sư ngồi xuống đúng đúng ta phải hảo hảo cho ngươi lao một lao quản lý học viện các chuyên nghiệp chỗ tốt chúng ta y học viện liền không cần ta kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu tịch nguyệt ngươi trước kia cũng học tập quá tương quan tri thức tiếp xúc quá không ít dược lý thậm chí môn tự chọn đều tuyển dược lý y học ngươi đều hiểu có tương quan y học thượng vấn đề ngươi đều có thể tùy thời tới tìm ta chúng ta cùng nhau thương thảo ngươi nếu là tưởng ta có thể đem suốt đời sở học dạy cho ngươi triệu dân đắc ý liếc mắt một cái hai vị bằng hữu không có biện pháp hắn có bẩm sinh ưu thế, hắn còn trước tiên cùng nha đầu này tiếp xúc một cái học kỳ, so hai người đều hiểu nha đầu này. Ninh tịch nguyệt đôi mắt cong cong, lập tức cao hứng đồng ý, kia ta cảm ơn lão sư. Đê tiện. Hai vị lão sư tưởng đao triệu dân lão sư ánh mắt tàn đều tàn không được, sát khí mười phần. Ninh tịch nguyệt thấy thế, cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, tận lực đem mỗi một vị đại lão đều cấp thuận mau hảo. Mỗi một vị đại lão học thức cùng kiến thức nàng đều thích, nàng đến làm tốt quan hệ đem bản lĩnh học được bọn họ đại học các vị lão sư chính là nàng học tập tài nguyên kho nàng kéo tần su lão sư tay thân thiết nói về sau ta có tiếng anh học tập phương diện này khó khăn nhất định tìm tần lão sư hỗ trợ giải đáp mong rằng lão sư đến lúc đó không cần chê ta phiền sẽ không sẽ không thích đều không kịp như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi cứ việc tìm lão sư liền hảo tần su luôn yêu thích cầm ninh tịch nguyệt tay ninh tịch nguyệt lại một đôi mắt kính để nhìn lên ngô thật lão sư về kinh tế cùng quản lý thượng vấn đề, ta về sau khả năng có rất nhiều thời điểm đều yêu cầu tới phiền toái đến lão sư, ta có dự cảm về sau nhất định sẽ có không ít nghi hoặc yêu cầu lão sư hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Có tương quan vấn đề ngươi liền tới lão sư văn phòng tìm lão sư, lão sư tùy thời đều ở, nếu không lão sư hiện tại mang ngươi qua đi nhìn xem địa phương, phương tiện ngươi tới tìm lão sư. Ngô thật lão sư ở trong lòng cân nhắc chính mình đem người mang đi đơn độc liêu, hai vị này lão bằng hữu ở chỗ này quá chướng mắt. Mặt khác hai vị lão sư đương nhiên lập tức liền minh bạch vị này gian trá bằng hữu ý đồ, hai người đồng thời oán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không cần, lão sư, các ngươi văn phòng ta đều rõ ràng. Ninh tịch nguyệt cự tuyệt trò chuyện riêng, muốn chính là công khai cảnh giới, đem các nơi phúc lợi mưu hảo. Nàng hiện tại xem như không có gì muốn nói, nhìn thoáng qua thời gian, dò hỏi ánh mắt nhìn về phía các lão sư. Các ngươi xem ta có phải hay không có thể đi trước phòng học một chuyến, ta này thành tích không lấy, nghỉ hè có cái gì tác nghiệp ta cũng không biết, phụ đạo viên vẫn luôn chờ không tốt, ta đem chính sự làm chúng ta ngồi chậm rãi liêu có thể chứ. Các lão sư, không có việc gì, các ngươi phụ đạo viên trong nhà còn có chút việc, sẽ vãn một chút đến. Đạo cao một trượng triệu dân lão sư sang sóc nói. Ta cho hắn nói một tiếng, đến trường học tới trước ta văn phòng tới một chuyến, đến lúc đó ngươi đi theo hắn cùng nhau qua đi lớp bên trong, tuyệt đối không lầm sự. Hành đi, lão già này nghĩ đến thật chu đáo. Tịch Nguyệt nha đầu, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết suy nghĩ của ngươi, là tuyển chúng ta y học viện đâu, vẫn là chúng ta y học viện. Tần Xu, Quỷ kế đa đoan lão nhân. Nguyệt Nguyệt, ngoại ngữ học viện tùy thời hoang nên ngươi. Quản lý học viện vĩnh viễn vì ngươi rộng mở đại môn. Ba vị lão sư đều thực chân thành nhìn về phía Ninh Tịch Nguyệt, trong mắt đều là đối nhân tài khác cầu cùng yêu quý, một lòng vì tổ quốc tương lai suy nghĩ, không chứa một tia tạp niệm. Ninh Tịch Nguyệt cũng nhìn thẳng vào lên, nhìn về phía ba vị lão sư nghiêm túc nói, dung ta ngẫm lại, ta vẫn luôn không nghiêm túc tự hỏi quá vấn đề này, còn hy vọng lão sư cho ta 5 phút thời gian. Hảo, ngươi tưởng, làm ra ngươi phát ra từ nội tâm lựa chọn, yêu cầu lão sư lãng tránh một chút sao? Triệu dân trưng cầu ninh tịch nguyệt ý kiến. Không cần. Nhưng, các lão sư, cho các ngươi nói một cái lời nói thật, đầu tiên ta là không tính toán chuyển chuyên nghiệp, này hóa chất chuyên nghiệp ta rất thích, ta rất tưởng tiếp tục thâm nhập học tập, chỉ có thể là nói ở ta hữu hạn tinh lực tu mạch khác chuyên nghiệp các lão sư minh bạch ba vị lão sư gật đầu đây đều là ở bọn họ dự kiến bên trong sự tình bọn họ đánh chính là đệ nhị chuyên nghiệp hoặc là phụ tu chuyên nghiệp chủ ý ninh tịch nguyệt này liền yên tâm bắt đầu nghiêm túc tự hỏi chuyện này tiểu rùa đen ở một bên mùi ngon ăn dưa xem diễn thấy kết thúc đến mấu chốt nhất thời điểm nó quạt cánh hưng phấn mà bay đến ninh tịch nguyệt trên vai suối dục nàng ký chủ còn tưởng cái gì tiểu hài tử mới làm lựa chọn ngươi đã là thành thục đại nhân toàn tuyển ngươi thời gian nhiều cùng nhau tu hoàn toàn không là vấn đề tiểu rùa đen xem ký chủ do dự lại tiếp tục nói huống chi này mấy cái trong học viện có chút bài chuyên ngành trên cơ bản cũng là ngươi ở hệ thống đã học tập nội dung hoặc là sắp sửa học tập tri thức ngươi đi trong trường học mặc lấy một phần tương quan chuyên nghiệp văn bằng trở về dệt hoa trên gấm thật tốt còn có thể tích lũy càng nhiều tương quan nhân mạch kế tiếp chỗ tốt không thể đo lường nhất cử mấy đến Ninh Tịch Nguyệt hoàn toàn hiểu thống tử nói rất đúng chỗ, cũng bị nó nói tâm động. "Ân, ừ, ngươi nói rất đúng, chính là trường học không nhất định cho phép, bọn họ lại không biết ta tinh lực tràn đầy, thời gian nhiều, đồng thời tu mấy cái chuyên nghiệp còn tưởng tu hảo, người bình thường ngẫm lại đều không đáng tin cậy." "Bất quá, nàng đến trước thử một lần." Ninh Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía ba vị vẫn luôn chờ mong nàng đáp án các lão sư lộ ra ngoan ngoãn tươi cười. "Các lão sư ta có một cái có thể làm mọi người đều vừa lòng lớn mật ý tưởng." không biết có nên nói hay không. Ngươi nói. Ba vị lão sư đều cho rằng nàng nghĩ kỹ rồi, kỳ ký ánh mắt sáng tám độ, liền chờ nói ra đáp. Án. Bị ba người ánh mắt nhìn, Ninh Tịch Nguyệt đột nhiên có một tí xíu khẩn trương, bưng lên triệu lão sư phía trước cho nàng phao nước trà uống một ngụm, buông cái ly giữa lưng một hoành, trong miệng nói buộc miệng thốt ra. Ta có thể đồng thời tu ba vị lão sư nơi học viện tam môn chuyên nghiệp, dược lý học, kinh tế học, tiếng Anh, hơn nữa ta trước mắt sở học hóa chất chuyên nghiệp, Tổng cộng 4 cái, chủ tu hóa chất cùng dược lý học, phụ tu kinh tế học cùng tiếng Anh, ba vị lão sư thế nào? Nàng càng nói thanh âm càng lớn tiếng, trung khí 10 phần, một chút cũng chưa cảm thấy lời này nói ra ngượng ngùng. Nói xong còn hai mắt hàm thần, nháy một đôi nghiêm túc mắt to, nhấp nhấp nhìn về phía ba vị lão sư, chân thành vô cùng. Chương 466 trầm mặc là đêm nay Khang Kiều. Ninh Tịch Nguyệt nói nhưng thật ra vừa phun vì nhanh, nhưng là, trước mắt ba vị lão sư đã không có phản ứng. Nàng lời kia vừa thốt ra, ba vị lão sư liền trực tiếp sửng sốt tại chỗ, thật lâu không nói chuyện, ba vị ánh mắt phức tạp nhìn đối phương, tựa lẫn nhau ở giao lưu cái gì tin tức. Ninh tịch nguyệt là không thấy hiểu, trong lòng cũng không đế, uống một ngụm trà che giấu xấu hổ, lại túng túng nói, coi như ta chưa nói quá. Không, suy nghĩ của ngươi thực không tồi, phía trước là chúng ta cực hạn, tiểu đồng học, có chí khí, nhớ năm đó ta ở chúng ta hoa đại tu hai cái chuyên nghiệp, xuất ngoại lưu học khi lại dứt khoát kiên quyết tu mặt khác hai cái hoàn toàn không giống nhau chuyên nghiệp, ta quả nhiên không nhìn lầm người, người này đệ tử ta muốn định rồi. Triệu dân mắt trưng trưng, thưởng thức nhìn nàng. Trong lúc nhất thời hồi tưởng khởi hắn năm đó nỗ lực học tập, phấn đấu những năm đó, hắn cũng từng giống tịch nguyệt hiện giờ như vậy, khí phách hăng hái, đối mỗi một khoa học tập lòng hiếu học cùng thăm dò dục đều tràn đầy, cái gì đều muốn biết, cái gì đều muốn học trong đầu. Tần su lão sư ánh mắt xa xưa, Nhớ năm đó ta học chuyên nghiệp cũng không ngừng một môn, thả một có rảnh rỗi thời gian liền đi các lớp học cọ khóa học tập, học tập làm ta cảm thấy vui sướng. Ai không nhiều học chuyên nghiệp giống nhau, hai người gác nơi này thương cảm gì, diễn điện ảnh đâu. Đến ngô thật lão sư nơi này phong cách liền không giống nhau, hắn rất là ghét bỏ nhìn hai vị lão hữu, quay đầu liền cười ha hả nhìn ninh tịch nguyệt nói. Lão sư duy trì suy nghĩ của ngươi cùng quyết định, còn không phải là bốn cái chuyên nghiệp sao, ngươi đầu óc hảo sử, trí nhớ cũng hảo lão sư tin tưởng ngươi có thể học giỏi, nhưng... Một đống khen sau ngô thật lão sư dừng một chút, biến chuyển tới. Ninh tịch nguyệt biết này câu nói kế tiếp mới là trọng điểm, nàng lập lỗ tai, nghiêm túc nghe. Nhưng vì không mang tai mang tiếng, làm mọi người tin phục, cũng làm người nhìn đến ngươi là có thực lực học giỏi bốn môn chuyên nghiệp, ngươi đắc dụng xinh đẹp thành tích nói chuyện, làm những người đó mở mở mắt, biết chúng ta là có kia năng lực người, không phải tự cao tự đại kia một quải. Nguyệt Nguyệt khẳng định có thể, muốn ngươi nói lời này, tránh ra. Tần Xu lão sư tựa nghe không quen hắn mặt sau lời nói, trừng mắt nhìn ngô lão sư liếc mắt một cái, lại dùng tay đem hắn kéo đến một bên đi, chính mình đứng ở ninh tịch nguyệt trước mặt hòa ái cười nói. Như vậy, nguyệt nguyệt, ngươi ở cái này nghỉ hè trước tiên học tập một chút này tam môn chuyên nghiệp đệ nhất học kỳ khóa, khai giảng khi chúng ta tới cái chuyên nghiệp khảo gì thí. Tam môn chuyên nghiệp sở hữu khóa đều khảo đến 80 phân trở lên liền giúp ngươi đăng ký mặt khác ba cái chuyên nghiệp học tịch tin tức, về sau ngươi chính là bốn cái chuyên nghiệp học sinh các ngươi cảm thấy thế nào ta cho rằng không tồi tương quan thư tịch cùng tư liệu ta đều sẽ lấy ra tới liền xem tịch nguyệt tiểu đồng học ý nguyện ngô thật gật đầu đồng ý cái này đề nghị cái này đề nghị có thể ta đồng ý các chuyên nghiệp ta không thể bảo đảm nhưng ta tin tưởng tịch nguyệt y học tri thức dự trữ năng lực là nhất định có thể làm nàng thông qua khảo thí nhất định là thuộc về chúng ta y học viện học sinh triệu dân tâm vụn trộm nhạc khóe miệng tươi cười cũng tàn không được. Này một đề nghị ra tới không phải vừa lúc tiện nghi hắn sao, Tịch Nguyệt tiểu đồng học đối với mặt khác chuyên nghiệp tri thức tuyệt đối không có y học tương quan phong phú, đều đã là chính thức hành quá y mấy năm bác sĩ, này dược lý học chuyên nghiệp quả thực chính là vì tiểu đồng học lượng thân đặt làm chuyên nghiệp. Ở hữu hạn thời gian, học tam môn chuyên nghiệp khóa, trừ bỏ tự động từ bỏ hai môn, chuyên học một môn, bằng không ngẫm lại kết quả đều sẽ là quen thuộc nhất kia một môn nhất có ưu thế hai vị lão sư nghe xong hắn nói lúc này mới phản ứng lại đây bọn họ trình độ nhất định thượng đem người cấp đẩy hướng về phía lão gia hỏa kia bất quá này khảo thí cũng là tất yếu lưu trình nếu người trẻ tuổi có cái này toàn bộ đều học ý tưởng bọn họ vẫn là đến duy trì có trách nhiệm cùng nghĩa vụ làm người trẻ tuổi học được một ít đạo lý đành phải một người liếc triệu dân liếc mắt một cái quay đầu nhìn về phía ninh tịch nguyệt thân thiết hỏi tịch nguyệt tiểu đồng học ngươi cảm thấy như thế nào tiếp thu cái này khiêu chiến sao Ninh Tịch Nguyệt thành công không thành công, đối bọn họ tới nói đều là có chỗ lợi, không có chỗ hỏng. Xác định ba vị lão sư đều là ngàn năm cáo già, còn gác nơi này cùng nàng chơi cái gì lưu trai? Nàng Ninh Tịch Nguyệt liền không mang theo sợ, muốn chính là xuất kỳ bất ý, làm người tin phục. Ninh Tịch Nguyệt cung kính nhìn ba vị lão sư gật đầu. Các lão sư, ta tiếp thu cái này khiêu chiến, nhưng ta tưởng xin đem khảo thí dịch cho tới hôm nay. Chờ ta đi phụ đạo viên nơi đó cầm thành tích sau liền bắt đầu khảo thí. Trầm mặt chú định là đêm nay khang kiều. Ba vị lão sư so vừa rồi nghe được Ninh Tịch Nguyệt muốn đồng tu bốn môn giờ dạy học đều còn khiếp sợ, trong văn phòng so với kia khi càng lặng im. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, an tĩnh đến lạc một cây châm trên mặt đất đều có thể nghe được trình độ. Ninh Tịch Nguyệt chớp chớp mắt, có thể hay không cấp này ba vị lão đồng chí lực đánh vào quá lớn, đừng cao huyết áp tăng cao, bệnh tim tái phát nha nàng yên lặng sờ lên đáp ở trên tay nàng tần su lão sư mạch đập ân cường kiện hữu lực sống trái vài thập niên không thành vấn đề ninh tịch nguyệt yên tâm không thành vấn đề liền hảo tần su quả nhiên là người già rồi đã không hiểu hiện tại này đó bọn nhỏ ý tưởng triệu dân trong lúc vô tình liếc đến ninh tịch nguyệt mạch mạch đập động tác một chút đã bị rót vào linh hồn giống nhau ý cười ở hắn trong mắt lan tràn mở ra lại là càng có lợi cho chuyện của hắn đứa nhỏ này chủ động đem khảo thí trước tiên cho tới hôm nay, kia hiển nhiên là trong lòng đã làm ra lựa chọn, chói lọi là lựa chọn hắn, chỉ là ngại với mặt khác hai vị lão sư mặt mũi ngượng ngùng trực tiếp cự tuyệt lúc này mới không thể không nói như vậy. Ân, khẳng định là cái dạng này. Triệu dân cho rằng chính mình đoán chúng nên tịch nguyệt tâm tư, nỗ lực banh mặt, không lộ ra trên mặt tươi cười làm hai lão hữu phát hiện, lại thừa dịp hai vị lão bằng hữu ngay người khi lập tức đánh nhịp xác định xuống dưới. Hảo, ta đáp ứng, liền dịch cho tới hôm nay ngươi đi phòng học đi cầm thành tích chạy nhanh lại đây chúng ta không chậm trễ thời gian ngươi này khảo thí nhiệm vụ nặng nề một chốc là khảo không xong ta đến lợi dụng hảo mỗi một phút mỗi một giây tốt lão sư ta đây liền về phòng học lấy thành tích cầm ta liền tới đây bảo đảm không chậm trễ thời gian ninh tịch nguyệt nhanh chóng nói xong lời nói cút một cung đứng dậy liền thông qua triệu dân lão sư lưu ra khe hở hướng cửa chạy tới nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua văn phòng Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hô, cuối cùng là rời đi văn phòng. Học. Thần cũng thật không phải người bình thường có thể đương, không chỉ có đến có cường đại kháng áp năng lực cùng chịu đựng năng lực, còn phải có long ngạo thiên trang bức năng lực cùng hoàng mỹ giải quyết năng lực. Nàng vị này Ngụy Học thần quá không dễ dàng, hiện tại liền chờ trong chốc lát khảo thí ra kết quả. Nhất định làm ba vị lão sư biết nàng thật sự không phải tự cao tự đại, mua danh chuột tiếng hạng người, trong đầu là có cái gì tiểu rùa đen nghe không nổi nữa ký chủ ta khiêm tốn một chút hảo kỳ thật nàng trong lòng cũng không nhiều ít đế hệ thống học tập nội dung thực tạp rất nhiều đều học xong nhưng dự thi giáo dục khảo thí không nhất định hành chỉ có thể dùng hết toàn lực bắt một phen đủ khiêm tốn đi ninh tịch nguyệt nhướng mày nhìn về phía tiểu rùa đen tiểu rùa đen đủ rồi đủ đắc ý còn không bằng không nói ai khi nào ký chủ mới có thể giống nó giống nhau ưu tú khiêm tốn lại điệu thấp nha. Đệ 467 chương xa xa dẫn đầu. Mà Ninh Tịch Nguyệt vừa ly khai trong văn phòng, mặt khác hai vị lão sư một tả một hữu lôi kéo triệu dân lão sư. Tần su lão sư ôm nhu hòa ái biểu tình không còn nữa tồn tại, triệu lão đầu, ngươi thành thật công đạo, ngươi có phải hay không đã sớm cùng tiểu đồng học đạt thành chung nhận thức. Ngô thật cũng oán hận trừng mắt hắn. Chính là, thành thật công đạo, có phải hay không dụ dỗ chúng ta từng bước một rời khỏi cạnh tranh, còn đáp ứng đợi chút khảo thí, tiểu đồng học quen thuộc nhất chính là ngươi kia một môn, này đương trường khảo thí, nhưng không phải chỉ có ngươi đắc ý. Các ngươi nhưng đừng bôi nhọ ta cùng tiểu đồng học, chúng ta liền không phải người như vậy. Triệu dân giải dụ một chút, tả hữu cánh tay thượng như là cái kìm kìm ở giống nhau, không được nhúc nhích, từ bỏ giải dụ, lời nói thấm thía nói. Chúng ta đến tin tưởng tiểu đồng học năng lực, nàng phía trước mỗi ngày đi các ngươi quản lý viện học tập, kia tương quan chương trình học đã sớm nhớ kỹ trong lòng, như thế nào cũng là ngươi thắng mặt đại chúng ta lời nói không nói nhiều đi chuẩn bị bài thi tỉnh chờ kết quả đi Ngô Thật nghe xong cảm thấy hắn nói được thật là có lý buông hắn ra tay một người bị suối dục một người khác cũng thành không được sự Tần Xu cũng liền thuận thế buông chỉ là ngữ khí không tốt lắm hừ hợp lại theo ta là làm nền thắng mặt nhỏ nhất a hai cái lão nhân ánh mắt ở không trung va chạm giao lưu bảy tám hồi tuy rằng trong lòng cũng là nàng như vậy tưởng nhưng không thể nói như vậy ra tới nha. Triệu dân đánh ha ha nói, ngươi thắng mặt cũng đại, kia nha đầu ký ức hảo, nàng nếu mở miệng, thuyết minh định liệu trước, khẳng định là ngầm hạ công phu. Không nghĩ tới, hắn ổn định người khác cảm xúc nói xác thật nói trúng rồi sự thật. Tần Xu hừ lạnh hai tiếng sau đề nghị nói, vậy lấy cuối kỳ khảo thí dư lại kia một bộ đề tới khảo, kia một bộ không ai đã làm. Mỗi lần đại khảo, trường học đều sẽ ra mấy bộ bài thi, từ giữa tùy cơ tuyển, bởi vậy các lão sư cũng không cần đi mặt khác tân ra đề mục có có sẵn hành ta trở về lấy liền ở ngươi cái này trong văn phòng khảo ngô thật gật đầu đi ra ngoài tần su lão sư cũng bất hòa này tiểu lão đầu tốn nhiều miệng lưỡi so đo hồi chính mình văn phòng làm chuẩn bị đi bên kia ninh tịch nguyệt đi vào lớp trong phòng học không trong chốc lát phụ đạo viên đường lão sư liền ôm bài thi đi vào tới bắt đầu phát phiếu điểm quả nhiên không ra nàng sở liệu nàng thật chính là đệ nhất danh vẫn là xa xa dẫn đầu cái loại này. Chung quanh đồng học đều chúc mừng nàng, hâm mộ ánh mắt cùng mãnh liệt chiến ý ánh mắt một nửa một nửa, Ninh Tịch Nguyệt đều chiếu đơn toàn thu. Trương Viện Viện kích động lôi kéo Ninh Tịch Nguyệt tay, Tịch Nguyệt, ngươi xem, ta đệ nhị danh gia, ta hai tỷ muội được giải nhất, ông hạ đệ nhất cùng đệ nhị, ha ha ha, ta nhưng rất cao hứng. Nàng nhìn đến đệ tam danh nhìn qua, dáng vẻ kịch cẩn che miệng, ai, cũng liền hơi chút vừa ra tay, không nghĩ tới này một không cẩn thận liền bắt được đệ nhị, ta này đáng chết thực lực không cho phép ta điệu thấp nha. Này một đợt hung hăng kéo một đợt thù hận giá trị, chung quanh đồng học đều như lan ánh mắt xanh mượt mà nhìn nàng. Đệ tam danh nam đồng chí, lớp trưởng tiêu minh ánh mắt giống như mũi đao hiện lên một tia sắc bén hàng quang, đỡ đỡ mắt kính buông lời nói, chờ, tiếp theo ta nhất định phải vượt qua ngươi. Ai da, kia ta lần sau nhiều lấy một chút thực lực ra tới, tranh thủ còn so ngươi nhiều một phân, tiểu minh đồng học. Nàng cuối cùng ba chữ âm điệu kéo đến thật dài, trên mặt tẩn hiện đắc ý. Tiểu rùa đen thấy vậy không thể không cảm thán một câu, ký chủ, không trách ngươi cao điệu, thật sự là chung quanh hoàn cảnh không cho phép nha. Ninh tịch nguyệt lắc đầu, quản không được. Trương viện viện cái này miệng gặp gỡ tiêu minh đó là một chút đều quản không được, nàng kéo đều kéo không người ở, đơn giản liền mặc kệ. Dù sau này hai người thường xuyên như kia đối chọi gay gắt giống nhau đối với. Việc này vẫn là bởi vì trương viện viện cùng tiêu minh tranh cử lớp trưởng, lấy một phiếu chi kém tranh cử thất bại, bại cấp tiêu minh. Cả đời muốn cường hoa quốc nữ hài như thế nào có thể thua, quay đầu tuyển thượng học tập ủy viên, đồng phát thề muốn lấy mặt khác hình thức thắng trở về. Bởi vậy khiến cho hai người chi gian bẻ đầu. Ninh tịch nguyệt sâu sắc cảm giác bất đắc dĩ, còn hảo tiêu minh cũng là cái một lòng hướng thiện, một lòng đọc sách hài tử, hai người đều là chính hướng đối với, khởi cái cho nhau kích lệ tác dụng, còn rất không tồi. Chính là hai người một dỗi ta một câu, ta hồi ngươi một câu mang thứ nói, ồn ào đến hoảng. Ninh Tịch Nguyệt ngồi xuống nâng lên tay tới yên lặng che lại lỗ tai. Đại gia an tỉnh lại. Trên đài đường lão sư bản đen soát một phách bục giảng, lời nói vừa nói xuất khẩu, phía dưới lập tức an tĩnh lại. Hai vị lẫn nhau dỗi châm chọc râu cũng dừng, mọi người đều ánh mắt sáng ngời có thần nhìn trên đài lão sư, muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn. Đại gia thành tích cũng bắt được, bài thi cũng phát xuống dưới, chính mình trước học kỳ này đó địa phương không có nắm giữ hảo tin tưởng đại gia trong lòng đều hiểu rõ, ta cũng không nói nhiều, tu chỉnh bài thi có thể tìm đối ứng khoa đại biểu lấy chính xác đáp án đường lão sư tuần tra đang ngồi mỗi một vị đồng học liếc mắt một cái dừng một chút tiếp tục nói lập tức liền phải nghĩ chỉ hy vọng các ngươi không cần hoang phế việc học dùng nhiều điểm thời gian đang xem thư học tập thượng khai giảng trở về liền sẽ tiến hành khai giảng khảo thí đến lúc đó lạc hậu người liền đừng khóc cái mũi phiếu điểm thượng bày ra học tập nhiệm vụ tuy rằng đều là chút đọc sách nhiệm vụ nhưng hy vọng các ngươi cũng không cần có lệ đều nghiêm túc hoàn thành sau học kỳ bài chuyên ngành học tập nhiệm vụ nặng nề, đại gia nỗ lực, cứ như vậy, tan học. Đường lão sư trước khi đi ra phòng học trước cửa cấp Ninh Tịch Nguyệt sử một ánh mắt, Ninh Tịch Nguyệt thấy, gật đầu ý bảo, bay nhanh thu thập chính mình đồ vật. Viện viện, ta đi trước ha, ta còn có đặc biệt chuyện quan trọng muốn vội, ngươi đừng chờ ta, nhìn đến ta ca cho hắn nói một tiếng, ta đi lý lão sư văn phòng, làm hắn đừng chờ ta. Nói xong nàng liền hướng bên ngoài chạy tới. Ai, hảo. Trương viện viện còn không kịp đồng ý, liền nhìn đến người đã chạy ra khỏi phòng học không thấy thân ảnh. Thật là nhanh. Ninh Tịch Nguyệt chạy ra đi liền thấy cửa đứng lý Chu lão sư hướng nàng vẫy tay. Nàng đi theo đường lão sư cùng lý Chu lão sư hướng văn phòng phương hướng đi đến. Lý Chu lão sư nhìn trước mắt vị này hắn thích nhất học sinh, cũng là hắn đắc ý môn sinh, bình tĩnh hỏi, "Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao?" Chương 468 liền mạch lưu loát. Khảo thí xong Ninh Tịch Nguyệt đối hắn trấn an cười, lão sư, ngươi yên tâm, hóa chất chuyên nghiệp vĩnh viễn là ta đệ nhất lựa chọn, ta nhất định sẽ vẫn luôn vẫn duy trì cái này thành tích. Đi đến Lý Chu lão sư văn phòng cửa, Ninh Tịch Nguyệt dừng lại, đối Lý Chu lão sư tự tin nói, lão sư ta đi vào khảo thí, ngươi liền tĩnh chờ ta tin tức tốt đi. Ngươi đứa nhỏ này, hảo, đi thôi, ta cũng là ngươi giám thị lão sư. Hai người trước sau chân đi vào, bên trong đã có sáu vị lão sư, đều đồng thời nhìn qua, Nhìn đến tiểu đồng học tới, trên mặt lộ ra hiền lành tươi cười. Các ngươi tới. Triệu Dân cầm lấy bài thi, chỉ vào hắn bên cạnh người vị trí, Tịch Nguyệt, mau, tới bên này ngồi, chúng ta chuẩn bị bắt đầu khảo thí, bút mực cũng đều cho ngươi chuẩn bị hảo, chúng ta liền từ dược lý học chuyên nghiệp bắt đầu khảo thí. Hảo, có thể. Ninh Tịch Nguyệt qua đi ngồi xong, đem bao giao cho các lão sư thu, cầm lấy bút, chờ các lão sư phát bài thi tính giờ. Triệu Dân xem trọng thời gian đối Ninh Tịch Nguyệt nói, khảo thí bắt đầu. Này ra lệnh một tiếng, Ninh Tịch Nguyệt vững vàng bình tĩnh mà cầm bài thi bắt đầu đáp đề, toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Không quản chung quanh đứng mấy cái lão sư giám thị, đều không thể ảnh hưởng nàng chút nào, như cũ đâu vào đấy đáp đề, không mang theo một tia do dự địa phương, toàn bộ hành trình thực tơ lụa liền đem để nhất môn bài thi đề đáp xong, dùng khi 40 phút. Bên người đứng xem triệu dân càng xem càng kích động, càng ngày càng hưng phấn, vì không ảnh hưởng hài tử đáp đề, Thắng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng thấy nàng như vậy nhanh chóng đáp xong đề đành phải đem tiếp theo khoa bài thi đưa qua đi tiếp tục nghẹn hưng phấn xem nàng đáp đề cũng cầm mới vừa làm xong bài thi bắt đầu chấm bài thi mặt khác giám thị lão sư nhìn đến triệu dân này lão tiểu tử kích động như vậy trước mắt đứa nhỏ này lại như vậy thành thạo, nhẹ nhàng đáp đề trong lòng lập tức liền có suy đoán vì thế càng ra sức giám thị Tuy rằng bọn họ xem không hiểu nhưng không ảnh hưởng bọn họ xem bài thi thượng đáp tự còn có lão sư vây quanh triệu lão sư chấm bài thi. Đối, đối, đối. Trang thứ nhất một cái đỏ thẩm câu, đệ nhị trang lại là đỏ thẩm câu, đệ tam trang như cũ là đỏ thẩm câu, đệ tứ trang hai cái tiểu hồng câu, còn có một cái tiểu hồng câu cái đuôi thượng cắt một bút. Triệu dân vài phút duyệt xong trên tay bài thi, một cái đỏ rực 99 phân khắc ở hắn trước mắt, khấu kia một phân vẫn là bởi vì có một đạo đề thiếu viết một cái đáp tự. Vài vị lão sư lại đáng tiếc lại cao hứng đáng tiếc kia một phân, cao hứng gặp được như vậy một vị lợi hại học sinh, thậm chí có chút đề so với bọn hắn làm đáp án đều còn toàn diện. Triệu Dân vui vẻ nhất, hắn liền biết nha đầu này y học thiên phú phương diện này lợi hại, trong lòng càng chờ mong duyệt phía dưới bài thi. Không bao lâu, Ninh Tịch Nguyệt liền đem trên tay bài thi giao ra đi, một cái khác y học viện lão sư lấy qua đi chấm bài thi. Trong lúc nhất thời, trong văn phòng biến thành Ninh Tịch Nguyệt viết xong một trương bài thi, các lão sư liền duyệt một trương bài thi bất tri bất giác trung ninh tịch nguyệt cũng đã đem dược lý học chuyên nghiệp đệ nhất học kỳ sở hữu khoa đều khảo xong rồi ninh tịch nguyệt nghỉ ngơi vài phút đi ra văn phòng uống miếng nước đi về đúc c y học viện lão sư cầm cuối cùng một trương bài thi bay nhanh duyệt sở hữu lão sư đều vây quanh hắn xem kết quả cuối cùng đứng ở bên ngoài lão sư nhìn không tới vội vàng hỏi thế nào duyệt hảo sao bên trong truyền ra từng đạo kinh ngạc cảm thán thanh nha đầu này đến không được nha điểm trung bình 97.5, này muốn cùng bọn họ cùng nhau cuối kỳ khảo thí, khi nàng nhất định là niên cấp đệ nhất, này bộ bài thi khó khăn có thể so những cái đó oa khảo khó khăn lớn hơn một chút, quả nhiên là Giang Sơn Đại có nhân tài ra. Lão Triệu, nha đầu này nhất định phải tới chúng ta y học viện, về sau lại là một viên mảnh tướng. Đó là đương nhiên, ta khai giảng liền nhớ thương hạt giống tốt. Triệu dân đắc ý nhìn về phía tần xu cùng ngô thật, ngượng ngùng lạc, người là chúng ta y học viện. Ngô thật thấy không quen triệu lão đầu kia một bộ tiểu nhân đắc chí dạng, cấp cái gì, kia nha đầu còn không có khảo kinh tế học đâu, tiếp theo môn liền khảo chúng ta chuyên nghiệp khoa. Chỉ có tần su khó được không nói chuyện, trong mắt trong lòng đều là lo lắng, nàng ý tưởng sợ là muốn thất bại. Lúc này, Ninh Tịch Nguyệt Thượng VWC đã trở lại. Ngô thật lập tức cười ngâm ngâm lấy ra bài thi, Tịch Nguyệt, tới, chúng ta lúc này đây khảo kinh tế học. Ninh Tịch Nguyệt gật gật đầu, đem bút máy trang hảo mực nước, bắt đầu kinh tế học chuyên nghiệp tương quan khoa khảo thí, khảo cửa này chuyên nghiệp so thượng một môn dược lý nhẹ nhàng rất nhiều. Này một môn nàng vốn dĩ liền đi cọ khóa học tập quá, trong phòng ngủ mặt còn có tương quan chuyên nghiệp hai cái tỷ muội hệ thống càng là học tương quan tri thức, này chuyên nghiệp bối lý luận lại so nhiều, hơn nữa nàng kia siêu nhớ chứng đã gặp qua là không quên được ký ức, nàng khảo đến càng thuận buồn xuôi gió. Viết chữ tốc độ đề đi lên, tương quan lý luận ở trong đầu quá, lưu loát đem bài thi tràn ngập. Cái này lại đến phiên ngô thật lão sư hỉ trục nhan khai, mắt thấy bài thi một chương một trương viết xong, kinh tế ứng dụng tổng hợp đại đề đều không thể ngăn trở nàng tốc độ. Một chương một chương bài thi duyệt đi xuống, giống như là thâm đào bảo tàng giống nhau, càng đào càng kinh hỉ ở trong thời gian ngắn, Ninh Tịch Nguyệt lại đem kinh tế chuyên nghiệp tương quan khảo thí khảo xong. Dừng lại bút quay đầu nhìn lại, hoặc khi nào đứng nhiều như vậy lão sư, nhìn ra có mười mấy cái lão sư, đại bộ phận người trên mặt đều mang theo kích động biểu tình, nhìn bên cạnh đang ở chấm bài thi lão sư. Ninh tịch nguyệt mặc kệ bọn họ, bình tĩnh cầm lấy chén trà uống lên thủy. Quá trong chốc lát, trong đám người vang lên một tiếng đảo hút không khí thanh âm. Điểm trung bình vì 97 phân. Ngô thật vỗ đùi kích động hô to. Mặt khác lão sư đều nhỏ giọng thảo luận, còn có mơ hồ chúc mừng ngô thật lão sư thanh âm. Trong đó tương đối đột ngột thanh âm, còn phải là ngô thật lão sư hướng triệu dân lão sư khoe khoang thanh âm, cùng mặt ngoài an ủi tần su lão sư, thực tế khoe ra nói. Đương nhiên, không thể thiếu các lão sư xem nàng giống xem một khối kim bánh bao nóng bỏng ánh mắt. Tiểu rùa đen từ trong đám người bay trở về, quơ chân múa tay, ký chủ, lợi hại. Dự kiến bên trong sự tình, không có gì kinh hỉ. Uống nước ninh tịch nguyệt sắc mặt bình tĩnh. Thống tử nhìn đến ký chủ vân đạm phong kinh, không khỏi bội phục, ký chủ, người này bức cách xem như trang hảo. Hiểu hay không, cái này kêu không mừng hiện ra sắc, ta đây là thành thục ổn trọng biểu hiện, ngươi xem những cái đó bá tổng khi trường đều là cao thâm khó đoán một trương mặt lạnh buông chén trà sau ninh tịch nguyệt quay đầu liền nhìn đến tần xu lão sư cầm bài thi lại đây trong ánh mắt vẫn là hàm chứa chờ mong hiện tại chúng ta bắt đầu khảo tiếng anh chuyên nghiệp khoa mặt khác lão sư cũng bức thiết muốn gặp chứng kỳ tích ra đời không một người chú ý tới hiện tại đã qua cơm điểm hơn một giờ ninh tịch nguyệt chú ý tới nhưng nàng tưởng dùng một lần đem sự tình thu phục cho nên tính toán liền mạch lưu loát khảo xong gật gật đầu cầm lấy bút máy Hảo. Muốn nói sở hữu ngành học bên trong, ngôn ngữ loại ngành học có thể nói là khó nhất ngành học, cũng có thể nói là đơn giản nhất một môn ngành học. Nhập không được môn tựa như người nước ngoài học hán ngữ như vậy khó, vào môn, kia quả thực chính là bán ra ào ạt, có thể ở quá ngắn thời gian nội học được. Mà học được hảo, lúc này liền thuần dựa ký ức pháp. Tiếng Anh thứ này, nàng ở hiện đại đọc đại học tốt xấu cũng là qua lục cấp người, kia tiếng Anh dự trữ. Như thế nào cũng là đủ dùng, trong đầu có tương quan tri thức lại thông qua người máy ngoại giáo lão sư hệ thống học tập một chút tương quan nội dung một quyển tiếng anh từ điển đều bị nàng nhớ đến trong đầu đi hiện tại từ điển đều còn ở trong phòng ngủ mặt nằm cung phòng ngủ đại gia cùng nhau học tập sử dụng có thể nói ninh tịch nguyệt này tiếng anh trình độ tuy rằng còn xa xa so ra kém từ nhỏ học được đại hán ngữ dùng đến nhanh nhẹn nhưng ứng phó một cái nho nhỏ khảo thí vẫn là đủ dùng ninh tịch nguyệt không có cô phụ tần xu lão sư trong mắt kỳ vọng một tay xinh đẹp tiếng Anh tự đốt sáng lên các vị lão sư đôi mắt. Mấy môn khoa bài thi viết xong, lão sư liền duyệt hảo bài thi, cuối cùng một môn viết văn đặt bút, tần su lão sư cũng xem xong rồi nàng viết bài thi, bắt được bài thi, trực tiếp đánh 99 phân. Điểm trung bình 98.5 phân. Cái này sở hữu khảo thí hoàn thành, tam môn chuyên nghiệp bình quân thành tích đều ra tới. Dược lý học chuyên nghiệp, 97.5 phân. Kinh tế học chuyên nghiệp, 97 phân. Tiếng Anh chuyên nghiệp, 98.5 phân. Có lão sư kinh ngạc cảm thán, này tiểu đồng học đến không được nha. Chương 469 thêm hiệp nghị. Ba cái chuyên nghiệp bình quân thành tích bày ra ở bên nhau xem, tần su là ở đây vui mừng nhất người. Ha ha, ngô lão nhân, triệu lão đầu, không nghĩ tới đi, cho các ngươi lén lút chê cười ta, ai biết quanh co, tiểu đồng học khảo chúng ta tiếng Anh chuyên nghiệp điểm trung bình là tối cao một môn, đây chính là 98.5 phân A, ai, thấy thế nào đều là một cái hảo con số, Ha ha ha. Tần Xu cầm bài thi hung hăng cười nhạo trở về, phản phất là chính mình khảo ra tới thành tích, rửa mối nhục xưa dường như, không cần quá đắc ý. Bên này khí thế lên, bên kia liền tiêu đi xuống. Mặt khác hai vị lão sư nhìn cái này điểm trung bình vô pháp phản bác, ai làm cho bọn họ phía trước hạt khoe khoang. Trên tay đăng ký bài thi thượng các khoa thành tích lẳng lặng nghe nàng nói, cũng theo lời nói phụ họa, là là là, tiểu đồng học lợi hại, tiếng Anh chuyên nghiệp khảo đến hảo. Trong lòng tưởng chính là, 80 phân đủ tư cách, nhiều một phân thiếu một phân đều giống nhau, tiểu đồng học chú định là tam môn chuyên nghiệp đều khảo đến đặc biệt bổng, là người hảo ta hảo đại gia hảo kết quả. Đương nhiên, trong lòng phun tào nói tần su lão sư là nghe không được, nàng chỉ biết vừa phun vì mau sao, tâm tình xưa nay chưa từng có hảo, đối giúp nàng hòa nhau này một ván ninh tịch nguyệt càng thêm yêu thích. Ninh tịch nguyệt sờ sờ bẹp đi xuống bụng, lại nhìn đến đồng hồ thượng thời gian đã biểu hiện tam điểm 15 phân, đồng thời lại nhìn đến các lão sư thảo luận xong, thu thập hảo bài thi đệ đơn, tự hồ muốn đem lực chú ý chuyển tới nàng bên này. Nàng yên lặng lấy về chính mình bao, đứng lên dơ lên tay lớn tiếng nói, các lão sư, chúng ta phía trước nói tốt đạt tới 80 phân trở lên liền nhập học các ngươi tam đại chuyên nghiệp, hiện tại ta là thông qua sao? Không ta gì sự đi. Triệu dân, tần su, ngô thật là tam đại học viện lãnh đạo, nói được thì làm được, đều tươi cười sáng lạng, trăm miệng một lời nói, đều thông qua, không có việc gì. Hành, khi các lão sư tái kiến, ta phải đi ăn cơm, đã đói bụng đến hoảng. Không đợi các lão sư phản ứng, Ninh Tịch Nguyệt túng lên chính mình bao liền hướng bên ngoài chạy. Ai? Tịch Nguyệt. Ninh Tịch Nguyệt chạy trốn càng nhanh, lấy ra tham gia đại hội thể thao 50m lao tới tốc độ triều xe đạp nơi phương hướng tiến lên. Nghe không được, nghe không được, nàng gì cũng chưa nghe được. Đói đến trước ngực dán phía sau lưng nàng hiện tại chỉ nghĩ đi ăn cơm, điền no ngủ tạng miếu. Đều nói không nàng gì sự tình không chạy mau một chút này đó lão sư không biết còn muốn bắt nàng liêu bao lâu nàng là lãnh hội các vị lão sư nói nhiều thời điểm nhắc mãi nhắc mãi so với kia niệm kinh đường tam tạng không thể thiếu vài câu mặt sau đứng ở văn phòng cửa các lão sư chỉ nhìn đến một cái đi xa bóng dáng đều phát ra thiện ý một tiếng cười đứa nhỏ này chạy trốn sau con thỏ đều còn nhanh đây là đói thảm nha lý chu lão sư vì ninh tịch nguyệt cao hứng chính là về sau đứa nhỏ này đến càng thêm vất vả Bên này chạy đi Ninh Tịch Nguyệt, dây lát Giang liền chạy đến đổ xe đạp địa phương, nàng còn quay đầu lại nhìn vài lần, xác định không có người đuổi theo, lúc này mới dừng lại mở khóa. Hô, này đó lão sư tinh lực thật tốt, thật là đem tri thức đương cơm ăn, một chút cũng không biết đói bụng, bội phục nha, ta đời này là vĩnh viễn không đạt được tình trạng này. Mất ăn mất ngủ thành tựu nàng là một chút đều không nghĩ đạt thành. Nàng là một đốn không ăn đói đến hoảng. Hôm nay buổi sáng lại là uống cháo, đói đến mau, lại tiêu hao nhiều như vậy năng lượng thảo thí, càng là đói. Mới vừa ở trong văn phòng viết bài thi khi tinh lực đều tập trung lên không cảm thấy đói bụng, cái này thả lỏng lại không có việc gì làm, khi đói ý thổi quét mà đến, bụng thầm thì kêu cái không ngừng. Không biết hướng bên người nàng quá nói không chừng đều còn muốn cho rằng nàng học gà thầm thì kêu, thật sự là quá vang dội. Ninh tịch nguyệt chịu không nổi, thông qua trên người túi sách, từ hệ thống ba lô móc ra một cái bánh bao thịt mấy ngụm ăn xong, lại chỉ huy không không một đi tự động phòng bếp cho nàng chuẩn bị đồ ăn. Sau đó nàng cưỡi lên xe đạp, dùng nhanh nhất tốc độ kỵ hướng nàng phụ cận phòng ở, ăn no nê sau lúc này mới cảm thấy mỹ mãn cưỡi lên xe đạp lão đảo lắc lư về nhà. Tiểu muội, ngươi đã trở lại, ăn cơm không? Các ngươi lão sư như thế nào lưu ngươi lâu như vậy? Ninh Thanh Viễn ở cửa nhận được người lộ ra vui sướng, tiến lên đi giúp đỡ xe đẩy. Đã ăn cơm, lưu ta lâu như vậy trở về đó là ta làm một chuyện lớn. Chờ buổi tối ba mẹ cùng đại tẩu trở về ta lại tuyên bố. Ninh Tịch Nguyệt cười thần bí, tạm thời không có nói với hắn. Ninh Thanh Viễn mở ra gara đại môn, "Hảo đi, vậy ngươi mau vào đi, Diệp Sơ ở bên trong chờ ngươi nói sự tình, chờ ngươi đã lâu, xe ta tới phóng." "Không nói sớm." Ninh Tịch Nguyệt chạy mau đi vào, trong viện không chỉ có ngồi Trần Diệp Sơ, còn có phía trước nói muốn lưu tại kinh thị bằng hữu. Nàng cùng mọi người đánh một tiếng tiếp đón, đi đến Trần Diệp Sơ trước mặt, nhìn đến nàng từ trong bao lấy ra đồ vật sắc mặt vui vẻ đi thư phòng liêu những người khác ở trong sân tiếp tục uống trà hai người tiên tiến trong thư phòng đơn độc trò chuyện riêng ngồi xuống sau trần diệp sơ liền gấp không chờ nổi đem trên tay đồ vật đưa qua đi kế hoạch thư cùng hợp đồng đều ở chỗ này ngươi nhìn xem có cái gì muốn sửa chữa địa phương hảo ta nhìn xem ninh tịch nguyệt đem nước trà khen ngược ngồi xuống nghiêm túc xem kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư xem xong sau lại đem phân tiền hợp đồng nhìn kỹ không có gì muốn sửa chữa địa phương, thực không tồi. Phóng hợp đồng sau, Ninh Tịch Nguyệt từ án thư hạ trong ngăn tủ đưa ra một túi tiền. Tiền ta đã trù bị hảo, một vạn hai ngàn năm trăm đồng tiền, đều ở chỗ này, ngươi đếm đếm. Gom đủ liền hảo. Trần Diệp Sơ nghe thế tin tức, an tâm, không đếm, tiền ngươi cầm ở trong tay, đến lúc đó giao dịch khi trực tiếp lấy ra tới, hợp đồng không thành vấn đề ngươi liền đem tự ký. Cũng đúng. Ninh Tịch Nguyệt đem tiền thu hồi đi, phóng tới trong không gian tồn, tiền ở nàng nơi này so ở bất luận cái gì địa phương đều an toàn, nàng cũng yên tâm. Lấy ra bút ở hai phân giống nhau trên hợp đồng mặt thêm thượng tên, đắp lên dấu tay, giao dư Trần Diệp sơ ký tên cái dấu tay. Các nàng đệ nhất bút sinh ý chia hoa hồng hiệp nghị liền như vậy hoàn thành. Đến lúc đó khấu trừ phí tổn cùng phí dụng sau đoạt được lợi nhuận liền dựa theo mỗi người bỏ vốn tỷ lệ phân tiền. Ninh tịch nguyệt đều đã bắt đầu mong đợi. Ta nơi này lại tiến đến lưu giao cấp 500 đồng tiền, tổng cộng là 8.000 nguyên, ta đem tiền cùng nhau cho ngươi, ngươi vũ lực giá trị cao, ngươi phụ. Cách lấy tiền, đến lúc đó ở xe lửa thượng chúng ta cùng nhau bảo hộ, có thể chứ? Trần Diệp Sơ thu hảo hợp đồng cùng kế hoạch thư, đem nàng nơi này tiến đến tiền từ trong bao lấy ra tới. Nếu ngươi như vậy tính nhiệm ta, khi cái này xuất nạp ta coi như. Ninh Tịch Nguyệt đem tiền đều bắt được trên tay, này tiền đặt ở nàng nơi này an toàn nhất, nàng còn đang suy nghĩ như thế nào cấp Trần Diệp Sơ nói, trần diệp sơ chính mình liền đem tiền chủ động cho nàng quản vừa vặn liền không cần nàng tốn nhiều miệng lưỡi nàng đem tiền phóng hảo an ủi nói một câu yên tâm tới rồi ta trên tay đồ vật còn không có ai có thể không trải qua ta đồng ý lấy đi cũng không cần các ngươi bảo hộ đến lúc đó các ngươi ngồi xe lửa ta ngồi bằng hữu xe vận tải lớn qua đi an toàn hảo liền như vậy quyết định trần diệp sơ vui vẻ đồng ý tâm tình tốt đẹp đứng lên đi chúng ta đi ra ngoài cùng các bạn nhỏ tán gẫu một chút nói không chừng còn có thể thấu điểm tiền ra tới hành ninh tịch nguyệt quan hảo cửa thư phòng đi theo trần diệp sơ mặt sau triều sân đi đến trương kiến quốc biết khẳng định có sự tình muốn phân phó nhiệt tình thấu đi lên nói nguyệt tỷ có cái gì phân phó cứ việc nói có những chuyện ngươi làm đừng nóng vội ninh tịch nguyệt nhìn về phía đại gia đi chúng ta đi trong nhà chính mặt nói ngồi ở trong viện đại gia lại dịch vị trí đi vào nhà chính trong phòng khách nói tỉ mỉ. Trong nhà liền bọn họ đoàn người, nhưng thật ra không có gì kiên dè, chỉ là nghị luận đại sự, vẫn là trong phòng nói tốt chút. Ninh Tịch Nguyệt, Ninh Thanh Viễn, Trần Diệp Sơ, Vu Tri Ngộ, Lưu Giao, Vương Kiến Đông, Trương Kiến Quốc, Lý Lớn Mật, cộng 8 người. Mọi người dọn ghế dựa làm thành một cái viên ngồi ở cùng nhau. Mọi người đều biết có chuyện nói, thần sắc tự nhiên nghiêm túc lên, không có hi hi ha ha. Việc này là Trần Diệp Sơ dắt đầu, từ nàng lên tiếng. Nàng đứng lên chưa từng có nhiều giải thích, cũng không có nói cụ thể kế hoạch, mở miệng cũng chỉ trước đối đại gia nói một câu. Hôm nay có một cái kiếm tiền sinh ý, làm thành liền có thể phiên bội kiếm tiền, ta cùng tịch nguyệt đã đạt thành hiệp nghị, chúng ta đều là bằng hữu, hiện tại hỏi các ngươi là nguyện ý đầu tiền tiến vào cùng nhau phân tiền. Vẫn là nguyện ý giống đương cái lâm thời công như vậy lấy tiền lương. Chương 470 Nam Hạ Trần Diệp Sơ lời này rơi xuống, dây tiếp theo vương kiến đông liền dơ lên đôi tay lại gấp không chờ nổi đứng lên thấy mọi người đều đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn thu liễm trên mặt kích động chắp tay sau lưng nói ra lời nói ngữ khí đã là lời lẽ chính nghĩa tiền ta muốn đầu tiền làm ơn tất yếu mang lên ta ta muốn đem toàn bộ thân gia đều cống hiến tiến vào kiếm không kiếm tiền không sao cả chủ yếu là chúng ta đều là bạn tốt lý nên cộng tiến thối tịch tỷ cùng sơ tỷ cứ việc sai sử a à, hắn tài vận tuyệt đối là tới Tới. hoa thảo vương kiến đông ngươi là nguyệt tỷ tiểu đệ vẫn là ta là nguyệt tỷ tiểu đệ ngươi không chỉ có đoạt ở ta phía trước đứng lên còn đoạt ta nói có phải hay không huynh đệ chậm một bước biểu quyết tâm triệu kiến quốc không làm đem vương kiến đông lôi kéo ngồi xuống chính mình lại cười tủm tỉm đứng lên nhìn về phía trần diệp sơ cùng ninh tịch nguyệt nói ta đi theo nguyệt tỷ hành động ta cũng đem toàn bộ thân gia lấy ra tới nguyệt tỷ làm ta hướng tây ta nhất định không hướng đông ninh tịch nguyệt đối hắn gật đầu đối với trương kiến quốc nàng nhưng thật ra không ngoài ý muốn vương kiến đông còn rất ngoài dự đoán mọi người không nghĩ tới hắn sẽ cái thứ nhất còn nhanh như vậy đứng lên dư lại người trừ bỏ vương lớn mật đều là đã thấu tiền mà vương lớn mật xem mọi người đều như vậy tích cực lại thập phần tự tin bộ dáng làm hắn có một loại này một số tiền có thể sinh nhãi con đầu sau khi rời khỏi đây lập tức liền có thể phiên bội kiếm đồng tiền lớn cảm giác lại đều là quen thuộc bằng hữu hắn đối ninh tịch nguyệt cùng trần diệp sơ nhân phẩm cùng ánh mắt vẫn là rất là tín nhiệm những người khác đều đầu tiền thuyết minh mọi người đều thực xem trọng hắn liền càng thêm có ý tưởng nội tâm cũng thực dao động nghĩ nghĩ khẽ cắn môi cũng giơ lên tay nói ta cũng đầu tiền đầu 600. trăm ninh tịch nguyệt còn rất là kinh ngạc hạng mục kế hoạch gì cũng chưa nói bọn họ cư nhiên liền như vậy đem tiền móc ra tới này mấy người có thể hay không quá không có phòng bị tâm bất quá thật tinh mắt nếu mọi người đều tưởng chính là đầu tiền tiến vào chia hoa hồng, kia mọi người đều xem như lão bản, người nọ công phí dụng liền có thể tiết kiệm được một bút, toàn tâm toàn ý một cái thằng, cộng đồng nỗ lực kiếm đồng tiền lớn. Tất cả mọi người không ý kiến. Trần Diệp Sơ cũng liền đem mặt sau kế hoạch đơn giản cấp mấy người nói, lấy ra kế hoạch thư cho nhau truyền đọc xem, lại cộng đồng ký xuống hợp đồng cùng tân chứng từ. Ngày hôm sau buổi sáng, Vương Kiến Đông liền cầm một cuốn sách bao tiền tìm được Ninh Tịch Nguyệt, vui vui vẻ vẻ giao cho nàng tịch tỷ, nơi này là 3.500 đồng tiền, là ta toàn bộ thân gia, giao cho ngươi. Gia hỏa này ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, này thời khắc mấu chốt như vậy cấp lực. Xem phòng khi vui sướng lấy tiền mua một bộ căn phòng lớn, hiện tại đầu tiền làm sự tình lại là đôi mắt đều không nháy mắt một chút lấy ra nhiều như vậy tiền, thậm chí cấp đến còn có điểm giống như chết đói cảm giác. Rất có đầu óc, còn rất có tiền nha. Ninh Tịch Nguyệt còn rất thưởng thức Vương Kiến Đông, đứa nhỏ này đầu óc xoay chuyển mau hành, ngươi như vậy yên tâm ta, ta cũng sẽ không làm ngươi thất vọng. Hai người giáp mặt đem tiền giao tiếp rõ ràng sau, Ninh Tịch Nguyệt đem tiền thu hảo, Vương Kiến Đông vô cùng cao hứng về nhà. Một lát sau, Trương Kiến Quốc lại cầm tiền hỷ khí dương dương tới. Nguyệt tỷ, ta hôm nay có phải hay không sao Vương Kiến Đông tới sớm, hắn còn không có đến đây đi. Ninh Tịch Nguyệt ở hắn đắc chí tới sớm biểu tình trung vô tình lắc đầu, không phải, hắn sớm tới, vừa ly khai nhà ta không bao lâu. Trương Kiến Quốc biểu tình cứng lại, dậm chân, đáng giận, hắn như thế nào sớm như vậy, lại bị hắn giành trước. Nguy cơ cảm sậu gia tăng. Gia hỏa này là ý định muốn cướp hắn đệ nhất tiểu đệ địa vị sao? Không có khả năng, hắn không cho phép. Trương Kiến Quốc đem trong bao tiền lấy ra tới đưa qua đi, Nguyệt Tỷ, đây là ta thấu tiền, 4.500 đồng tiền. Ninh Tịch Nguyệt cầm thật dày mấy điệp tiền, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Triệu Kiến Quốc, ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy tiền nhưng đừng vì việc này phạm chuyện ngu xuẩn, kia phòng ở cũng không thể bán, ngươi gia gia còn chờ tới trụ tân phòng. Triệu kiến quốc đầu diêu đến giống trống bỏi. Không bán phòng, đây là ông nội của ta cấp, nghe ta nói bên này làm điểm tiểu sinh ý không ai quản, vì thế nổi lên làm lại nghề của ý tưởng, tưởng đem tổ tông biết vị tử phường, chiêu bài cấp một lần nữa đánh ra đi. Này không, hắn tối hôm qua thượng đến, hắn lần này tới đem toàn bộ thân gia đều mang đến, chuẩn bị xem một cái hảo đoạn đường phòng ở, lén lúc tưởng đem sinh ý làm lên, trong lòng chờ đợi ngày nào đó quốc gia có thể hoàn toàn buông ra mộng, hắn liền chuyển biến tốt đẹp ám vị minh hoàn toàn đem chiêu bài đứng lên tới. Vậy ngươi còn đem tiền lấy tới, ngươi gia gia sợ không đánh ngươi. Ninh Tịch Nguyệt đem tiền đệ hồi đi. Trương Kiến Quốc lại sốt ruột đem tiền nhét trở lại tới. Không phải, Nguyệt tỷ ngươi nghe ta nói, này tiền là gia gia chủ động cho ta, hắn biết ta muốn đi theo các ngươi làm đại sự, hắn thực duy trì ta, hắn liền đem tiền cho ta một bộ phận ta mặt sau còn cho hắn viết giấy vay nợ, xem như mượn tiền, ta chính mình 500, mượn 4.000 khối, hai tháng sau cả vốn lẫn lời còn hắn. 4.500 khối, ta còn đem phòng ở cùng nhau thế chấp cho hắn. Ngươi cứ yên tâm lấy, ta đầu tiền cũng là vì chính mình kiếm tiền, ta tin tưởng vững chắc chúng ta hai tháng sau nhất định có thể kiếm trở về. Ngươi đây là một chút đều không cho chính mình để đường rút lui nha. Là kẻ tàn nhẫn. Ninh Tịch Nguyệt cũng chưa nói cái gì, cầm tiền ra tới, hai người cùng nhau đem tiền điểm hảo, nàng thu hảo sau đem lấy tiền chứng từ cho hắn. Tài chính một chút liền từ nguyên lai hai 2 vạn đồng tiền một chút liền gia tăng đến 2 vạn 8 nghìn đồng tiền, Ninh Tịch Nguyệt chính mình lại thêm vào 2 ngàn, thấu thành tam vạn. Tiền toàn bộ đều bị nàng chuyển dời đến không gian trong thư phòng sau mới yên tâm. Ninh Tịch Nguyệt cùng Ninh Thanh Viễn hai huynh muội đi theo Trương Kiến Quốc cùng nhau trở về bái phỏng Trương Lão Gia Tử, trò chuyện thiên, lại cho Trương Lão Gia Tử lớn hơn nửa thuốc an thần, lúc này mới ở trương lão gia tử giữ lại ăn cơm trong thanh âm về nhà. Ngày kế sáng sớm, Ninh Tịch Nguyệt đơn độc một người đi trước, Trần Diệp Sơ, Vu Tri Ngộ, Ninh Thanh Viễn ba người buổi sáng 10 điểm đi, cùng nhau ngồi xe lửa Nam Hạ. Chương 471 Nam Hải Hải Vực Dương Thành nào đó xa xôi làng chài nhỏ phụ cận cảng. Cải trang giả dạng thành một cái tướng mạo hung ác, làn da ngâm đen phụ nữ trung niên hình tượng Ninh Tịch Nguyệt, gỡ xuống trên đầu mang củ mũ rơm, Dũng cảm ngồi ở bờ biển bóng cây hạ lao mồ hôi, một cái tay khác cầm mũ rơm dùng sức quạt phong. Này quỷ thời tiết, nhiệt chết cá nhân, trong không khí lại ẩm ướt dính người, trên người cũng thật không thoải mái, một chút đều không thói quen, cũng không biết dịp sơ bọn họ khi nào đến, sớm biết rằng ta cũng đừng đi sớm như vậy. Ký chủ, bờ biển khu vực đều rất ẩm ướt, bất quá bờ biển cũng có bờ biển chỗ tốt, hải sản nhiều, người xem phía trước cách đó không xa nước biển rất lam, hải sản nhất định mỹ vị, ký chủ bọn họ ít nhất còn phải đợi nửa ngày mới đến, ta nếu không đi trước lộng điểm hải sản ăn đi. Đi vào bờ biển thống tử trong lòng chỉ nghĩ ăn, đã đối với biển rộng yên lặng chảy xuống nước miếng. Ninh tịch nguyệt theo tầm mắt vọng qua đi, bị nghênh diện mà đến gió biển thổi diệt toàn thân khô nóng, tâm tư cũng dừng ở trong biển mặt đếm không hết đại bảo bối nhóm trên người. Đương nhiên còn có bộ phận ánh mắt dừng ở nàng phía trước phi ở giữa không trung tham ăn trong biển bảo bối tiểu thống tử nơi đó. Nàng trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, chờ mong mở miệng nếu có thể đi trong biển mặt làm thí điểm mới mẻ tôn tích cua biển bào ngư trở về thì tốt rồi ta liền có thể làm muối tiêu tôn tích hấp cua tỏi nhuyễn đại bào ngư ăn rất ngon ngẫm lại liền chảy nước miếng đáng tiếc thống tử ngươi là thuộc về nước ngọc quy lại là hệ thống không thể đi trong biển du tiểu rùa đen nghe được mỹ thực kia một đôi đậu xanh mắt đều biến đại chút đỉnh đỉnh bộ ngực im chính là huyền quy nhất tộc kẻ hèn một cái hải liền không mang theo sợ ký chủ ngươi đi đến bờ biển đi lấy cái thùng gỗ ra tới chúng ta đi đi biển bắt hải sản hành được rồi ta thích nhất đi biển bắt hải sản ninh tịch nguyệt ma lưu mang lên mũ rơm cái gì nhiệt không nhiệt có mệt hay không đều không tồn tại bước một chút đều không ưu nhã nện bước chạy đến bờ biển một mảnh hẻo lánh bãi bùng địa từ trong không gian lấy ra một cái đặc đại hào thùng gỗ một cái tay khác cầm một phen thật dài cái kìm ở trong tay chờ mong nhìn trước mắt biển rộng thống tử ta chuẩn bị hảo chờ đinh phát hiện đánh dấu địa điểm, Nam Hải hải vực, yêu cầu ký chủ dẫn theo thùng gỗ cùng cái kìm đôi tay mở ra, mặt hướng biển rộng ôm, ký chủ hay không đánh dấu. Đánh dấu. Đây là thống tử làm nàng chờ. Sẽ có cái gì thứ tốt đâu. Ninh tịch nguyệt cấp khó dằn nổi mà dơ lên hai tay, tay trái cầm thùng gỗ, tay phải cầm trường cái kìm, vui rạo rực nhắm mắt lại như quay chụp tuyên truyền tảng lớn dường như vẻ mặt hưởng thụ ôm biển rộng. Hắc, nàng hệ thống còn rất giống là cảnh đẹp đánh tạp ký lục nàng đi mỗi một chỗ ảnh chụp. Đánh dấu. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ đạt được cá đỏ dạ một cái, cá thu năm điều, tự động bắt cá khí một cái, dạ minh châu một viên, tỷ thủy châu một viên. Nha. Tỷ thủy châu là ta trong tưởng tượng thần thoại trong thế giới tỷ thủy châu sao? Ninh tịch nguyệt kích động dò hỏi thống tử. Lập tức lấy ra lớn lên thường thường vô kỳ giống một viên nấu chín cá lớn một giường như tỷ thủy châu nhìn. Nó được thảm ở một cái lưới sắt tiểu cầu, dùng một sợi xích sắt liền khởi. Đây là trong truyền thuyết tị Thủy Châu. Quả nhiên giản dị tự nhiên. Đúng vậy ký chủ. Tiểu rùa đen cười gật đầu. Là cái loại này không chịu nước biển sức chịu nén ảnh hưởng cùng dưỡng khí nhiều ít ảnh hưởng, có thể làm ta ở hải dương quay lại tự nhiên, như ở trên bờ hành tẩu tị Thủy Châu. Chính là như vậy, ký chủ ngươi đem tị Thủy Châu mang ở trên của chúng ta là có thể xuống biển, nghĩ muốn cái gì hải sản chúng ta xuống biển đi bắt, có thể tùy ý chọn lựa. Ninh Tịch Nguyệt nghe được lời này càng hưng phấn, đó có phải hay không có thể đi tìm những cái đó trầm thuyền, đi lên sờ bảo bối. Đáy biển thế giới nhiều nhất chính là các loại bảo bối, từ xưa đến nay đáy biển trầm thuyền không biết có bao nhiêu, nàng không tham nhiều, lấy điểm cái gì vàng bạc châu báu là được. Ách, ký chủ, chúng ta đánh dấu tỵ thủy châu là thấp nhất cấp tỵ thủy châu, đi không được những cái đó biển sâu vực, chỉ có thể ở thiển hai ti khu chơi. Nga khoát, sắp cùng nàng gặp mặt bảo bối bay thống tử nói giống như một chậu nước lạnh tưới ở ninh tịch nguyệt trên đầu, làm nàng một chút tiết khí, gục xuống đầu, ủ rũ cục đuôi hỏi. Sâu nhất có thể đi dưới nước nhiều ít mễ. 500 mễ. Đủ rồi. Ninh tịch nguyệt mãn huyết sống lại. Trầm thuyền thượng bảo bối vớt không đến, có thể lộng điểm trân châu gì đó đi lên cũng không tồi, thuần hoang dại hải châu cũng là đáng giá thứ tốt, nhiều lộng điểm hải sản trở về cũng không tồi. Hiện tại hải sản thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, nhất tươi ngon. Ninh Tịch Nguyệt nghĩ như thế, chạy nhanh đem tỵ thủy châu mang ở trên cổ, còn có điểm lo lắng nâng lên hạt châu hỏi, thống tử, này lưới sắt cầu cùng xích sắt công nghệ lao không bền chắc, sẽ không làm tỵ thủy châu rất xuất hiện đi. Này nếu là rất nàng mạng nhỏ đến khó giữ được, nếu không phụng ở trên tay. Ký chủ, yên tâm, hạt châu đều sẽ không rớt, cứ như vậy thực an toàn. Hành, như thế nào sử dụng, chúng ta bắt đầu đi, ta đã chờ không kịp muốn xuống biển đi bắt cá trảo tôm, trảo mỹ vị hải sản, chúng ta hôm nay giữa trưa ăn bữa tiệc lớn. Ninh Tịch Nguyệt dẫn theo thùng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía biển rộng, hôm nay nàng là có thể chinh phục biển rộng. Đụng tới thủy sau nó sẽ tự động khởi động, thả ở dưới nước có thể bảo đảm ký chủ sinh mệnh an toàn, không cần lo lắng, ký chủ ngươi lại đem dạ Minh Châu lấy ra tới, đợi chút xuống biển đương chiếu sáng công cụ. Hảo! Ninh Tịch Nguyệt đem ba lô bên trong có nàng hơn phân nửa cái nắm tay đại một viên xinh đẹp màu lam nhạt dạ Minh Châu lấy ra tới ánh mắt nóng bỏng nhìn trên tay đại hạt châu, đây cũng là bảo bối nha. Có này hai dạng, nàng ở đáy biển liền thật thật như trên mặt đất giống nhau, không sợ nhìn không thấy. Vì không cho người trở thành nhảy xuống biển ngốc tử, nên tịch nguyệt kêu hệ thống, thống tử, hỗ trợ nhìn xem chung quanh hay không có người, ta muốn bắt đầu hành động. Đinh, phạm vi 100 mét phạm vi không người, hoàn cảnh an toàn, ký chủ có thể bắt đầu chuẩn bị. Cái này Ninh Tịch Nguyệt yên tâm đề thượng đại thùng gỗ, cầm dạ Minh Châu, vui mừng chạy về phía biển rộng, tiểu rùa đen bay đến Ninh Tịch Nguyệt trên đầu ngồi xổm, hỗ trợ xem lộ, chỉ Huy. Quả nhiên, như thống tử nói như vậy, Tỷ Thủy Châu ngộ thủy liền tự động khởi động, hình thành một cái đại bọc biển dường như trong suốt đại cầu đem nàng cả người bao bọc lấy, làm nàng một chút cũng chưa dính lên thủy, nàng ở bên trong ngồi xổm đứng đều cảm giác đặc biệt an tâm. Nàng còn phát hiện Tỷ Thủy Châu một cái đặc biệt dùng tốt công năng, có thể tùy ý cắt chân đi cùng tự động hình thức. Chân đi chính là nàng chính mình đi lại, liền như trên mặt đất hành tẩu giống nhau, thủy hoàn toàn bị ngăn cách ở trong suốt hình cầu ở ngoài, yên tâm lớn mật đi phía trước đi là được. Tự động hình thức liền thoải mái, trực tiếp ngồi ở bên trong không cần nàng động, trong suốt hình cầu chính là một cái tàu ngầm, trên cổ treo hạt châu chính là bánh lái cùng điều khiển từ xa, muốn đi chỗ nào liền cầm hạt châu hướng phương hướng nào di động. Lười người ninh tịch nguyệt sơ thể nghiệm chân đi qua đủ nghiện sau liền không nghĩ chính mình đi rồi, đem thùng gỗ đặt ở bên người, ngồi xếp bằng ngồi xong, đổi thành tự động hình thức. Đệ 472 chương đáy biển thế giới Không bao lâu, Ninh Tịch Nguyệt đã đi vào nước biển tiếp theo trăm mét địa phương, ở đại đại dạ Minh Châu chiếu rọi xuống giống như ban ngày, nàng nhìn đến xinh đẹp đáy biển thế giới, bầy cá ở sang hô trung tự do tự tại du ngoạn. Kết bè kết đội cá ở trong mắt nàng tự động đổi thành một đạo một đạo mỹ vị đồ ăn. Đã phát đã phát, ta bắt cá khí đâu, không nhiều lắm vớt một chút đều thực xin lỗi này một chuyến, ha ha. Ninh tịch nguyệt tựa như kia rơi vào lưu gạo tiểu lão thử, kích động mà móc ra đánh dấu tự động bắt cá khí, nhắm ngay một đám to mọng cá đồ vàng nhanh chóng ấn xuống đi, bắt cá khí bên trong bay nhanh bắn ra một trương võng, một chút liền võng ở một túi lưới cá đồ vàng. Ninh tịch nguyệt cái miệng nhỏ kinh hô thành o hình, này cũng quá dùng tốt, quả thực chính là bắt cá thần khí, ta chính là kia bắt cá cao nhân, ha ha ha. Nàng đem cá bỏ vào thùng gỗ, trực tiếp chiếm cứ thùng một nửa. Hôm nay có thể thực hiện hải sản tự do, thống tử, ngươi tới tuyển cá, ta tới bắt. Ninh tịch nguyệt cầm bắt cá khí nóng lòng muốn thử nhìn không kiên nể gì du ở nàng trước mặt cá biển nhóm. Tiểu rùa đen ở ninh tịch nguyệt trên đỉnh đầu đứng, hai chỉ móng vuốt thượng cầm một quyển hải sản thực đơn phiên, trong mắt lóe hưng phấn quan mang, thường thường ngẩng đầu nhìn về phía phía trước bầy cá. Ký chủ, trảo bên phải đuôi bính thon dài, nghi người thượng có bất quy tắc cuộn sóng thiển màu đen sọc cá thu, không có tiểu cốt, lấy về đi hương chiên. Hảo Ninh Tịch Nguyệt đem cầm bắt cá khí nhắm ngay thống tử nói cá, một võng đi xuống trảo trung năm điều cá thu. Tiếp theo cái. Ký chủ, tả phía trước 20 mét chỗ, đầu đoạn thân bẹp, không có vây ngực cá long lợi, thịt nộn, lấy về đi hấp nhất định mỹ vị. Cá long lợi 10 chỉ bắt được. Ký chủ, ký chủ, bên trái 10 mét chỗ, mau, có một đám màu ngân bạch bạc mi bạch cá chim muốn du tẩu, bắt lấy nó. Tiểu rùa đen kích động mà nhảy dựng lên. Ninh Tịch Nguyệt trên tay nhanh chóng thao tác, ngoài miệng còn không quên nói một câu, thống tử, đừng ở ta trên đầu quay cùng, ảnh hưởng ta phát huy. Hảo liệt. Tiểu rùa đen ở bên cạnh quay cùng hai vòng biểu đạt chính mình kích động chi tình sau mới trạm hồi ninh tịch nguyệt trên đầu, tiếp tục cầm thực đơn xem. Ký chủ, bên phải màu trắng hoặc hoạt, hoạt nộn đến giống đậu hũ chín bụng cá, nấu canh dầu chiên. Ký chủ, trên sóng lưng trình lão nhân trên mặt hoa văn dường như hoa tiên cá, thịt kho tàu. Ký chủ, tuyết cá từ từ bày cá đến đến cá, thống tử nói một loại, nàng trảo một loại, bắt 20 loại không giống nhau cá lúc này mới nương tay dừng lại. Vừa thấy hệ thống ba lô, đã trang ba cái đặt đại hào bồn gỗ cá. Rồi sau đó Ninh Tịch Nguyệt liền không lại tiếp tục trảo cá, ngược lại trảo các màu con cua, cái gì lão hổ cua, hoa cua, cua biển mai hình thoi từ từ cái gì cần có đều có. Đại tôm cùng tôn tích cũng ít không được. Thống tử nghe được nàng phía trước nói là muối tiêu tôn tích, để bụng, vì thế kia tôm tích bắt đến nhiều nhất, còn toàn tuyển cái đầu đại, cái đầu tiểu nhân trực tiếp ném xuống. Mà hào sống cùng đại bào ngư đồng dạng chỉ cần cái đầu cực đại. Ninh Tịch Nguyệt trên dưới hai đời cũng chưa như vậy vui sướng quá. Các kiểu hải sản nhậm quân chọn lựa, do dự quá nhiều, nàng đều là tuyển một con ném 11 chỉ, chân chính làm được 10 không còn một, chỉ tuyển trong đó phẩm chất thượng thừa cái đầu đủ. Thâm nhập đến hải hạ 400 mễ tới hạng địa phương, Ninh Tịch Nguyệt phát hiện phía trước tựa hồ là có cái gì phát ra mỏng manh quang mang. Nàng đem trên tay dạ minh châu thu hồi tới, bốn phía lâm vào hắc ám, mà phía trước nơi đó quan càng rõ ràng, kia quan nhu nhược, ẩn ẩn thấy vần sáng, lúc có lúc không, không giống như là cái gì sẽ sáng lên loại cá phát ra tới. Đây là thứ gì đâu? Thống tử suối dục, ký chủ, đi xem, không uy hiếp. Ninh Tịch Nguyệt tò mò thao túng trong suốt hình cầu triều bên kia đi đến, đi đến bên kia vừa thấy, Ninh Tịch Nguyệt đôi mắt trừng đến lão đại, miệng trương có thể tắt tiếp theo cái trứng gà, phát ra tiếng kinh hô. Qua, thật lớn hải trai, thật lớn một viên trân châu. Hải trai ít nhất có ba người dắt vòng tay ôm như vậy đại, nhìn ra có thể nằm xuống một cái nàng. Bên trong một viên trẻ mới sinh nắm tay đại hồng nhạc trân châu, theo hải trai phun tức như ẩn như hiện, phát ra nhu hòa quang mang, trân châu bên ngoài còn lập lòe một tầng màu hồng nhạc vần sáng. Ninh tịch nguyệt vuốt cầm, nhìn cùng trước mặt đại võ sò, này thật sự so trong tivi trai tinh bản thể đều còn đại, nàng có điểm sợ hãi lấy. Này trai sẽ không thành tinh đi, thống tử, ngươi nói ta đem bên trong trân châu cầm có thể hay không bị hải trai công kích, ta xem nó thể tích nói không chừng đều có thể một ngụm nuốt vào chúng ta trong suốt tiểu cầu. Tiểu rùa đen cũng ở trong lòng kinh ngạc cảm thán thế giới này cư nhiên còn có lớn như vậy hải trai, này nếu là ở mặt khác vị diện, thỏa thỏa tu luyện thành tinh. Ký chủ, này hải trai sống không biết đã bao nhiêu năm, đáng tiếc thế giới này không có nó thành tinh cơ duyên, thành không được tin, cũng công kích không đến chúng ta, không cần lo lắng. Tuy rằng thống tử nói như vậy, nhưng nàng thao tác tiểu cầu đều là không gần không xa vây quanh hải trai xem, không dám để sát vào, tiểu cầu chuyển qua hải trai bên phải khi, Ninh Tịch Nguyệt Kinh hỉ phát hiện tự hồ không ngừng một viên. nha Giống như có hai viên trân châu, bên phải thịt loáng thoáng còn có thể thấy một chút quang, tự hồ so bên ngoài kia một viên muốn tiểu một nửa, là hồng màu nâu tiểu rùa đen huy xuống tay ký chủ chúng ta đây đem kia viên đại cầm cho nó lưu tiểu nhân tiểu nhân là nó lớn như vậy tinh hoa áp súc, hợp với thịt đã là thân thể một bộ phận cầm nó sẽ phải chết ninh tịch nguyệt không hành động nhưng nàng kêu sợ hãi liên tục a à, hải trai có phải hay không phát hiện chúng ta nó vừa mới triều chúng ta di động một chút a à, nàng đem đại trân châu nhổ ra chuyển qua ta trước mặt tới nàng đây là có ý tứ gì đem trân châu tặng cho ta sao nàng đây là khai trí sao thống tử, nàng thật không phải thành tinh. Ta lấy vẫn là không lấy. Hệ thống cũng kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, nó chạy nhanh ở kho hàng tìm kiếm đồ vật. Ninh tịch nguyệt nhìn trước mắt 20cm khoảng cách hạ chi lên trai thịt thượng thình lình chính là kia viên làm nàng kinh ngạc cảm thán hồng nhạc đại trân châu. Gần gũi xem trân châu lúc này mới phát hiện nó càng thêm mỹ lệ, bị trai mài dũa đến hết sức mượt mà, là như vậy mê người. Nàng nội tâm rối rắm, không ngừng duỗi tay rút tay về, chính là không dám xuống tay lấy ninh tịch nguyệt ưu sầu nhìn về phía không trung tiểu rùa đen thống tử ngươi nói một câu lấy vẫn là không lấy tìm được rồi tiểu rùa đen cao hứng mà lấy ra một cái như là tính toán khí đồ vật ký chủ máy trắc nghiệm có thể làm chúng ta biết hải trai ý tưởng ninh tịch nguyệt hoài nghi nhìn kia vật nhỏ thống tử đối với hải trai một hồi mân mê trên màn hình liền biểu hiện sóng điện quá trong chốc lát mặt trên sóng điện đổi thành hai chữ tịnh tịnh thoải mái đưa ngươi ký chủ ngươi xem nó nói, ngươi lớn lên xinh đẹp làm nó thoải mái, hạt châu đưa ngươi, ngươi trực tiếp lấy, này hải trai hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mấy ngàn năm, đã bắt đầu sinh ra một chút linh trí, trí lực đại khái như hai tuổi hài đồng. Thiệt hay giả? Ninh tịch nguyệt như thế nào như vậy không tin đâu. Nàng chẳng lẽ đã đạt tới người gặp người thích, động vật thấy đều yêu thích nông nổi. Trên mặt ngụy trang đều không thể che giấu quanh thân xuất trần khí chất. Ha ha, quái ngượng ngùng. Chương 473 hội hợp. Thống tử xem nhẹ rất ký chủ trên mặt tự luyến biểu tình, dùng sức gật đầu. Ký chủ, lấy đi, chúng ta có vòng bảo hộ, nàng thương không đến ngươi, này hạt châu chính là thứ tốt, lớn như vậy trân châu tại đây phương trong thế giới đã là cực phẩm, đối với trị bệnh cứu người đều hữu hiệu, càng như là thiên tài địa bảo. Hành. Ninh Tịch Nguyệt cuối cùng là nhịn không được tuyệt thế đại trân châu dụ hoặc, duỗi tay qua đi cầm. Bắt được hạt châu thời điểm, tay tiêm đụng tới hải trai thịt không biết là nàng ảo giác vẫn là như thế nào nàng thậm chí cảm nhận được hải trai hướng nàng truyền lại ra một tia sung sướng cùng vui sướng liên quan nàng tâm tình đều đi theo cùng nhau sung sướng lên sau đó còn truyền lại ra trân châu tác dụng tương quan tin tức làm nàng biết này trân châu trân quý địa phương phủng trân châu như là phủng toàn thế giới giống nhau làm nàng cảm thấy mỹ mãn đồng thời mang theo sợ hãi trân châu vào tay cũng không lạnh lẽo mà là mang theo ấm áp từ trân châu thượng truyền ra một đạo ôn nhuận thoải mái hơi thở thổi quét toàn thân thấm vào ruột gan, làm nàng thân thể phá lệ thoải mái. Ninh tịch nguyệt thanh âm đều nhân quá kích động đang run rẩy. Thống tử, mau cho ta tìm một cái tốt hộp, ta phải đem này trân châu trang hảo, này quá quý trọng, ta phải cung lên, này hạt châu tựa hồ có thể làm ta đông ấm hạ lạnh, chữa bệnh thư tà, tinh lọc tác dụng, chỗ tốt nhiều hơn. Hệ thống đẩy mạnh tiêu thụ lên, ký chủ, hệ thống trạm thu về có một khoản hộp ngọc, chỉ cần 9.999 tích phân, thực thích hợp trang trân châu. Hành, liền nó, ngươi trực tiếp khấu. Dứt lời hạ, hệ thống liền đem hệ thống tích phân khấu trừ, một cái màu trắng hộp ngọc xuất hiện ở nàng trước mắt. Ninh tịch nguyệt gấp không chờ nổi đem đại trân châu cất vào đi, ngó trái ngó phải một hồi lâu mới lưu luyến không rời đem hộp đặt ở không gian trong thư phòng, nhìn nó lẳng lặng, lặng đãi ở nơi đó, trong lòng dị thường thỏa mãn. Này quả thực chính là nhặt được đại bảo bối, chỉ là cầm nàng là có thể tưởng tượng này trân châu dược dùng giá trị có bao nhiêu cao, không hổ là đại võ sò mấy ngàn cái ngày đêm mài dũa ra tới. Nàng nhất định đến thu hảo, không đến thời khắc mấu chốt không cần, này liền cùng nàng kia cự vô bá đại nhân tham giống nhau đều là cứu mạng thuốc hay. Ninh tịch nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mấp máy thân thể hải trai, nàng từ trong không gian móc ra một bình nhỏ tích góp đã lâu dương chi cam lộ, nếu thăng cấp sau dương chi cam lộ có bổ não tác dụng, đối tiểu hôi đều được, đối này đại võ sò nhất định hành. Nàng đem bình sứ đưa qua đi, Tràng ngập thiện ý nhìn trước mắt vui sướng nhảy vũ dường như hải trai, cái này tặng cho ngươi, xem như chúng ta trao đổi lễ vật. Hải trai sát ngoài một trương một trương, có thể cảm nhận được nó kích động. Trên tay nàng bình sứ bị đại võ sò cuốn đi, giấu ở võ sò hạ. Ký chủ, nó nói cảm tạ ngươi, thật cao hứng nhận thức ngươi, nó muốn đưa ngươi một cái ốc biển, về sau đến trong biển sau thổi lên ốc biển nó nghe được liền sẽ ra tới gặp ngươi. Tiểu rùa đen cầm máy móc ở bên cạnh tận chức tận trách phiên dịch không cần cảm tạ, ngươi cũng cho ta lễ vật, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Ninh Tịch Nguyệt đem hải trai đưa qua đã ngọc hóa biển rộng ốc cầm ở trong tay, ốc biển ta liền nhận lấy. lần sau tới trong biển ta nhất định tới nơi này tìm ngươi chơi, ta phải đi về tái kiến. Ninh Tịch Nguyệt cùng đại võ sò cáo biệt sau liền sử dụng tỷ thủy châu rời đi nơi này. đi tới một đoạn đường quay đầu nhìn lại, nguyên lai like nơi đó đại võ sò đã không thấy bóng dáng, phản phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau ninh tịch nguyệt cúi đầu nhìn trên tay xinh đẹp biển rộng ốc cùng không gian trong thư phòng đại trân châu chứng minh này không phải nàng ảo tưởng ra tới đồ vật đại võ sò là chân chính tồn tại quá tiểu quy tử quay đầu lại cảm nhận được trận pháp năng lượng dao động nhìn không được kinh hô một tiếng ta đi nguyên lai nơi đó có che giấu trận pháp có khắc động thiên khó trách kia đại võ sò có thể lớn lên sao đại mà không bị người khác phát hiện quá kia phía dưới phỏng chừng chính là nó huyệt động chỉ cần là nó không nghĩ người khác phát hiện người khác là nhìn không tới nó ký chủ, ngươi đây là được đến nó tán thành, cho nên mới có thể nhìn đến nó. Ninh tịch nguyệt đắc ý mà đông đưa cuốn lên tới chân, kia cũng không phải là, ta này mị lực vô hạn, đại võ sò đương nhiên sẽ bị ta hấp dẫn, bằng không ta như thế nào hấp dẫn đến ngươi, tiểu thống tử, ngươi nói đúng không? Tiểu rùa đen sửng sốt, theo sau cười to, ha ha, ký chủ ngươi thực sự có ý tứ, không hổ là ta lựa chọn ký chủ, im thích. Nói tiếp điểm này trước sau như một phát huy ổn định nó liền thích ký chủ đậu bỉ không làm ra vẻ ninh tịch nguyệt nhìn nàng ly đại lục càng ngày càng gần không khỏi có điểm thương cảm nói trở về cũng không biết ta lần sau tới bên này là khi nào thống tử tọa độ nhớ cho kỹ đi ta kia hướng dẫn hệ thống đến đổi mới một chút đấy biển bản đồ nha lần sau lúc ta tới liền trực tiếp hướng dẫn đi qua ký chủ ngươi hành tẩu quá địa phương đều đã ký lục hảo ở địa phương nào gặp được cái gì bầy cá đều đánh dấu hảo chúng ta lần sau lại đây có thể căn cứ đánh dấu tìm hải sản Ninh Tịch Nguyệt nghe thống tử nói lay khai hệ thống giao diện mặt trên hướng dẫn hệ thống, quả nhiên nhìn đến nàng hành tẩu quá minh xác đường hàng không bản đồ. Hành, lần sau ta còn có thể đổi cái phương hướng đi, thăm bất đồng đáy biển. Đáy biển thế giới từ trước đến nay chính là một cái thần bí địa phương, Ninh Tịch Nguyệt thật cao hứng có thể tự mình thấy cùng ký lục này mỹ lệ thế giới. Trên đường trở về, gặp được tôm đàn, lại bắt một đại bồn bạch tôm, thanh bối tôm cùng tôm he. Được mùa vui sướng ở trên mặt nàng tàn đều tàn không được thể hội một phen đưa ngư dân vui sướng. Chẳng được bao lâu, Ninh Tịch Nguyệt liền về tới trên bờ. Mới vừa thu hảo tị Thủy Châu, nàng liền nghe được thống tử thúc giục thanh âm, ký chủ, đồ ăn làm tốt, gô phòng bếp đi khởi, ăn hải sản thịnh yến. Hành, đi thôi. Ninh Tịch Nguyệt cũng bị thống tử cảm xúc cảm nhiễm, cấp khó dằn nổi chui vào trong phòng bếp, nhìn trên bàn đã làm tốt các loại hải sản, một người nhất thống đôi mắt đều ở sáng lên. Một câu vô nghĩa đều không nói, lập tức rửa tay ngồi xuống bắt đầu hành động, gió cuốn mây tan tốc độ, trên bàn từng mâm mỹ thực nhanh chóng tiêu giảm. Hải sản quá nhiều, Ninh Tịch Nguyệt bụng quá tiểu, chỉ có thể mỗi dạng đều ăn một chiếc đũa, tuy là như vậy, đem sở hữu đồ ăn ăn xong một lần sau Ninh Tịch Nguyệt bụng liền ăn no, ăn không vô, lúc này nàng ăn đến không sai biệt lắm mới tán thưởng. Ân, ăn quá ngon, hiện vất hiện làm cá chính là ăn ngon, quá tiên, thống tử ngươi ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Ninh Tịch Nguyệt hiện tại chỉ có thể ngồi ở một bên chậm rãi lột da da tôm, hâm mộ nhìn thống tử cái này vô địch đại dạ dày vương, động không đáy, giống châu chấu quá cảnh càng quét trên bàn mỹ thực, sạch sẽ đến mâm đều sáng trong, một giọt du đều không có buông tha. Ký chủ, không phải ta không chậm điểm, thật sự là ăn quá ngon, đã lâu không có như vậy ăn uống thỏa thích, quá sung sướng. Tiểu rùa đen ăn đến toàn thân sảng khoái, cái miệng nhỏ một khắc không ngừng ăn. Ninh tịch nguyệt nhìn nó đem trước mặt một bàn lớn mỹ thực ăn xong rồi sau lại cầm thực đơn nghiên cứu, kinh ngạc nói, còn không có ăn no. Ta nếu là rộng mở ăn, chúng ta ba lô những cái đó cá tôm đều không đủ ta soàn soạt, ta liền nghiên cứu nghiên cứu, muốn nói ăn ngon, vẫn là ký chủ làm ăn ngon, ký chủ ngươi gì thời điểm tự mình làm một lần muối tiêu tôm tích. Thống tử lấy lòng nhìn về phía ninh tịch nguyệt hỏi. Chờ dịp sơ các nàng tới rồi ta liền cho ngươi nấu, ta còn có thể cọ cọ dịp sơ tay nghề, nàng kia trù nghệ chính là so với ta hảo. Tiểu rùa đen tẩy hảo móng vuốt, nhảy dựng lên, hảo gia, ký chủ, mau chuẩn bị điểm hải sản đưa ra đi, các nàng hẳn là muốn tới. Ninh Tịch Nguyệt vừa thấy thời gian, xác thật là đã qua một buổi trưa thời gian, các nàng kia một chuyến xe lửa hẳn là muốn tới. Nàng dẫn theo phía trước cái kia thùng gỗ, đi hệ thống ba lô chọn lựa một ít cá, tôm, con cua cùng sò biển, trang non nửa thùng sau liền dẫn theo thùng gỗ ra không gian. Ninh Tịch Nguyệt mang lên mũ rơm, đem thùng gỗ che lại, hướng các nàng phía trước ước định tốt địa phương đi hội hợp. 40 phút sau, Nàng đi đến một nhà nông gia tiểu viện trước mặt, gõ vang lên đại môn. Một lát, một người tuổi trẻ nam từ trong môn ló đầu ra, cảnh giác nhìn nàng nói: "Thiên vương cái địa hổ. Ta là xuống nông thôn vương lão ngũ." Chương 474 chọn lựa sản phẩm. Ninh Tịch Nguyệt buộc miệng thốt ra ám hiệu làm trong môn nam tử lộ ra tươi cười, nửa mở ra đại môn. "Vào đi, bọn họ cũng vừa đến, ở bên trong chờ ngươi." "Cảm ơn tiểu huynh đệ." Ninh Tịch Nguyệt yên tâm không cần lại chờ đợi dẫn theo bên chân thùng gỗ đi theo nam tử hướng trong viện đi đừng khách khí ngươi là tỷ của ta bằng hữu ngươi kêu ta lão tam liền hảo giúp ninh tịch nguyệt mở cửa nam tử chính là trần diệp sơ đường đệ trần thuật đứng hàng lão tam người quen đều kêu hắn trần lão tam hảo ngươi cũng có thể kêu ta ninh lão tam hoặc là vương lão ngũ hành tẩu giang hồ như thế nào có thể không có nghệ danh này hai cái tên chính là ninh tịch nguyệt cho chính mình làm cho nghệ danh ngươi quả thực như tỷ của ta nói như vậy thú vị, vương lão ngủ. Trần Thuật buồn cười, hắn vẫn luôn cho rằng này chỉ là chạm trán ám hiệu, không nghĩ tới thật đúng là nàng cho chính mình lấy tên, nhà ai cô nương sẽ đặt tên kêu vương lão ngủ, nay cái hắn chính là trường kiến thức. Ở trong phòng trên bàn cơm ăn cơm Ninh Thanh Viễn nghe được quen thuộc thanh âm, buông chén đũa liền chạy ra, kinh hỉ hô, tiểu muội ngươi tới rồi, không gì sự đi. Trần Diệp Sơ cùng Vu Tri Ngộ cũng buông chén đũa ra tới. Không có, Ninh Tịch Nguyệt đem thùng gỗ cái vạch trần, cao hứng triệu bọn họ lắc lư thùng gỗ, xem ta cho các ngươi thêm cơm tới, tất cả đều là mới mẻ đồ biển, chúng ta lộng điểm tới ăn. Qua, wow, ngươi này tôm tích cái đầu mới đại, này một cái đều có ta nửa cái cánh tay dài quá. Trần Diệp Sơ thăm dò lại đây, rất có hứng thú đem thùng lớn nhất tôm tích liền chồng râu nhắc tới tới, ta cho các ngươi làm cây rác đại tôm, thùng tiểu nhân tôm tích lấy tới xào thế nào. Ninh Tịch Nguyệt đem thùng phóng tới trên mặt đất, cười nói: ta đề này thùng hải sản tới chính là muốn ăn một ngụm ngươi làm mỹ thực, này thùng gỗ nhậm ngươi nấu nướng, bất quá ngươi đi trước đem cơm ăn lại nói, vừa lúc ta đem hải sản xử lý tốt, chúng ta đương ăn khuya. Ta đã ăn được, ta tới xử lý. Trần Diệp Sơ là một cái thích nấu cơm người, nhìn đến như vậy mới mẻ phẩm chất thượng thừa hải sản, tay ngứa ngáy, mấu chốt là miệng ngứa, muốn ăn này đại tôm, lời nói không nói nhiều, dẫn theo thùng gỗ sai sử đường đệ liền bắt đầu động thủ thu thập hải sản cá cùng sò biển đều phóng một phóng, đem con cua cùng tôm thu thập ra tới. Ninh tịch nguyệt ngồi sổng cùng nhau tẩy tôm. Không bao lâu tôm hấp dầu, muối tiêu tôm tích, cây rác con cua, hấp con cua bốn đạo đồ ăn ra nồi. Ân, muối tiêu tôm tích là ninh tịch nguyệt xào, xào thời điểm riêng đem trong không gian một mâm xử lý tốt tôm đảo đi vào cùng nhau xào. Vì cấp gạo khóc đòi ăn thống tử trộn đạo trang một mâm tiếng trong không gian ăn. Đồng thời, lại đem mặt khác đồ ăn trang một hai chỉ cho nó nếm hương vị, thống tử dị thường thỏa mãn, cảm động hai mắt nước mắt lưng tròng, ôm ôm ninh tịch nguyệt. Bị ninh tịch nguyệt ghét bỏ mà chạy về không gian ăn nó hải sản. Cơm cũng ăn, hải sản cũng ăn, tới rồi làm chính sự thời điểm. Buổi tối 7 giờ, dương thành trời đã tối rồi hơn phân nữa, chỉ còn lại có chân trời một mặt tráng màu chiếu sáng lên người đi đường đi trước lộ. Ninh tịch nguyệt bốn người liền đi theo trần thuật hành tẩu ở trên đường. Không đi bao lâu, đi vào một tòa trong phòng, hai vị tiểu hỏa mang theo bọn họ nhìn thấy một cái trên mặt có điều vết sẹo tuổi trẻ nam tử trần diệp sơ đường đệ trần thuật tiến lên vài bước lấy lòng cười hải ca đây là ta và ngươi nói qua tỉ tỉ ta dẫn bọn hắn tới tuyển hóa kêu hải ca nam tử ánh mắt sắc bén từ bọn họ trên người đảo qua đi hành đi thôi ninh tịch nguyệt bốn người ánh mắt không loạn ngó trầm ổn mà đi theo người đi tới rồi nội phòng đi vào nơi này ninh tịch nguyệt trước mắt sáng ngời này nhà ở chính là một cái đại hình hàng hóa nhà triển lãm, đủ loại kiểu dáng đồ vật trưng bày ở bên trong, còn phân khu vực. Một cái tiểu hỏa cho bọn hắn một người đệ một cái vỡ, hải ca chỉ vào trong phòng nói. Sở hữu hàng hóa kiểu dáng đều ở chỗ này, các ngươi chính mình chọn lựa, nhìn trúng này đó liền tìm này đơn tử thượng đối ứng hàng hóa câu tuyển hạ đơn, mặt sau hàng hóa nhất định cho ngươi bảo chất bảo lượng, giáp mặt nghiệm thu giáp mặt giao phó xong khoản tiền. Ninh tịch nguyệt nhìn trên tay đơn tử, thật giống tiệm lẩu tuyển đồ ăn khi thực đơn, sản phẩm tên cùng đối ứng giá cả mặt trên đều có, mặt sau còn có một cái không cách, cung bọn họ viết số lượng. Làm đến còn rất chính quy, mặt trên giá cả cũng so bên ngoài tiện nghi không ít, Ninh Tịch Nguyệt đã có thể tưởng tượng bọn họ sắp sửa kiếm trở về tiền có bao nhiêu. Trần Diệp Sơ đối cái này giá cả cũng thật vừa lòng, nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ ưu đãi thiếu, nàng nhìn về phía hải ca hỏi. Chúng ta lấy hóa nhiều có cái gì mặt khác ưu đãi sao? nói không chừng chúng ta về sau còn có thể lâu dài hợp tác. Hải ca sản khoái gật đầu. Đương nhiên có thể cho các ngươi ưu đãi, lấy hai vạn hóa đưa các ngươi năm kiện quần áo hoặc là hai cái radio, lấy 4 vạn hóa cho các ngươi đưa 10 kiện quần áo hoặc bốn cái radio, lấy này loại suy đến 50 kiện quần áo đỉnh cao. Hành. Trần Diệp Sơ cầm đơn tử cùng Ninh Tịch Nguyệt mấy người ngồi ở bên cạnh thương lượng, Hải ca cùng Trần Thuật đơn giản giúp bọn hắn giới thiệu này đó sản phẩm này đó hảo bán, này đó được hoan nghênh nơi này mỗi dạng sản phẩm đều có thật nhiều loại, bọn họ cũng sẽ không nghe thấy người khác miệng nói, lấy đồ hèn nhát thổi đến ba hoa chích chòe tới lừa gạt người cũng không ở số ít. Hải ca cùng Trần Thuật nói chỉ làm tham khảo. Lúc này phải nhờ vào bọn họ chính mình nhãn lực kính. Cũng may bọn họ là chuyên nghiệp. Vu Tri Ngộ cùng Ninh Thanh Viễn hai người đọc chính là máy móc công trình, đối radio này đó chất bán dẫn đều thực hiểu biết, lừa gạt không được bọn họ. Sở hữu radio chờ đồ điện liền từ hai người bọn họ tới chọn lựa quần áo quần đầu hoa kẹp tóc mấy thứ này ninh tịch nguyệt cùng trần diệp sơ đều hiểu lại biết mặt sau lưu hành xu thế thẩm mỹ tại tuyến liền từ nàng hai chọn lựa bốn người phân thành hai bác ở trong phòng phục sức khu cùng gia điện khu cầm đơn tử đối lập trong lòng giá cả khu gian chọn lựa không một lát liền chọn lựa hảo yêu cầu mua sắm sản phẩm hải ca cầm một cái rổ đem bọn họ lựa chọn hàng mẫu lấy ra tới phóng tới trên bàn phía dưới chính là xác định mua sắm số lượng nhận hàng thời gian Địa điểm, ký hợp đồng chờ kế tiếp sự tình. Ninh Tịch Nguyệt bốn người cùng Hải Ca ngồi xuống mặt đối mặt trao đổi. Chương 475 tương lai bảo khoản. Ninh Tịch Nguyệt bọn họ tuyển sản phẩm phân biệt là Bên ngoài chợ đen bán bảy mươi mấy đồng tiền, nơi này ít giá 30 đồng tiền một cái radio. Bên ngoài bán hơn 400, nơi này ít giá 300 đồng tiền TV. Bên ngoài bán 150 đồng tiền, nơi này ít giá 90 đồng tiền một khối đồng hồ. Bên ngoài bán 3-40 đồng tiền váy liền áo, sợi tổng hợp váy, nơi này thống nhất ít giá chính khối chính một kiện. Còn có chút lượng túi đóng gói giới đầu hoa cùng kẹp tóc. Này vẫn là bên ngoài có lương tâm người bán này giới, không lương tâm bán đến càng cao. Ninh Tịch Nguyệt chỉ nghĩ nói, quả nhiên chân chính tài phú là nắm giữ ở kia phần trăm chi mấy nhân thủ, có năng lực, có quyết đoán, tâm đủ hắc người đều kiếm đã tê rần. Trên tay có 4 vạn đồng tiền, kế hoạch lấy 4 vạn đồng tiền hóa, tất cả đều ở chỗ này tiêu hết một phân tiền không lưu nhìn này đó sản phẩm giá cả sao ở bọn họ nguyên lai kế hoạch lấy hóa số lượng thượng hơi làm biến động hải ca chủ động đi ra ngoài cho bọn hắn một cái thương lượng không gian thật xác định hảo lại kêu hắn nói vì thế trong phòng bọn họ ngàn dặm xa xôi tới bốn người ngồi ở cùng nhau đơn giản thảo luận lấy hóa lượng trần diệp sơ chủ đạo nàng phụ trách nói ninh tịch nguyệt ba người yên lặng nghe lại thích hợp đưa ra ý nghĩ của chính mình mà Trần Thuật ngồi ở bên cạnh bàn thính không chen vào nói. Kinh bốn người thương lượng xác định. Radio lấy 2 vạn đồng tiền hóa, TV lấy 5.000 đồng tiền hóa, đồng hồ lấy 2.000 hóa, quần lấy 5.000 đồng tiền hóa, quần áo lấy 7.500 đồng tiền hóa, dư lại 500 khối mua đầu hoa, kẹp tóc chờ tiểu ngoạn ý. Xác định xuống dưới sau, Trần Diệp Sơ đem đơn tử đưa cho Trần Thuật xem qua một lần. Trần Thuật cầm đơn tử mặt lộ vẻ ưu sầu khuyên bảo, tỷ, các ngươi lấy lượng quá lớn, nếu không ta tỉnh điểm, từng nhóm lấy, dùng một lần lấy nhiều như vậy hóa bán không ra nhưng sao chỉnh, hải ca bên này cũng không cho phép lui hàng. Trần Diệp Sơ thật nhẹ nhàng, một chút không lo lắng bán không ra, không có việc gì, cứ như vậy lấy, ngươi tỷ có rất nhiều biện pháp, nhà tiếp theo đều tìm hảo mấy nhà, ngươi đi kêu hải ca. Hành đi, ta đi gọi người. Trần Thuật buông đơn tử đi ra khỏi phòng kêu hải ca. Một lát sau, hải ca chỉ huy hai người hướng trong phòng dọn tiếng vào một ít tân đến hóa hàng mẫu vừa vặn tới rồi một đám tân hóa quần áo quần phục sức loại các ngươi muốn nhìn nhìn lại sao một bên chỉ huy người bày biện một bên hỏi trần diệp sơ bọn họ trần diệp sơ cùng ninh tịch nguyệt liếc nhau đều đồng ý hành xem tân phẩm đã đến như thế nào có thể không xem đâu đều đến nơi đây lại không kém điểm này thời gian ninh tịch nguyệt cùng trần diệp sơ đi theo đi đến phục sức khu nhìn về phía tân bày biện ra tới hóa phải nhung kẻ áo khoác sam quần ống loa hảo gia hỏa cuối năm có thể ở cả nước bạo hỏa kiểu dáng đã ở vùng duyên hải xuất hiện. Quả nhiên bên này là đi ở thời thượng tuyến đầu địa phương. Tính tính thời gian, là ở 10 tháng đế ở rạp chiếu phim chiếu hai bộ điện ảnh bên trong vai chính xuyên quần ống loa, lúc này mới làm quần ống loa bạo hỏa lên, cùng phong người trẻ tuổi ai mà không nhân thủ một cái. Đến đổi áo khoác sam, lại quá một năm cũng có thể hoàn toàn hỏa bạo lên, hiện tại sao, có thể phóng một phóng. Ninh tịch nguyệt trong lòng không ngừng tính toán, này nếu là đem quần nhiều kiểm kê xuống dưới đến lúc đó bọn họ có hóa chờ thêm mấy tháng bọn họ quần đến nhiều hỏa bạo đến kiếm bao nhiêu tiền nha ninh tịch nguyệt tự hồ là đã nhìn đến tiền từ bốn phương tám hướng bay qua tới hình ảnh bất quá ninh tịch nguyệt chỉ là ở trong óc suy nghĩ một chút không chủ động nói mua trần diệp sơ là tự mình trải qua quá cái kia thời đại người nàng hẳn là càng rõ ràng ninh tịch nguyệt nhìn về phía bên người trần diệp sơ biểu tình nhìn không ra ánh mắt là có điểm tỏa sáng Nhìn không ra nguyên cớ. Không quan hệ, có thể xem chi tiết nhỏ, Ninh Tịch Nguyệt đem ánh mắt chuyển qua nàng buông xuống ở quần biên tay phải thượng, quả thực nhìn đến nàng ngón trỏ môi ngón tay cái lòng bàn tay. Nàng yên tâm, liền biết Trần Diệp Sơ sẽ không làm nàng thất vọng, chờ Trần Diệp Sơ mở miệng. Trần Diệp Sơ có cái thói quen nhỏ, mỗi đến khẩn trương hoặc là kích động khi liền thích dùng ngón trỏ móng tay trên dưới nhẹ môi ngón tay cái lòng bàn tay, biên độ rất nhỏ, không nhìn kỹ là nhìn không tới đây là nàng cùng trần diệp sơ gần gũi ở chung nhiều năm như vậy phát hiện một cái đặc điểm trần diệp sơ chính mình cũng biết vấn đề này luôn là sẽ đem móng tay xén tránh cho thương đến chính mình vài thập niên thói quen là không hảo sửa đổi dù sao nàng thấy trần diệp sơ mấy năm nay cũng chưa sửa lại nhưng nàng nhìn ra được trần diệp sơ đã ở nỗ lực khắc chế biên độ càng ngày càng nhỏ có thể xem nhẹ bất kể móng tay nhẹ moi mặt trong ngón tay cái khi sinh ra hơi hơi ngứa có thể dời đi trần diệp sơ lực chú ý cũng là có thể dời đi cảm xúc nàng rất là lý giải không ảnh hưởng toàn cục thói quen nhỏ còn có thể trợ giúp chính mình ổn định cảm xúc cũng không gì vấn đề lớn những người khác cũng phát hiện không được cũng cũng chỉ có nàng quen thuộc trần diệp sơ biết nàng cái này thói quen sau cố ý nhìn chăm chú thị lực hảo mắt lại tim lúc này mới xem tới được ở ninh tịch nguyệt trong đầu tưởng này đó thượng vàng hạ cám thời điểm trần diệp sơ xoay người tiến đến bên người nàng hạ giọng kề tai nói nhỏ tịch nguyệt ta xem lần này tới quần cũng không tệ lắm khá xinh đẹp hẳn là sẽ thực chịu người trẻ tuổi hoan nghênh, chúng ta nếu không nhiều tiếng điểm này tân hóa. Nói xong đặc biệt chân thành nhìn nàng. Ninh tịch nguyệt trong lòng đương nhiên là thập phần đồng ý, trên mặt không hiện kích động, thực bình tĩnh gật đầu, ta nhìn cũng khá xinh đẹp, khi ta lộng điểm trở về thử một lần. Nếu không đem kế hoạch kia 5.000 hóa quần phân 1.000 ra tới lấy này tân hóa. Ở Ninh tịch nguyệt vô cùng nghiêm túc dưới ánh mắt, Trần Diệp Sơ đành phải lại thò qua đến nàng bên tai nhỏ giọng nói. Lấy ta độc ác ánh mắt tới nói, thứ này chỉ cần một bán ra kia tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt bán ý nghĩ của ta là radio hóa chúng ta lấy thiếu một chút đem trong đó một vạn đồng tiền lấy ra tới toàn mua cái này hóa chúng ta nhất định có thể kiếm không ít một vạn có thể hay không nhiều điểm rốt cuộc đây là tân phẩm ta cũng không biết chịu không được hoan nghênh hết thảy đều không xác định nguy hiểm có điểm đại ninh tịch nguyệt vẻ mặt lo lắng nói không nhiều lắm ta dự cảm nói cho ta mua tuyệt đối có kinh hỉ mặt khác thừa dịp hiện tại hóa tiện nghi, ta còn tưởng hướng hải ca đặt trước một vạn đồng tiền hóa, mặt sau mấy tháng lục tục lấy hóa đều được không vội, ngươi tin tưởng ta ánh mắt. Trần Diệp Sơ ánh mắt kiên định, hạ quyết tâm muốn mua. Này chính hợp ninh tịch nguyệt ý, ra vẻ sau khi tự hỏi gật đầu, hảo, ta tin tưởng ngươi, vậy nghe ngươi an bài tới. Thu phục, tiền trinh dự định, đã ở bay tới trên đường, hắc hắc. Ninh tịch nguyệt trong lòng kích động. Cầm đơn tử bắt đầu tiểu cải biến. Trần Diệp Sơ đã áp lực nội tâm kích động chủ động đi tìm hải ca bắt chuyện tân phẩm tồn kho. Muốn nói hải ca nơi này không hổ là hóa nhất tề, tồn kho nhiều nhất, một. Nhà độc đại lấy hóa hảo địa phương, liền tính là ngươi lấy 10 vạn hóa hắn nơi này đều có thể trong thời gian ngắn cho ngươi làm ra tới. Không nói phía trước Trần Diệp Sơ trước tiên chào hỏi qua dự tính muốn cắt lấy nhiều ít hóa, có cũng đủ bọn họ lấy tồn kho. Liền nói này lâm thời nảy lòng tham tân đến quần ống loa sở có được tồn kho đều cũng đủ có thể duy trì bọn họ lấy một vạn đồng tiền hóa. Chương 476 không hảo lừa gạt hình tượng thâm nhập nhân tâm. Hải ca nghe được bọn họ muốn bắt hóa lượng, kia trong lòng chính là cao hứng thảm, so với phía trước chào hỏi nói đều còn nhiều một vạn đồng tiền, thả còn muốn đặt trước một vạn hóa, lớn như vậy khách hàng chính là rất khó gặp được. Mấu chốt là cái nhưng liên tục đại khách hàng. Khi hải ca xem bọn họ giống như là xem thân nhân giống nhau thân thiết, Vỗ bộ ngực bảo đảm. Các ngươi yên tâm, các ngươi muốn hóa ngày mai là có thể cho các ngươi chuẩn bị cho tốt, dự định một vạn đồng tiền hóa ta cũng sẽ cho các ngươi chuẩn bị hảo, các ngươi tùy muốn tùy lấy, trước tiên đánh một tiếng tiếp đón ta liền cho các ngươi hàng hóa chuyên chở. Hành, hãy ca nhân phẩm ta yên tâm, chúng ta đây ngồi nói chuyện một chút chi tiết. Trần Diệp Sơ nói, Ninh Tịch Nguyệt liền ở một bên gật đầu phụ họa. Hai vị đại muội tử, hai vị đại huynh đệ, bên này thỉnh Hải ca mời bọn họ đi một cái khác chuyên môn tiếp khách nói sự tình phòng ngồi xuống từ từ nói chuyện. Một vị tiểu hỏa đem hàng mẫu lấy lại đây sau liền bắt đầu chính thức trao đổi cụ thể hợp tác chi tiết. Hai cái giờ sau, sự tình nói hảo, hiệp nghị đạt thành. Ước định minh buổi chiều một chút xem hóa, xem xong hóa liền hàng hóa chuyên chở, chuẩn bị hoàn thành sau lại giáp mặt thanh toán tiền sở hữu khoản tiền. Ninh tịch nguyệt sản khoái từ trên người cổng đại trong bao móc ra 5.000 đồng tiền làm tiền trả trước, hai bên đều nói đến vui sướng lại cao hứng. Hải ca đưa bọn họ ra cửa khi đều là đầy mặt hồng quang, cười đến không khép miệng được, kêu đến muốn nhiều thân thiết có bao nhiêu thân thiết. Liên quan đối trần thuật đều phá lệ coi trọng, ở hắn lâm ra cửa kia một chân, lôi kéo hắn cao hứng nói, lão tam, ngươi việc này làm được xinh đẹp, ngày mai tới lãnh tiền thưởng, ngươi tỷ bên kia liền giao cho ngươi nối tiếp, có gì nhu cầu kịp thời truyền lại, ca sẽ không bạc đãi ngươi. Trần thuật nghiêm túc trả lời, hải ca, tiền thưởng không tiền thưởng khác nói, chỉ cần ngươi cho ta tỷ hóa bảo đảm hảo mặt khác đều không thành vấn đề hảo tiểu tử không tồi sao hải ca tâm tình thực tốt chụp một chút bờ vai của hắn hành hóa phương diện này ngươi yên tâm nhất định bảo chất bảo lượng không ra sai lầm an toàn phương diện ta cũng sẽ nói chuyện ngươi tỉ bên này liền làm ơn ngươi tốt hải ca đi trước hẹn gặp lại trần thuật vô cùng cao hứng gật đầu cáo từ hướng tới phía trước đại bộ đội đuổi theo này nói chuyện hảo trong lòng đại thạch đầu xem như rơi xuống một nửa mọi người đều nhẹ nhàng không ít ngày hôm sau buổi sáng ninh tịch nguyệt bọn họ bốn người ở trần thuật dẫn dắt đi xuống chung quanh mua một ít đặc sản còn đi một ít bến tàu mua một ít mới mẻ vớt trở về hải sản có thể từ xe vận tải kéo về đi một giờ chiều vừa đến năm người liền đi đến hải ca đại xưởng trong kho nghiệm hóa nơi này kho hàng là thật sự đại bất quá nơi này hiển nhiên không phải gửi hàng hóa kho hàng chỉ là một giao dịch địa điểm nơi này không có dư thừa hàng hóa bên trong chỉ có hóa cũng tất cả đều là bọn họ muốn hóa. Hải ca chỉ huy người đem hóa thượng cái vải nhựa xốc lên, thoải mái hào phóng mở ra đóng gói thùng giấy cho bọn hắn xem, lại chỉ vào này đó hóa giới thiệu. Hóa đều ở chỗ này, bên trái này một đống là radio, bên phải này một đống là tivi, kia mặt sau chính là quần áo cùng quần, bên này 10 cái da rắn trong túi mặt chính là đầu hoa này đó tiểu ngoạn ý, đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, các ngươi chính mình nghiệm một nghiệm, tivi nghĩ thông suốt điện xem xét cũng là có thể hành. Hóa đương nhiên là muốn chính mình nhìn mới tâm an. Mấy người bọn họ cũng không xa rời nhau xem xét, cùng nhau từ quần áo kia đôi hóa bắt đầu nhất nhất xem xét, năm đôi mắt cùng nhau sử dụng, còn có thể mau chút. Ninh tịch nguyệt khác không lo lắng, liền lo lắng cho như vậy nhiều tiền mua trở về một đống thứ phẩm, cho nên nàng kiểm tra đến phá lệ cẩn thận, đây đều là bọn họ thật vất vả tồn ra tới tiền mồ hôi nước mắt nha. Một đống bạn tốt toàn bộ thân gia thấu tiền, không cẩn thận không được. Ninh Tịch Nguyệt ở trong đầu cùng thống tử câu thông, ân, chủ yếu là lợi dụ. Thống tử, về nhà sau ta tự mình xuống bếp nấu một đống hải sản yến cho ngươi ăn, ngươi giúp ta rà quét nơi này sở hữu hàng hóa cùng phía trước chúng ta chọn lựa hàng hóa chất lượng hay không nhất trí. Thống tử cũng không cần Ninh Tịch Nguyệt bao lớn lợi dụ. Vừa nghe đến lời này sau, động tác đều nhanh vài phần, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, được rồi, ký chủ, chờ ta ra kết quả. Đinh, kiểm tra đo lường chung. Đinh kinh kiểm tra đo lường trước mặt sở hữu hàng hóa số lượng cùng mua sắm lượng tương xứng đôi cùng hàng mẫu tài chất nhất trí tổng thể chất lượng nhất trí cá biệt có điều hư hao cùng tì vết định vì chất kiểm không đủ tiêu chuẩn sản phẩm đã đánh dấu ra tới không đủ tiêu chuẩn vấn đề đánh dấu ra tới ký chủ tự hành xem xét này hải sản yến bị lực chính là đại làm đến còn rất tinh tế chính xác đến cụ thể là nào một kiện ninh tịch nguyệt nhìn trước mắt xuất hiện màu đỏ đánh dấu điểm cùng màu đỏ chú giải nghĩ như thế cái này, sẽ không sợ có hư hao, có thể đương trường đổi mới. Ninh Tịch Nguyệt đi theo Trần Diệp Sơ mặt sau, trên mặt vẫn là thực nghiêm túc kiểm tra, đi đến có hư kiện tiểu khu vực kiểm tra khi liền đem trong đó kia kiện từ thống tử cho nàng đánh dấu tốt hư kiện bắt được tới. Đệ nhất kiện hư kiện chính là áo khoác tay áo nội sấn phùng sai vị, biệt nữ, tay không thể một chút xuyên qua đi. Vương Mụi tự hảo nhãn lực, cho ngươi đổi một kiện tốt. Hải ca vì củng cố hảo cái này chất lượng tốt đại khách hàng, nghĩ nghĩ nói, như vậy, tìm ra hư kiện đều lại cho ngươi bổ một kiện, lấy một bồi nhị. Ninh Tịch Nguyệt ánh mắt sáng lên, nói này nàng liền tới kính, nàng có thể đem sở hữu tìm ra. Ninh Tịch Nguyệt chấp tay nói, Hải ca, đại khí, về sau thường hợp tác. Hải ca nghe được lời này tâm tình rất tốt. Ha ha, hảo thuyết hảo thuyết, đại muội tử, có yêu cầu trực tiếp tìm ta là được, tại đây vùng duyên hải ta dám cam đoan, ta nơi này hóa là tốt nhất nhất đầy đủ hết, có việc trực tiếp báo ta Vương Hải đại danh tuyệt đối an toàn. Hành, kia muội tử ta liền trước cảm ơn hải ca, chờ ta kiểm tra xong lại tiếp tục lưu. Ninh tịch nguyệt chấp tay, xoay người đi tiếp tục kiểm tra, nhưng thoải mái, nhiều một kiện chính là bạch nhặt một kiện tiền, thần tài đưa tiền tới, nàng đương nhiên muốn tiếp được. Một kiện một kiện hư hao hoặc có tỳ vết hóa tất cả đều bị ninh tịch nguyệt sách ra tới, còn xác thật là sự thật, không phải vô cớ gây rối. Hải ca sắc mặt như cũ không thay đổi, cười ha hả nhìn, nhưng hắn bên người người sắc mặt lại là khó coi, cúi đầu không dám nhìn hải ca. Bao gồm hải ca ở bên trong mọi người, hiện tại chỉ có một cái ý tưởng, vị này khách hàng là chất kiểm hảo thủ, đôi mắt độc ác, hiểu công việc, một chút đều không thể lừa gạt, về sau giao tiếp hàng hóa này khối không thể động một chút quay tâm tư, bằng không này quần đều phải bồi xong. Ninh tịch nguyệt lần này còn khởi tới rồi gõ sơn chấn hổ tác dụng. Ninh ra tới 15 kiện sau Ninh tịch nguyệt dừng tay, dư lại kia 6 kiện vấn đề nhẹ liền tính, này đó đã đủ rồi. Mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, chuyển biến tốt liền thu. Ninh tịch. Nguyệt chỉ vào bên cạnh một đống chất kiểm không đủ tiêu chuẩn hóa khiêm tốn chấp tay cười nói, hải ca, phiền toái ngươi. Hẳn là hẳn là, vương đại muội tử, ngươi này đôi mắt ta vương mổ không thể không bội phục, lợi hại. duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hải ca không chỉ có cười nói lời nói, còn giơ ngón tay cái lên khen, sang sảng hô. Tiểu lục, đem này đó cầm đi thay đổi, đổi hảo lại đưa cho vương muội tử kiểm tra. 15 kiện đồ hèn nhát, thay đổi 30 kiện hảo hóa trở về, còn tạo không hảo lừa gạt hình tượng, ninh tịch nguyệt thực vừa lòng. Trần Diệp Sơ cho nàng sử một cái làm được không tồi ánh mắt. Ninh tịch nguyệt kiêu ngạo chớp mắt đáp lại. Chương 477-2300 duyên. Hàng hóa kiểm tra xong. Trần Diệp sơ mấy người lưu tại tại chỗ nhìn hóa chuẩn bị, Ninh Tịch Nguyệt đánh một tiếng tiếp đón, đi trước rời đi, đi khai xe vận tải tới đem hàng hóa đều trang xe. Ninh Tịch Nguyệt ra kho hàng, đi rồi gần một giờ lộ trình, đi đến một cái không người địa phương, làm thống tử kiểm tra rồi bốn phía tình huống, xác định sau khi an toàn, nàng liền từ hệ thống ba lô đem xe vận tải lớn lấy ra tới. Nhìn đến xe vận tải trên người thương, nàng lại nghĩ tới lúc trước bắt chước điều khiển sự tình, hiện tại ngẫm lại đều còn lòng còn sợ hãi, may mắn chính mình không có xuyên qua đến mặt thế bên trong đi. Bất quá, may bắt chước điều khiển, làm xe vận tải tan thương cũ nát rất nhiều, hiện tại bộ dáng càng có thuyết phục lực. Ninh Tịch Nguyệt vỗ vỗ thân máy, xoay người đi lên điều khiển vị ngồi xong, mở ra xe vận tải hướng kho hàng phương hướng đi. Bốn cái bánh xe khẳng định so nàng 11 lộ mau rất nhiều, lại đến ít với nàng bắt trước điều khiển luyện ra thành thạo kỹ thuật, lại khó đi lộ nàng đều không mang theo chất mắt. Nàng đi rồi một giờ lộ trình, lái xe hơn 10 phút liền đến mục đích địa. Đến nơi đây thời điểm hàng hóa đã trang hảo, nhìn đến xe vận tải lớn khai lại đây, Hải ca bên người tiểu đệ ở dưới chỉ huy dừng xe vị trí. Đem xe đình đến thích hợp hàng hóa chuyên chở địa phương, Ninh Tịch Nguyệt mở cửa xe, xoái khí nhảy xuống xe. Ninh Thanh Viễn đem đầu hướng Ninh Tịch Nguyệt phía sau thăm, xác định không thấy được người khác xuống xe, đầu một đầu vấn an. Không nghĩ tới vương mụi tử còn sẽ khai xe vận tải. Hải ca trong mắt là ngoài ý muốn, người này tuổi nhìn không lớn, bản lĩnh không ít A, à, là một nhân tài. Đi theo người đơn giản học mấy tay, cũng liền công phu mèo quào chỉ có thể đủ khai một đoạn ngắn sang bằng lộ cũng không dám khai, không đáng nhắc tới. Ninh Tịch Nguyệt khiêm tốn xua tay, đồng thời đi xe lửa bên cạnh đem hai bên dở hàng vật lan bản buông xuống, cũng đem đề tài chuyển dời đến chính sự thượng. Hải ca, làm người hàng hóa chuyên chở đi, sớm trang sớm hoàn thành giao dịch sớm đi, các huynh đệ còn ở phía trước chờ ta. Hảo, này liền bắt đầu hàng hóa chuyên chở. Hải ca đi đến hàng hóa bên kia chỉ huy người bắt đầu trang xe, vu tri ngộ ở bên kia nhìn. Trần Diệp Sơ cùng Ninh Thanh Viễn đã lặng lẽ lưu đến Ninh Tịch Nguyệt thân hai sườn, tay trái Ninh Thanh Viễn, tay phải Trần Diệp Sơ, đồng thời vẽ mặt tò mò. Tay phải Trần Diệp Sơ nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào sẽ khai xe vận tải? Tay trái Ninh Thanh Viễn mặt lộ vẻ lo lắng đè thấp giọng nói lại tiếp theo lên tiếng, như thế nào là ngươi một người khai, lái xe sư phó đâu? Ngô Tam Ngàn đâu? Có kịch vui để xem, ké vào Ninh Tịch Nguyệt trên vai mơ màng sắp ngủ thống tử một chút tinh thần lên, bay đến ba người trung gian giữa không trung, có thể tinh chuẩn nhìn đến ba người biểu tình, đặc biệt là có thể nhìn đến ký chủ toàn bộ biểu diễn vị trí chậm đợi diễn tinh ký chủ tại tuyến tiêu kỹ thuật diễn. Ninh Tịch Nguyệt Nội tâm đối thống tử phiên vô số cái xem thường, trên mặt bắt đầu nghiêm trang nói hưu nói vượng. Ninh Tịch Nguyệt cười ngây ngô gãi đầu. Trên đường nhìn sư phó lái xe tay ngứa ngáy, đi theo học mấy tay, không nghĩ tới còn khá tốt học, hơn nữa trên đường lại không xe cũng không ai, lộ lại rộng mở. Bên cạnh còn ngồi một cái có được nhiều năm kinh nghiệm sư phụ già, lá gan một đại, ta liền. Nàng nhìn nhị ca sắc mặt nói chuyện, thanh âm càng nói càng tiểu, cuối cùng ngượng ngùng nói, liền thượng thủ thử thử một lần. Dừng một chút, thật cẩn thận trung mang theo điểm tiểu đắc ý tiếp tục nói. Này không, một chút liền thô sơ giảng lược học xong cơ bản thao tác, chỉ kém luyện tập nghệ, trên đường hảo đoạn đường ta đều có thể giúp đỡ khai một chút, giúp sư phó đảo cái bang, làm hắn không như vậy mỏi mệt. Đến nỗi vì cái gì là ta một người tới, vậy muốn trách đồ ăn, sư phó đối bên này ẩm thực ăn không quen có điểm tiêu chảy đi đến trên đường tìm vê đúc CD đi cho nên hiện tại nhìn đến cũng chỉ có ta một người mở ra xem nhị ca sắc mặt thật sự là có điểm phức tạp nên tịch nguyệt nói xong lại túng túng bổ sung một câu yên tâm ta đều rất cẩn thận khai khai đến chậm không có gì nguy hiểm kia sư phụ già nói ta ngộ tính cao khai đến hảo có thể xuất sư lúc này mới cho phép ta lái xe về sau ta sẽ không to gan như vậy trần diệp sơ một bàn tay đặt ở ninh tịch nguyệt trên vai đầy mặt kinh ngạc cảm thán đối với ngươi bội phục ta nói bao nhiêu lần đều không ngại nhiều nhưng quá hiếu học cái này làm cho nàng một cái trọng sinh lão a di như thế nào sống không được trở về cũng đến đem chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật học lên đi theo học tập nện bước đi trần diệp sơ kiên định tưởng ninh thanh viễn xem muội muội đối với trần diệp sơ cười ngây ngô biểu tình cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi khác ta cũng không nói nhiều chính người ở trên đường lái xe hết thảy đều chú ý an toàn. ninh tịch nguyệt mặt lộ vẻ vui sướng mà nâng lên tay kính một cái lễ, được rồi, nhị ca, yên tâm, không có ai so với ta càng tích mệnh. trần diệp sơ cùng ninh thanh viễn hoàn toàn tin tưởng ninh tịch nguyệt lời nói, một chút cũng chưa hoài nghi, xoay người đi nhìn hàng hóa trang xe, cũng cầm đơn tử lại lần nữa thẩm tra đối chiếu quân vác mỗi một hàng hóa. xem diễn tiểu rùa đen ở không trung yên lặng lắc đầu, sách, ký chủ này biểu diễn dấu vết một chút đều nhìn không ra diễn đến càng ngày càng thuận buồn xuôi gió, lời kịch há mồm liền tới, không đi đọc diễn tinh học viện đáng tiếc. Ninh tịch nguyệt nhàn nhạt nhìn lướt qua giữa không trung xem diễn tiểu rùa đen, tuần cũng xem xong rồi, nên là ngươi nộp phí lúc, hiểu chuyện tiểu rùa đen đều đi chủ động giám sát hàng hóa chuyên chở nha. Thống tử sửng sốt, trên tay đậu phộng đều không thơm, ký chủ nguyên lai like ở chỗ này chờ nó đâu. Nó đường đường một hệ thống quy, đi qua sâu nhất lộ chính là ký chủ kịch bản A. Tiểu rùa đen bối quá thân, hoặc bối thượng tiểu cánh tâm bất cam tình bất nguyện lại không thể không công tác tiểu biểu tình tận chức tận trách trả phí nga không vì ký chủ phục vụ nhìn đến tiểu rùa đen ăn mệt ninh tịch nguyệt tâm tình liền rất hảo quả nhiên vui sướng muốn thành lập ở người quen thống khổ thượng mới có thể càng vui sướng ninh tịch nguyệt đi theo đi đến bên cạnh xe thượng nhìn hàng hóa chuyên chở lại đối với hải ca những cái đó hàng hóa chuyên chở huynh đệ hô lớn cấp trung gian ở lâu ra điểm không vị tử ta còn có vài cái người vạm vỡ áp tải huynh đệ hỏa muốn đi lên ngồi, đến đem vị trí trước đằng hảo. Nghe được không, dựa theo vương mụi tử nói làm. Hải ca ở bên cạnh nói, mụi tử, yên tâm, nhất định cho ngươi lưu hảo vị trí. Ân, ừ, cảm ơn. Sở hữu hóa đều ở bọn họ giám sát hạ đâu vào đấy trang lên xe. Ninh tịch nguyệt bước bước chân dịch đến hải ca bên cạnh, hải ca, các ngươi nơi này có tủ lạnh bán sao? Ta tưởng làm một đài trở về dùng. Tủ lạnh nha, Ta thật là có một đài, bất quá thực quý, đều là nhập khẩu hảo hóa, muốn 3.000 nhiều một đài, nhưng dùng tốt nha. Hãy ta xem Ninh Tịch Nguyệt có mua sắm ý đồ, đưa tới cửa mua bán đương nhiên muốn nói chuyện, lôi kéo nàng ra sức giới thiệu. Nhà ta liền dùng một đài, nó có hai cái môn, mặt trên là đông lạnh thất, có thể chế băng, người làm điểm nước đường phóng tới bên trong đông lạnh, đó chính là kem hộp. Phía dưới một cái môn có thể ướp lạnh giữ tươi này đại mùa hè rau dưa bỏ vào đi mấy ngày lấy ra tới đều còn giống kia mới ra mà mới mẻ đồ ăn, đặc biệt hảo, mùi tử ngươi nếu muốn ta cho ngươi tiện nghi điểm, chỉ thu ngươi ba nghìn. Ai, lòng có dư mà lực không đủ nha. Ninh tịch nguyệt thở dài một hơi, khổ ha ha sầu mặt, nhìn hải ca lắc đầu. Ca, ta thực tâm động, cũng thiệt tình rất tưởng mua một đài trở về, nhưng này giá cả thật sự không phải ta có thể thừa nhận, này đó hóa đã áp thượng ta toàn bộ thân gia, ta còn nghĩ mấy trăm đồng tiền một đài ta liền thấu một thấu mua một đài trở về, nhưng ba nghìn, đem ta bán đều trù không đồng đều, đáng tiếc, cùng kia tủ lạnh vô duyên. Nói xong, Ninh Tịch Nguyệt chắp tay sau lưng, muốn đi xem Trần Diệp Sơ bên kia khuân vác cập đối hóa tình huống. Hải ca một phen lôi kéo Ninh Tịch Nguyệt, một bộ hảo thương lượng biểu tình, vương muội tử đừng nóng vội nha, ta xem ngươi cùng kia tủ lạnh đặc biệt có duyên, ca không đành lòng chặt đứt các ngươi duyên. Ninh Tịch Nguyệt dừng lại bước chân, hải ca khẽ cắn môi tiếp tục nói. Như vậy, tủ lạnh ngươi kéo về đi trước dùng, ngươi này phê tiền hàng chảy trở về sau lại cho ta tiền, ta lại cho ngươi tiện nghi 500 thế nào. Xem ninh tịch nguyệt không dao động lại ngoan hạ tâm nói, chỉ có thể lại cho ngươi tiện nghi 200 đồng tiền, chỉ cần 2.300 duyên, một đài đại tủ lạnh, ta này đã là phí tổn giới, xem như chúng ta quen biết một hồi duyên. Ninh tịch nguyệt một bộ nhìn thấy thân nhân biểu tình, ca, hai chúng ta có duyên, về sau lấy hóa còn tìm ngươi, có không mang ta đi nhìn xem kia 2300 duyên? Có thể, cùng ta tới. Hải ca mang theo Ninh Tịch Nguyệt hướng kho hàng phương hướng đi, Ninh Tịch Nguyệt cùng nhị ca bọn họ đánh một tiếng tiếp đón sau, tung tăng đi theo hải ca mặt sau đi. Chương 478 Tủ Lạnh Nguyên lai like cái này kho hàng bên trong còn có mấy cái phòng nhỏ, bên trong có một chiếc giường, nhìn dáng vẻ là nghỉ ngơi gian, bên giường biên trong một góc vừa lúc lập một đài màu trắng đại tủ lạnh, còn ở vận chuyển, thanh âm có điểm đại. Ca, Ngươi này, chúng ta chi gian duyên phận sợ là muốn phai nhạt nha, một đài đã ở dùng tủ lạnh, nơi này còn phóng nửa chỉ cá, thiên, đây là cái gì vị? Hải ca kéo ra tủ lạnh môn kia trong nháy mắt, một cổ tận trời xú hương vị đánh úp lại, ninh tịch nguyệt không thể không giấu mũi cúng quyết mà lui về phía sau vài bước. Mũi tử, đây là sú cá quế, không phải này đài, ta cho ngươi xem xem tủ lạnh hiệu quả. Hải ca còn đem kia bàn tản ra sú vị sú cá quế cấp mang sang tới toàn bộ nhà ở đều tràn ngập một cổ lên men sau xú vị. Ninh tịch nguyệt đại kinh thất sắc, ca, ngươi đem này cá cấp lấy đi chúng ta duyên còn có thể tăng mạnh một chút, này hương vị có thể đem ta tiễn đi. Đối với cái mũi nhanh nhạy nàng quả thực chính là một loại tra tấn. Hải ca một bên đem xú cá quế lấy xa một chút, bỏ vào cách vách gian trong phòng, một bên lại nhìn không được tưởng đem chính mình thích ăn đồ ăn an lợi đi ra ngoài. Mụi tử, ngươi còn đừng cảm thấy xú, đây là nhà ta bà ngoại tổ truyền bí chế xú cá quế, hiện tại nghe càng xú nấu ra tới ăn càng hương, đặc biệt ăn ngon, ngươi hưởng qua lúc sau nhất định sẽ thích thượng ăn, ca có thể đưa ngươi mấy cái ướp tốt nếm thử một chút. Nói hải ca liền đem góc tường tiểu cái bình ôm lại đây đưa cho Ninh Tịch Nguyệt, nơi này ướp suốt một vò xú cá quế. Nga, không. Ninh Tịch Nguyệt vừa định cự tuyệt, bên người tiểu rùa đen hứng thú thú mười phần nói, ký chủ, nhận lấy nếm thử, ta còn không có ăn qua, thực đơn thượng nói ăn rất ngon. Phục ngươi cái tham ăn lão lục, vì đồ vật đều ăn, xú vựng. Muội tử cầm đi, ăn ngon thật, ta không lừa ngươi, ta trước cho ngươi đặt lên bàn. Hải ca vẽ mặt chân thành, thực hy vọng nàng nhận lấy này một vò mỹ thực. Khi ta liền nhận lấy trở về nếm thử, cảm ơn hải ca. Ninh tịch nguyệt xem ở hải ca mặt mũi thượng nhận lấy nhiệt tình hải ca thịnh tình đưa tiễn đặc biệt lễ vật. Đừng khách khí, tới, chúng ta xem tủ lạnh. Hải ca đem tủ lạnh trên dưới hai cái môn đều mở ra, mặt trên có thể chế băng đông lạnh thất chỉ có một tiểu cách, không gian tiểu, bất quá đối với chỉ nghĩ ở mùa hè quang minh chính đại ăn chút chính mình làm băng uống tới nói đủ dùng. Phía dưới ướp lạnh thất diện tích còn rất đại, có thể phóng không ít đồ vật, còn dùng lưới sắt cách phân thành tam cách, nhìn còn rất không tồi. Ninh tịch nguyệt còn rất vừa lòng, này về sau liền không cần lo lắng cơm thừa canh cặn, cũng không cần nghe lão mẹ nó nhắc mãi. Hải ca xem nàng trên mặt vừa lòng, mang theo nàng đi mặt sau kia phòng đem kia dư lại duy nhất một đài tân tủ lạnh cấp lôi ra tới thử dùng tốt xấu. Giá cả như vậy quý đồ vật, kiểm tra đo lường tốt xấu đương nhiên sẽ không chỉ là thông thường điện sau xem hay không bắt đầu vận hành đơn giản như vậy. Ninh tịch nguyệt yêu cầu tủ lạnh cắm thượng điện làm nó làm lạnh một đoạn thời gian, lại thả thủy đi vào, xem cái máy này chế băng tình huống, dùng sự thật kết quả nói chuyện. Bởi vì hóa còn muốn trang trong chốc lát, có rất nhiều thời gian, Hải ca vui vẻ đồng ý Ninh Tịch Nguyệt đưa ra yêu cầu. Hơn 2 giờ, hóa trang đến không sai biệt lắm, Ninh Tịch Nguyệt đi theo Hải ca đi xem kết quả. Thí nghiệm kết quả thực khả quan. Ninh Tịch Nguyệt đầy mặt tươi cười nhìn Hải ca nói, ca, chúng ta quả thực rất có duyên, này 2.300 duyên chính là chúng ta duyên phận bắt đầu, tài chính thu hồi sau nhất định cho ngươi thanh toán. Ha ha, đại muội tử, ta liền nói chúng ta có duyên đi, về sau có gì sự nhưng nhớ rõ ca một chút ha nhất định nhất định. Ninh tịch nguyệt vui rạo rực bế lên trên bàn phóng kia một vò hải ca đưa xuống cá quế đi ra ngoài. Mặc cả xuống dưới 700 khối mua một đài trước dùng sau trả tiền thực dùng tốt tủ lạnh, đừng nói xuống cá quế xú vị, chồng thí nàng đều cười tủm tỉm nói phóng đến hảo. Mặt sau hải ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm tình thực hảo. Cuối cùng là đêm này tủ lạnh cấp bán đi, này ngoạn ý quá quý, còn phí điện, đều ở kho hàng ăn hôi 3 tháng còn không có bán đi, hắn đều phải cho rằng nện ở trên tay. Tuy nói lần này chỉ kiếm lời 100 nhiều đồng tiền, kiếm được thiếu điểm, nhưng chỉ cần không nện ở trên tay liền hảo, hắn cũng buông một sự kiện. Đi ra kho hàng, Hải Ca đối diện khẩu người hô, "Tiểu Lục, kêu huynh đệ đem kia đài tủ lạnh nâng đến trên xe đi." Đúng vậy. Tiểu Lục kêu thượng một cái huynh đệ ma lưu đi nhà kho dọn tủ lạnh. Ninh Tịch Nguyệt cùng Hải Ca hướng đối hóa bên kia đi đến, là thời điểm đến tính tiền chạy lấy người lúc. Trần Diệp Sơ đem đối tốt đơn tử cho nàng nàng nhìn đến mặt trên kim ngạch nhiều ra tới 100 nhiều điểm số lẻ đều bị hải ca bên này người cấp lau sạch, đại khí lão bản chính là không giống nhau. Này hải ca có thể kết giao. Khi nàng đưa tiền cũng sẽ thực sản khoái. Ninh tịch nguyệt dùng chìa khóa mở ra xe vận tải điều khiển vị, làm bộ là đi lên lấy tiền, kỳ thật là từ trong không gian đem trang ở bao tải tiền cấp lấy ra. Đề thượng tiền nhảy xuống đi, tiếp đón người, hải ca, tiền đều ở chỗ này, đếm đếm. Hải ca làm người cầm một khối tấm ván gỗ tới, một túi tiền ngã vào bản tử thượng, ở hai bên nhìn chăm chú hạ bắt đầu giao tiếp tiền hàng. Xác định không có lầm sao, hai bên thêm hảo tự, cáo từ, nhận hàng chạy lấy người. Mặt sau xe vận tải thượng trạm hai người vị trí vẫn phải có, nên tịch nguyệt làm nhị ca cùng vu tri ngộ, trần thuật ở phía sau ngồi, trần diệp sơ ngồi vào trên ghế phụ, nàng khai thượng xe. Vận tải rời đi hải ca kho hàng, hướng trần thuật gia khai đi. Đem bao vây cùng lấy lòng đặc sản toàn bộ đều phóng tới trên xe mới mẻ cá tôm cũng không cần xử lý có thể trực tiếp phóng đi lên. Vừa lúc phóng tới mới vừa mua tủ lạnh, tủ lạnh vừa vặn làm lạnh quá, lại có nàng thí nghiệm rất nhiều khối băng, trần thuật cũng trang khối băng ở trang cá trong túi, có thể thực tốt giữ tươi. Chương 479 về đến nhà. Trần Diệp sơ nghĩ đến còn có thể đem mới mẻ hải sản mang về ăn liền rất cao hứng, vỗ vỗ tủ lạnh hỏi, về đức chấm Tịch Nguyệt, người này tủ lạnh mua đến hảo, vừa vặn có thể dùng tới, bao nhiêu tiền mua, chờ kiếm tiền ta cũng tưởng mua một đài. Quý, này tủ lạnh hải ca muốn ba nghìn đâu, ta mặc cả giảng đến hai ngàn tam, bất quá ta cho hắn nói trên người không có tiền, hắn cho phép hồi khoảng sau cho hắn tiền, còn đem tủ lạnh dọn đến trên xe làm ta kéo về đi dùng, người quái tốt. Ninh tịch nguyệt một bên đáp lời, một bên cùng nhị ca dùng dây thường đem tủ lạnh môn bó. Nhưng hắn nơi đó chỉ có này một đài, ngươi tưởng mua nói đến trước tiên hỏi một chút hải ca, bất quá, dịp sơ, về sau muốn ăn băng phấn tới nhà của ta ha, phải dùng băng liền tới nhà ta, khối băng quản đủ. Hành. Như vậy quý. Ninh Thanh Viễn nghe thế giá cả lại đảo hút một hơi, đang dùng lực lôi kéo dây thường bó khẩn tủ lạnh tay một chút giảm bớt lực, chạy nhanh ngồi sổng xuống kiểm tra chính mình có hay không đem tủ lạnh thương đến. Chưa thấy được chỗ nào có hoa thương cùng rất sơn tình huống mới tùng một hơi. Tiểu muội chúng ta như vậy lộng không được nha, rất một khối sơn đều giá trị mấy đồng tiền, này đến đau lòng chết ta nha, ta vẫn là cất vào trong trương hảo hảo phóng, này trên đường vận chuyển bị va chạm thiếu điểm đồ vật, kia không được hối hận chết. Bên cạnh đứng vu tri ngộ đỡ một chút mắt kính nói. Như vậy, dùng phá bố đem muốn bó địa phương bao hảo lại bó, trang tủ lạnh hộp ta đem sườn biên mở ra, đem tủ lạnh bỏ vào đi, lại dây thường đem bên ngoài tủ lạnh bó một chút, như vậy là có thể hữu hiệu bảo hộ bên trong tủ lạnh. Đúng vậy, biện pháp này có thể, phá bố ta đi tìm trần thuật xoay người triều trong phòng bay nhanh chạy tới một lát liền tìm hai điều hắn đào thải rớt củ quần cùng hai kiện bị cắt đến không thành hình quần áo cũ phá mảnh vải ra tới có bố lót ở dưới thoạt nhìn là muốn cho người yên tâm rất nhiều ninh tịch nguyệt theo bọn họ lăn lộn ba cái nam đồng chí đem tủ lạnh bao vây đến kính mít lúc này mới dừng tay ninh tịch nguyệt đem xe vận tải mặt sau lan bản khấu thượng che đậy hàng hóa màu đen vải nhựa tráo thượng sau bộ hảo ngồi vào điều khiển vị thượng phất tay cáo biệt ta liền đi trước Xe vận tải sư phó cùng những cái đó áp hóa huynh đệ còn đang đợi ta. Tiểu muội, ngươi một người có thể được không? Nếu không ta trước bồi ngươi ngồi qua đi, ngươi đơn độc hành động ta lo lắng. Nói Ninh Thanh viễn vòng đến ghế phụ bên kia, làm bộ muốn kéo ra cửa xe bò lên tới. Này sao được, nhị ca ngồi trên tới liền lộ tẩy. Ninh Tịch Nguyệt bất động thanh sắc đem cửa đóng lại, lập tức nói, không cần, nhị ca, ngươi yên tâm, một mình ta có thể, ngươi sang bên đứng, ta đi rồi. Chúng ta kinh thị thấy. Nói xong, Ninh Tịch Nguyệt liền bắt đầu đánh tay lái, chuẩn bị rời đi. Còn hảo nàng không có tắt lửa, có thể lập tức khai đi. Ninh Thanh Viễn cũng không thể không lui về phía sau làm hắn tiểu muội rời đi, mắt hàm lo lắng kêu, "Lên đường bình an. Tịch Nguyệt, chìa khóa cho ngươi, hóa liền làm ơn các ngươi, lên đường bình an." Trần Diệp Sơ đem nhà mình chìa khóa cho nàng, cùng Vu Tri Ngộ cùng nhau phất tay nhìn ra xa. "Hành, các ngươi chiều nay còn có điểm thời gian." có thể lại đi lộng điểm hải sản hàng khô trở về ca có thể nhiều mua điểm khó được tới một chuyến lúc đi ninh tịch nguyệt còn không quên giao phó một câu về ăn đồ ăn tương quan nói nàng ở xe lửa rầm rập trong tiếng nghe được một tiếng hảo sau mới nhanh hơn tốc độ đi phía trước khai đi ninh tịch nguyệt mở ra xe vận tải đến nàng tới khi tìm kiếm tốt hoang vắng mà đình hảo chờ thống tử kiểm tra sau khi an toàn mới xuống xe đứng ở xe vận tải trước mặt đem nó thu vào hệ thống ba lô rồi sau đó lại vẽ một cái cha mẹ đều không quen biết phụ nữ trung niên trang dung cổng bao cầm sớm lấy lòng vé xe lửa hướng ga tàu hỏa đi đến không sai nàng không tính toán trực tiếp khai xe vận tải trở về lười đến phiền toái ninh tịch nguyệt lúc trước tới dương thành trước tiên đi kỳ thật liền không phải khai xe vận tải lại đây kia chỉ là dấu người tai mắt cờ hiệu nàng cũng là ngồi xe lửa đến dương thành ngồi xe lửa nhiều bất việc còn an toàn không chịu tội xe vận tải hướng hệ thống ba lô một ném cũng liền dở hàng hóa khi khai ra tới lưu lưu. Nàng ngồi xe lửa qua lại, lên xe sau đôi mắt một bế lại trợn mắt, đến địa phương xuống xe chạy lấy người, nhiều nhẹ nhàng, nhiều phương tiện, không cần chính mình nhọc lòng, tốc độ còn nhanh. Ngốc tử đều biết như thế nào tuyển đối chính mình hảo. Nàng đương nhiên càng nguyện ý ngồi xe lửa, không cần màn trời chiếu đất, còn có thể nhàn nhã tự tại. Tỷ như hiện tại tiếng trạm kiểm phiếu ngồi vào xe lửa vị trí thượng, cái này điểm đúng là muốn ăn cơm chiều thời điểm. Ninh Tịch Nguyệt mở ra nước ấm hồ nhàn nhã uống một ngụm thủy, liền từ trong bao lấy ra một cái hộp cơm chậm rì rì bắt đầu ăn cơm chiều. Hộp cơm bên trong là thơm ngào ngạt hương chiên tuyết cá khối cùng cá hương thịt ti xứng đại bạch cơm, mùi hương thèm khóc cách vách gặm màn thầu đại béo tiểu oa nhi, màng thầu đều không gặm, hoa ở mụ mụ trong lòng ngực hai mắt đẫm lệ nhỏ giọng làm nũng muốn ăn thịt. Vẫn là tiểu oa nhi mụ mụ lấy một cái thục trứng gà cùng Ninh Tịch Nguyệt thay đổi một khối tuyết thịt cá lúc này mới hống hảo, vừa ăn biên liệt miệng cười, còn ngọt ngào đối ninh tịch nguyệt nói lời cảm tạ, cảm ơn gì. Không cần cảm tạ, A Di cũng cầm mụ mụ ngươi cấp trứng trứng nha. Ninh tịch nguyệt cầm trứng gà đối hắn lắc lắc. Khi đại béo hài tử cắn một ngụm thịt cá, nhếch miệng cười, trứng trứng ăn ngon, thịt thịt cũng ăn ngon. A nha, đứa nhỏ này cũng thật ngoan, là cái hiểu lễ phép hảo hài tử. Vậy ngươi ăn nhiều một chút, gì cũng tiếp tục ăn cơm cơm. Ninh tịch nguyệt đối hắn cười cười, bưng lên hộp cơm tiếp tục cơm khô cơm khô quan trọng nhất không thấy kia tiểu hài tử mụ mụ đều không nói lời gì chính vùi đầu nỗ lực đang ăn cơm đâu còn ngẩng đầu đối ninh tịch nguyệt xin lỗi cười lại đối hài tử hô một tiếng đại bảo đừng quấy rầy ngươi gì ăn cơm ngồi xuống nghiêm túc ăn nói xong câu đó lại đem hài tử dư lại không gặm xong màn thầu nhét vào trong tay hắn chính mình lại tiếp tục vùi đầu cơm khô nhìn ra được tới đây là một cái nhiệt ái ăn mụ mụ nàng cũng không thể lạc hậu nha ninh tịch nguyệt bưng hộp cơm nghiêm túc ăn cơm dọc theo đường đi ăn ngủ tỉnh ngủ ăn thường thường đậu một đậu cách vách tiểu béo đôn lại cùng hắn nói chuyện sang sảng mụ mụ tâm sự ninh tịch nguyệt tỏ vẻ thực thoải mái thích ý này không thể so khai xe vận tải cường sao xe lửa bay nhanh đi trước đã chậm rãi tiến vào kinh thị trạm đài ninh tịch nguyệt đề thượng bao tiêu sái hướng trên người một vượt vỗ vỗ tay chuẩn bị xuống xe mà kia tiểu béo đôn cùng mẫu thân cũng là tại đây vừa đứng hạ bất quá ninh tịch nguyệt vì chính sự không có đi theo hai mẹ con cùng nhau xuống xe mà là đi ở đằng trước một mình lẫn vào trong đám người đi ra ngoài ra ga tàu hỏa ninh tịch nguyệt ngồi trên xe buýt lập tức đuổi tới trần diệp sơ gia phía trước đã ước định hảo hàng hóa liền đặt ở trần diệp sơ trong nhà phòng ở đại ly các nơi đường phố gần xem như các nàng lâm thời kho hàng ngoại viện một loạt đảo tòa phòng bốn cái phòng tất cả đều đã thu thập hảo chờ phóng hàng hóa ninh tịch việc mở ra trần diệp sơ gia môn sau xe vận tải đều khó được làm ra tới đi đến trong phòng trực tiếp đem xe vận tải đồ vật làm ra tới vung tay lên hệ thống ba lô xe vận tải lớn bên trong toàn bộ tivi đều chất đóng đến cái thứ nhất trong phòng dựa vào vách tường mã đều chỉnh chỉnh tề tề lại đi đến cái thứ hai phòng đem radio toàn bộ làm ra tới cái thứ ba phòng phóng chính là quần áo cùng những cái đó đầu hoa cái thứ tư phòng phóng quần quần ống loa hóa đơn độc phóng một góc như vậy bốn cái phòng đều lợi dụng lên, phân loại phóng hảo, phương tiện mặt sau lấy hóa. Nhìn này đó chuẩn bị cho tốt hóa, Ninh Tịch Nguyệt vỗ vỗ tay, đem Trần Diệp Sơ cùng Vu Tri Ngộ bao vây cùng hàng khô lưu lại, đóng cửa về nhà. Thừa Diệp hiện tại ba mẹ đại tẩu đều ở đi làm, trong nhà không ai, nàng đem tủ lạnh cấp lộng trở về trang hảo. Về đến nhà, trong nhà quả thực chỉ có nàng một người. Sắp đặt ở đâu đâu? Ninh Tịch Nguyệt đứng ở trong viện nhìn một vòng, đôi mắt tỏa định cái thứ hai phòng bếp hai cái phòng bếp kề tại cùng nhau cái thứ hai phòng bếp lấy tới nấu cơm tần suất không cao trên cơ bản chính là trong nhà phóng gạo thóc rau dưa địa phương đi dạo một vòng này trong phòng cũng chỉ có dựa tường vị trí có một cái có thể mở điện địa phương nơi đó là trang bị đèn điện lưu lại ổ điện ninh tịch nguyệt đem nơi đó phóng tủ chén dịch đến bên cạnh đem tủ lạnh làm ra tới phóng tới nơi này thử một lần vị trí cũng may này niên đại tủ lạnh đều không phải rất lớn còn có thể buông, vị trí vừa vặn tốt. Liền nơi này, thống tử mau cho ta xem này điện áp công suất có thể hay không mang theo tủ lạnh. Có thể, ký chủ yên tâm trang bị. Chương 480 cái gì hương vị? Ninh tịch nguyệt yên tâm, đem tủ lạnh từ hộp móc ra tới, mặt trên cột lấy đồ vật nhất nhất xóa, kích động đến cầm lấy đầu cắm mở điện. ầm 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 Tủ lạnh bắt đầu vận chuyển thanh âm vang lên. Ninh tịch nguyệt mở ra tủ lạnh, đem bên trong đồ vật đều sửa sửa đem mang về tới hàng khô phóng hảo. Tiểu rùa đen thấy vậy thò qua tới tiếng vĩ bán, ký chủ, còn có mấy cái giờ liền đến nên ăn cơm chiều lúc, ta lộng điểm hải sản nấu tới ăn. Làm người trong nhà nếm thử. Ninh tịch nguyệt xem thời gian xác thật không còn sớm, có thể đem cơm chiều làm tốt, hành, kia lấy ba lô tới làm. Ký chủ, cái kia xú cá quế ta làm điểm tới ăn. Tiểu rùa đen nhìn chầm chầm tủ chén bên kia mới vừa buông tiểu cái bình. Ninh tịch nguyệt cầm chén đánh bể, liếc mắt một cái cái bình, đánh một cái lạnh rung, cái kia cuối cùng làm, ta nhưng không nghĩ sở hữu đồ ăn đều nhiễm xú vị. Nàng hiện tại hồi tưởng khởi hải ca lấy ra tới kia nữa chỉ cá phát ra hương vị liền lòng còn sợ hãi. Nói cái gì cũng muốn lưu trữ cuối cùng lòng. Ninh tịch nguyệt bưng mễ bước nhanh hướng cách vách phòng bếp đi đến, lại nhiều xem vài lần, nàng đều phải sinh ra ảo giác, tổng cảm giác chóp mũi quanh quẩn kia sợi xú vị. Hảo, kia ta làm không không một xử lý hải sản, ta đây tới chuẩn bị phối liệu, ký chủ ngươi có thể trực tiếp hạ nồi lộng. Ninh tịch nguyệt đem trong phòng chậu tỏi đưa qua đi, tỏi lột nhiều một chút. Hai giờ sau, trên bàn đã mang lên một mâm tôm rang sa tế, một mâm tuyết cá bài, một mâm tỏi nhuyễn bào ngư, một mâm thịt kho tàu hoa tiên cá, một mâm sang xào măng tây. Này măng tây vẫn là nàng đi vân mẫu loại đất trồng rau rút. Nên xào đồ ăn đều xào hảo, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái xú cá quế. Ninh tịch nguyệt như lâm đại địch, trong lỗ mũi đã tắt hảo giấy, lại trực tiếp liền bàn mang đồ ăn đem bàn ăn đoan đến trong viện phóng thống tử đem cái lồng cầm đi cái đồ ăn ta muốn chuẩn bị làm kia xú cá quế hảo ký chủ yêu cầu ta giúp ngươi ngăn cách khí vị sao thống tử dẫn theo một cái nồi to cái giường như cái lồng đem thức ăn trên bàn cái hảo lại ấm áp dò hỏi ninh tịch nguyệt đi rồi vài bước sau xoay người lại đây kiên định đối nó gật đầu cách tốt ký chủ giây tiếp theo thống tử nói đã ngăn cách thật tốt quá Ninh Tịch Nguyệt cầm một cái mâm đi hướng kia một vò tử xú cá quế, mở ra cái nắp cùng phong khẩu, quả nhiên nghe không đến hương vị. Nàng nhìn nhìn tay, ngoan hạ tâm vói vào đi bắt hai điều xú cá quế ra tới. Dù sao nàng hiện tại nghe không đến hương vị, tay hiện tại có hay không vị không sao cả, rửa sạch sẽ đã nghe không đến. Đinh, phát hiện đánh dấu địa điểm xú cá quế, ký chủ yêu cầu đem trang có xú cá quế mâm đoan đến cầm biên cùng nhau chụp ảnh chung, ký chủ hay không đánh dấu. Ninh Tịch Nguyệt ác thú vị, nhất định là hệ thống ác thú vị. Nội tâm riết rào, nhưng Ninh Tịch Nguyệt vẫn là ngoan ngoãn đem mâm đoan đến cầm chỗ lộ ra gương mặt tươi cười chụp ảnh chung. Đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ đạt được số cá quế cách làm bách khoa toàn thư quán đỉnh. Tiếp theo nháy mắt, Ninh Tịch Nguyệt trong đầu hiện lên đủ loại về làm số cá quế phương pháp bước đi. Ninh Tịch Nguyệt từ trong đầu muôn vàng số cá quế cách làm trung tỏa định một loại, làm thiêu số cá quế hôm nay liền làm này một đạo. Cái bình bên trong cá đã là ướp tốt. Ninh tịch nguyệt đem cá đặt ở trên bể bếp, lộng liêu, bắt đầu chuẩn bị làm. Trong viện thủ đồ ăn tiểu rùa đen ngửi được hương vị chạy nhanh nín thở, cũng đem thức ăn trên bàn ngăn cách. Thẳng lắc đầu, di, này hương vị thật bá đạo, xú chết ta. Bên ngoài, Ninh gia ra ngoài công tác ba người mới vừa đi đến đầu ngõ gặp phải. Vân Tú Lan đã nghe thấy được một chút hương vị, mày nhăn lại, che lại cái mũi nói, này cái gì hương vị, nào ném đến có tôm như cá thúi sao? Quá khó nghe. Bên cạnh Ninh Hải giật giật cái mũi, có thể là nhà ai cá không phóng hảo, này đại mùa hè, thời tiết quá nhiệt, phóng xuống. Mặt sau Tống Gia Nhân nói thầm nói, ta như thế nào cảm thấy này hương vị càng ngày càng dày đặc nha. Y, xác thật là càng ngày càng xú. Vân Tú Lan dùng tay quạt phong, nhà ai như vậy không đạo đức, loạn ném xú cá. Vân Tú Lan nghe vị nơi nơi ngửi, tưởng đem xú cá tìm ra xử lý rớt, này quá xuống Nhưng mà, càng đi nhà mình cửa đi đến, này xú vị càng nồng đậm. Đi đến cổng lớn khi, kia hương vị đạt tới đỉnh núi. Ninh Hải ngó trái ngó phải liếc mắt một cái, nhìn về phía nhà mình sân, không xác định nói, này hương vị hình như là từ nhà của chúng ta truyền ra tới. Lời này rơi xuống hạ, tức khắc làm tìm chung quanh hương vị ngọn nguồn vân tú lan cùng tống gia nhân mẹ chồng nàng dâu hai ngây ngẩn cả người, ngẩn đầu chạy tới. Về đức chấm Vân Tú Lan nhanh chóng móc ra chìa khóa mở ra đại môn, hướng bên trong đi vào đi, trong viện hương vị mùi hôi hương thiên, che lại cái mũi, vài bước chạy đến nội viện. Mới từ cửa Thùy Hoa đi vào liền nhìn đến trong viện phóng cái bàn, còn có kia nguyên bản nhân nữ nhi sau khi rời khỏi đây vẫn luôn nằm ở đại lưu ngủ không ra chơi đại rùa đen, hiện tại ghé vào bên cạnh bàn mở to một đôi mắt vô tội nhìn nàng. Lúc này, một cổ mùi hôi hương thiên hương vị bị một trận gió từ phòng bếp khẩu mang lại đây. Nôn. Iue. Phúc vừa tiến đến Vân Tú Lan, Ninh Hải cùng Tống Gia Nhân ba người không phản ứng lại đây, hút vào này một cổ bị phong mang đến nhất xú hương vị, vị toan quay cùng dân lên, buồn nôn đi lên, sôi nổi không màn hình tượng chạy đến xuống nước mương đi phun. Nôn Này cả tòa trong viện xú vị làm Vân Tú Lan nổi trận lôi đình triều phòng bếp phương hướng dẫn kêu, Ninh Lão Tam, người ở trong nhà làm cái gì tên tuổi, như vậy xú. Đồng thời, bên ngoài đại môn chỗ cũng bị gõ vang, phụ cận hàng xóm Vương A Di Biên gõ biên hô to, Tú Lan, ở nhà đi, nhà ngươi ở nấu thứ gì, là ở nấu sú thịt sao? Mau đừng nấu, quá sú. Toàn bộ ngõ nhỏ đều là kia sú vị.